Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 149. Tất nhiên so với U, Dương Bách Xuyên cho rằng người đáng chết nhất là lão già Cửu Phong chân nhân chết tiệt. Nghĩ đến Vượng Tử bị rút máu luyện đan luyện dược trong thời gian dài, trong lòng Dương Bách Xuyên tràn đầy sát khí. Nhưng trong trí nhớ của U, Cửu Phong chân nhân lại là một trong ba lão tổ tán tiên của quần thể tán tiên, cũng coi như là nhân vật đứng đầu đảo tán tiên. Dương Bách Xuyên nghĩ thầm cho dù Cửu Phong chân nhân là lão tổ tán tiên, hẳn cũng sẽ nghĩ cách giết chết lão ta báo thù cho Vượng Tử, nếu không hẳn không biết nói thế nào với Triệu Nam. Hắn biết rõ tình cảm giữa Triệu Nam và Vượng Tử. Năm đó sau khi thất lạc với Vượng Tử, Triệu Nam cho rằng Vượng Tử đã chết nên vô cùng đau lòng. Hắn biết mặc dù nàng không nói, nhưng trong lòng cũng không dễ chịu, cho nên khi Dương Bách Xuyên biết được Vượng Tử còn sống, hẳn chắn sẽ mang Vượng Tử về cho nàng. Cho dù Cửu Phong chân nhân mạnh đến mức nào, Dương Bách Xuyên đã đưa lão ta vào danh sách kẻ thù phải giết số một. Nếu nói không có cách cũng không đúng. Lần này Lục Nhĩ Mi Hầu đến bày ra thực lực đã không hề thua kém mấy lão tổ tán tiên, có lẽ có thể giết chết được Cửu Phong chân nhân. Xem xong ký ức về Vượng Tử, Dương Bách Xuyên còn phát hiện một tin tức có liên quan đến hắn. Trong trí nhớ của U, Dương Bách Xuyên thấy được tin tức hai tần tiên của Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên bị trừng phạt trong trận đại chiến với Vân Môn năm đó. Năm đó tán tiên thánh địa cấu kết với ma tộc, lấy Vân Môn làm mồi, muốn đuổi ma nuốt Vân Môn, nhưng hai vị tán tiên của Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên đều không tham gia. Kết quả Dương Bách Xuyên đã sử dụng Long Khi để triệu hoán Lục Nhĩ Mi Hầu liên hợp tiêu diệt mấy tán tiên thánh địa, cuối cùng chỉ còn lại hai tán tiên của Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên trở về đảo tán tiên, cũng báo cáo lại sự thật cho lão tổ tán tiên, kết quả bị ba lão tổ tán tiên trừng phạt, dùng trận pháp phong lôi khiển trách, đến bây giờ vẫn còn đang bị nhốt chịu hình trên đỉnh Chí Tôn. Dương Bách Xuyên xem xong biết hai người này đã gián tiếp bị hẳn liên lụy, lần này phải cứu bọn họ mới được. Rốt cuộc năm đó hai tán tiên không ra tay cũng coi như trợ giúp Vân Môn. Còn có dù sao Trường Sinh Điện cũng là tông môn thánh địa do Đại sư Huynh sáng lập. Còn Hoàng Triều Hiên Viên vẫn luôn gần gũi với Trường Sinh Điện từ xưa đến nay, có liên hôn, hơn nữa cũng có quan hệ sâu xa với hắn, bởi vì công chúa Hiên Viên Linh Hề trở thành nữ nhân của hắn. Tất cả đều là nhân quả. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ mấy thứ này thì một tiếng nổ lớn vang lên. Sâu trong núi Chí Tôn truyền đến một tiếng nổ, Dương Bách Xuyên kinh sợ, vội vàng thúc giục thân pháp chạy đến. Cách thật xa nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi thở cường đại, hiển nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu đang đánh với người khác. Dương Bách Xuyên khẳng định đối thủ không phải ba tán tiên đã chạy trốn, bởi vì với thực lực của Lục Nhĩ Mi Hầu, ba tán tiên kia tuyệt đối không phải đối thủ của hắn ta. Hiện tại chỉ có một khả năng, Lục Nhĩ Mi Hầu đụng phải lão tổ tán tiên. Cường giả chân chính của núi Chí Tôn. Thực lực của Lục Nhĩ Mi Hầu rất mạnh, nhưng dù sao đây cũng là đảo tán tiên, là sân nhà của tán tiên, Dương Bách Xuyên cũng biết Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn chưa khôi phục thực lực tiên vương, nếu không hẳn ta đã trở về tiên giới từ lâu. Nghe thấy tiếng động lớn này, Dương Bách Xuyên cũng bắt đầu lo lắng, chạy như bay đến đó. Trên đường đi vừa chạy hắn vừa nuốt hai giọt nước sinh mệnh, còn liên tục nhét linh đào vào trong miệng. Cũng nuốt một viên tinh chất mật ong từng lấy được ở hoa viên của Lam Tâm Tiên Vương để bổ sung thể lực. Dương Bách Xuyên biết hiện tại chạy đến, nếu thật sự gặp phải lão tổ tán tiên, chắc chắn sẽ là một trận ác chiến, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu. Nghe thanh âm còn cách rất xa, Dương Bách Xuyên chạy như điên đến đó, rất nhanh đã bước vào địa giới 36 núi lớn của núi Chí Tôn. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng đến gần đỉnh núi. Ầm ầm ầm, tiếng đánh nhau càng ngày càng gần. Dương Bách Xuyên cũng chạy nhanh hơn. Nghe có vẻ rất thảm thiết, không biết Lục Nhĩ Mi Hầu sao rồi. Vài phút sau, Dương Bách Xuyên cảm thấy trước mắt rộng mở, giống như chui ra khỏi sương mù. Sau đó hắn nhìn thấy một quảng trường bạch ngọc ở phía trước. Một sơn môn cổ xưa uy nghiêm đứng sừng sững trên quảng trường này. Dương Bách Xuyên nghĩ thầm, có lẽ đây là đạo tràng của sư phụ Chí Tôn Cung. Lúc có Lục Nhĩ Mi Hầu đang đại chiến với một người. Tổng cộng có 7 người có mặt ở đó. Trong 7 người này, ngoại trừ Lục Nhĩ Mi Hầu và một lão giả đầu bạc đang chém giết lẫn nhau, trong 5 người còn lại có 3 tán tiên chạy trốn lúc trước, lúc này đang cung kính đứng sau một nam một nữ. Dương Bách Xuyên từng nhìn thấy trong trí nhớ của U, ngoài Lục Nhĩ Mi Hầu và 3 tán tiên chạy trốn đến nơi này, 3 người còn lại chính là 3 lão tổ tán tiên lục chuyển đại viên mãn đỉnh phong.
Quan trọng hơn ba lão tổ tán tiên này đã áp chế tu vi ở lục chuyển đại viên mãn đỉnh phong rất lâu rồi. Nói cách khác thực lực tu vi của ba người bọn họ không phải là lục chuyển đại viên mãn như bên ngoài. Sau khi bước lên quảng trường thì Dương Bách Xuyên dừng lại, hân không dám bước về phía trước. Bởi vì hắn không chắc có thể đối đầu với ba lão tổ tán tiên. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, cách thật xa đã cảm nhận được một ánh mắt sắc bén nhìn về phía mình. Theo bản năng nhìn lại, người nhìn hẳn chính là lão giả mặc đồ đỏ, một trong hai lão tổ tán tiên đang đứng trước Chí Tôn Cung. Bị lão giả mặc đồ đỏ này nhìn, Dương Bách Xuyên cảm thấy lạnh cả người, hẳn cảm giác như bị rắn độc theo dõi, như bị đối phương nhìn thấu. Trong lòng thầm hô, quả nhiên đám lão tổ này không phải hạng người đơn giản. Ít nhất trong kiếp sống tu luyện của Dương Bách Xuyên, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tu sĩ cực kỳ nguy hiểm như vậy. Ngay sau đó lại thêm một ánh mắt khác nhìn về phía hân. Lần này là bà lão mặc đồ trắng đứng bên cạnh lão giá mặc đồ đỏ. Hai tán tiên cùng nhìn về phía hắn. Một thì sắc bén như đao kiếm, một sâu thắm như đại dương. Đều không phải hạng người tầm thường. Hai vị lão tổ, tên tiểu tử kia chính là Dương Bách Xuyên. Lúc này một trong ba gã tán tiên đứng sau lên tiếng. Dương Bách Xuyên nghe thấy vậy thì biết ngay ba tên khốn chạy trốn đến đây đã báo cáo sự tích của mình cho ba lão tổ tán tiên. Có lẽ không cần báo cáo, với cấp bậc như ba lão tổ tán tiên này, sợ rằng đã biết hết mọi chuyện. Trong ánh mắt của hai lão tổ tán tiên, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được lão giả mặc đồ đỏ tràn đầy sát ý, còn bà lão mặc đồ trắng thì chưa rõ tình hình. Nhớ lại ký ức của U, Dương Bách Xuyên tìm được tin tức về ba vị lão tổ tán tiên. Lão giả mặc đồ đỏ xuất thân từ Thánh địa Vạn Linh, được gọi là Vạn Linh chân nhân, bà lão mặc đồ trắng xuất thân từ Thông Tiên Cung, được gọi là Thông Tiên Thượng Nhân. Còn người đang đánh với Lục Nhĩ Mi Hầu chính là Cửu Phong chân nhân. Tất nhiên đây chỉ là xưng hộ, quan trọng hơn ba người đều là những người trổ hết tài năng trong vô số tán tiên, là người có tu vi đứng đầu đảo tán tiên, sống cũng lâu, xưng vương xưng tổ cũng bình thường. Dù sao ba lão tổ tán tiên đều xuất thân từ thánh địa. Lúc Vạn Linh chân quân nhìn về phía hắn, hắn cảm nhận được sát ý vô tận, Dương Bách Xuyên mình đã trở thành tử địch với tán tiên này. Không hóa giải được. Còn bà lão Thông Tiên Thượng Nhân, mặc dù xuất thân từ Thông Tiên Cung, tính lên Thông Tiên Cung cũng có quan hệ với mình, nhưng Dương Bách Xuyên biết không gì là chắc chắn. Bởi vì đối phương xuất hiện ở chỗ này đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Là địch hay bạn phải đến lúc đánh mới biết được. Trong lúc hai bên đang đánh giá lẫn nhau, Dương Bách Xuyên nghe thấy tên tán tiên kia đang nói mình. Nheo mắt lại, Dương Bách Xuyên điều chỉnh lực lượng trên người lên đinh, hẳn không phải loại người ngồi chờ chết. Hơn nữa hôm nay hắn phải đi vào được Chí Tôn Cung. Hoàn thành mong muốn của sư phụ. Nhưng muốn đi vào Chí Tôn Cung thì phải bước qua hai lão tổ tán tiên mới được. Chí Tôn Cung được một lực lượng vô hình bao trùm lên. Có lẽ đó là đại trận do sư phụ bày ra. Đối với người khác, có lẽ không vào được, nhưng đối với hắn, có sư phụ, đi vào Chí Tôn Cung không phải chuyện khó. Lúc hai bên đánh giá lẫn nhau, Dương Bách Xuyên cũng hỏi sư phụ. Sư phụ, bây giờ phải làm gì? Cảm giác đối phương rất mạnh. Hừ, mạnh cái rắm, mấy đứa trẻ mà thôi, nếu dám ra tay, vi sư có rất nhiều cách dạy dỗ bọn họ. Vân Thiên Tà lạnh lùng nói. Nghe thấy giọng điệu tự tin của sư phụ, mặc dù không biết sư phụ lấy đâu ra tự tin nhưng dù sao hân cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Vạn Linh chân quân lên tiếng, tiểu bối đến núi Chí Tôn để dương oai, rốt cuộc có ý gì? Đi lên nói chuyện. Dương Bách Xuyên nghe vậy vô cùng vui vẻ, nghĩ thầm, có vẻ vẫn là một người nói đạo lý, kỳ lạ, dựa theo mấy người xuất thân từ mấy thế lực thánh địa đều sẽ ra tay giết người luôn, nói chuyện lịch sự như bây giờ có chút không thích ứng. Dù sao Dương Bách Xuyên cũng không sợ, có sư phụ, trong lòng hẳn có chắc chắn nên trực tiếp bước về phía trước. Chờ cách giữa sân 5 đến 600 mét, Lục Nhĩ Mi Hầu phi xuống đứng chặn bước chân của hắn. Tiểu tử, tìm chết hả? Tu vi của ba lão bất tử này sâu nặng, bọn họ giết ngươi dễ như trở bàn tay, đứng đó đợi đi, để ta đối phó với bọn họ. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào ba lão tổ tán tiên, giọng nói tràn ngập sát khí, vô cùng kiên quyết. Dương Bách Xuyên vô cùng cảm động. Dương Bách Xuyên biết Lục Nhĩ Mi Hầu hoàn toàn không cần đối đầu với ba lão tổ tán tiên, mặc dù tặng hẳn ba sợi lông khi, nói ra tay giúp mình ba lần, nhưng cũng không nói hoàn toàn liều mạng tử chiến. Dù sao hắn ta đã đến, cũng ra tay, không tính vi phạm lời hứa. Nhưng lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu lại không có ý rút lui, hắn ta đuổi theo ba tán tiên chạy trốn,
không ngờ đuổi đến trước Chí Tôn Cung lại đụng phải ba lão tổ tán tiên. Lúc này không đơn giản là vấn đề hứa hẹn, mà có liên quan đến sống chết. Quả thật Lục Nhĩ Mi Hầu có thiên phú dị bẩm, là sinh linh tiên giới, nhưng hẳn ta lại là trùng tu. Hắn ta vẫn chưa khôi phục lại tu vi tiên vương, mặc dù hiện tại Dương Bách Xuyên không nhìn thấu được tu vi của Lục Nhĩ, nhưng có thể đánh ngang tay với Cửu Phong chân nhân, có vẻ thực lực của Lục Nhĩ cũng ở lục chuyến đỉnh phong. Hít sâu, Dương Bách Xuyên hỏi, người có nắm chắc đối phó được với ba người bọn họ không? Lục Nhĩ không quay đầu, nói, không. Nếu không, ngươi rút đi, Dương Bách Xuyên nói, Lục Nhĩ vì đạo nghĩa tuân thủ lời hứa, đồng ý ra tay giúp hẳn ba lần, nhưng hắn cũng là người biết đủ, trong tình huống này, hẳn không làm được để Lục Nhĩ đi chịu chết. Bốp! A, à, ngươi! Dương Bách Xuyên vừa dứt lời đã bị Lục Nhĩ đột ngột đấm lên mặt. Máu mũi giàn giụa. Nhưng không trở ngại, bởi vì Lục Nhĩ không dùng pháp lực. Sau đó Lục Nhĩ quay đầu, gằn giọng nói, tiểu tử ngươi muốn Lục Nhĩ này thất tín bội nghĩa sao? Lão tử đồng ý với người khác, cho dù tan xương nát thịt cũng muốn hoàn thành, CMN đừng có lắm chuyện, nếu không lão tử đánh chết ngươi. Đừng nói là ba tán tiên còn chưa trải qua lễ tẩy của tiên lực, hôm nay cho dù ba kim tiên hạ giới, lão tử cũng đánh chết. Dứt lời, Lục Nhĩ quay đầu nhìn ba lão tổ tán tiên. Sau đó tăng chiến ý lên mức cao nhất. Dương Bách Xuyên sờ cái mũi đang chảy máu vô cùng đau đớn, hẳn không hề tức giận. Nghe Lục Nhĩ găm thét với hắn khiến trái tim như sôi trào, cảm động, nhiệt huyết khí phách, sự tự tin đã lây nhiễm sang cho hẳn. Không biết tại sao vào lúc này, máu trong cơ thể Dương Bách Xuyên dường như đang bốc cháy từ sâu trong linh hồn. Hắn đã có thêm một nhận thức mới về Lục Nhĩ Mi Hầu. Đây là một con khí bằng xương bằng thịt. Sẽ biết chính nghĩa, giữ lời hứa và đảm đương trách nhiệm. Hắn có một trái tim như chiến thần, không sợ đất trời. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy được rất nhiều điều từ Lục Nhĩ. Chớp mắt, bản thân hắn cũng bị lây nhiễm. Đột nhiên nguyên thần rung lên, toàn bộ ý thức hải đều phát ra một tiếng nổ vang. Dương Bách Xuyên cảm nhận được rõ ràng, nguyên thần trong ý thức hải của hắn bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt như đang lóe lên ánh sáng. Toàn thân kim cang bừng sáng, như mặt trời chiếu rọi cả ý thức hải. Bao gồm cả Hắc Liên trong nguyên thần. Vù vù. Hắc Liên đã mấy trăm năm không có động tĩnh, nhưng khi nguyên thần phát sáng thì cuối cùng cũng có tiếng động. Lúc trước, kể cả khi hẳn rơi vào thời khắc sống chết thì Hắc Liên cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng lúc này lại có. Cuối cùng Hắc Liên đã tỉnh lại. Nguyên thần của Dương Bách Xuyên vẫn không ngừng ngưng tụ trong ánh sáng. Lúc này, nguyên thần hẳn đang thăng cấp. Trước kia nguyên thần chỉ có đường nét đại khái, nhưng hiện tại đã rõ hơn rất nhiều. Đây là cảm ngộ. Cảm ngộ sau khi nhìn thấy, nghe thấy từ trên người của Lục Nhĩ Mi Hầu. Lão đầu từng nói, cốt lõi của việc tu hành là tu tâm, cũng chính là sự giác ngộ giữa đất trời. Vạn vật trên trời dưới đất, bao gồm tất cả. Sự giác ngộ đôi khi có thể là một sự việc, một sự kiện sinh tử, hay lời nói của người khác chạm tới linh hồn. Lần này cảm ngộ của hắn tới từ Lục Nhĩ Mi Hầu, là những lời của đối phương đã khiến nguyên thần hắn nổ vang, cảm hóa từ sâu trong nội tâm, cảm ngộ mang lại cho hẳn cảm xúc, tự tin, trọng nghĩa tình. Sau khi tu luyện tới phi thăng cảnh đại viên mãn, cho dù là tu vi hay nguyên thần đều không hề có dấu hiệu tăng lên, nhưng lúc này cuối cùng nguyên thần của hắn đã có động tĩnh. Sự thăng cấp của nguyên thần không phải dùng thiên tài địa bảo là có thể tăng được, đối với hẳn mà nói chính là biến hóa về chất. Lúc này Dương Bách Xuyên hận không thể ôm lấy Lục Nhĩ Mi Hầu hôn 100 cái, nhưng hẳn biết nguyên thần thăng hoa đáng quý, nên không đi tìm Lục Nhĩ Mi Hầu mà chỉ đứng nguyên tại chỗ, cẩn thận cảm nhận sự khác biệt do sự thay đổi về chất của nguyên thần mang lại, sự giác ngộ không phải một lần là xong. Lúc này, linh hồn đang ở trạng thái biến ảo khôn lường, một lần tẩy rửa nguyên thần mang lại lợi ích rất lớn cho Dương Bách Xuyên. Tạo cho hắn một nền móng vững chắc. Hắn nhắm lại mắt lại, ý thức tiến vào trong nguyên thần. Dương Bách Xuyên mở mắt nhìn ý thức. Hải, hoặc là nói sau khi ý thức vào trong, hẳn thấy một ngọn núi cao đang phát sáng, giống như một cánh cửa lớn, hoặc là một thế giới khác. Hắn nỗ lực nhìn thế giới trong ánh sáng, đi về phía trước. Sức mạnh thần hồn của hẳn đang tăng nhanh như tên lửa. Càng ngày càng mạnh. Nguyên thần và Hắc Liên đang bừng sáng, hai màu sắc đen vàng chiếu rọi lẫn nhau, Hắc Liên thức tính, cũng đang trưởng thành. Lúc này, bên trong ý thức hải của Dương Bách Xuyên tràn ngập sức mạnh thần hồn, không biết tới từ đâu, có thể là từ trong đất trời,
nhưng tất cả đều không ngừng chui vào trong nguyên thần của Dương Bách Xuyên. Ý thức của Dương Bách Xuyên lại đang tập trung vào thế giới đang bừng sáng kia, hắn tiếp tục đi vẽ phía trước, hẳn đang nghĩ tới ngọn núi lớn, hoặc là truy đuổi cái thế giới kia. Hắn không biết đó là gì, là nơi nào, là một ngọn núi hay là một thế giới. Dù sao trong tiềm thức, hắn có cảm giác nếu mình tới được nơi đang phát ra ánh sáng kia thì sức mạnh của hắn sẽ có thể lên được một tăng cao mới. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không phát hiện ra sự thay đổi của Dương Bách Xuyên, vừa xoay người đã đi về phía ba tán tiên. Cửu Phong chân nhân nhìn con khi căm đại trùy đi tới, trầm giọng nói, đạo hữu muốn đối địch với chúng ta đến cùng. Trận chiến vừa rồi đã khiến Cửu Phong chân nhân vô cùng khiếp sợ. Ba tán tiên bị đuổi giết tới trước cung Chí Tôn, đồng thời gửi tin hiệu cầu cứu tới tam đại tán tiên lão tố, nếu tới không kịp thì sợ là bọn họ đã bị con khi này giết chết rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngay khi nhận được truyền tin, biết nguyên nhân kết quả, bọn họ bị hạng tiểu bối Dương Bách Xuyên của Vân Môn Tiên Cảnh ở tu chân giới đuổi giết tới núi Chí Tôn, giết chết mấy chục tán tiên. Sau đó thập đại tán tiên ở núi Chí Tôn ra tay cũng bị Dương Bách Xuyên giết chết ba người, những tán tiên còn lại bắt tay đánh trọng thương Dương Bách Xuyên, kết quả nửa đường lại xuất hiện một con khi, giết mấy tán tiên chỉ trong nháy mắt, ba người trốn thoát chạy thẳng tới đỉnh núi Chí Tôn tìm bọn họ cầu cứu. Biết được những chuyện này, tam đại tán tiên lão tổ vô cùng tức giận. Cửu Phong chân nhân là người đầu tiên đánh nhau với con khi, ông ta muốn nghiền con khi này thành cho bụi, nhưng nào biết sau khi đánh một trận lại phát hiện thực lực của con khỉ này quá hung hãn, đánh ngang tay với ông ta, hơn nữa Cửu Phong chân nhân còn lờ mờ cảm nhận được con khi này vẫn còn tình lực dồi dào. Sao Cửu Phong chân nhân không khiếp sợ cho được? Sau lần giao đấu đầu tiên, tên tiểu tử Dương Bách Xuyên kia tới bảo con khi dừng tay. Nhắc tới Dương Bách Xuyên, Cửu Phong chân nhân đương nhiên biết hẳn, năm đó ma tộc bùng lên ở tu chân giới, ba tán tiên lão tổ bọn họ đã phái mấy tán tiên đi diệt ma, nhưng kết quả lại bị tên Dương Bách Xuyên kia giết sạch, chỉ còn tán tiên của Điện Trường Sinh và Hoàng Triều Hiên Viên là còn sống sót trở về, nhưng bọn họ là hai tán tiên không tham dự chiến đấu. Tán tiên của Điện Trường Sinh và Hoàng Triều Hiên Viên không ra trận bị tam đại tán tiên lão tổ xem là ngoại tộc, khiển trách ở núi Chí Tôn, đến bây giờ vẫn chưa thả ra ngoài. Cái tên Dương Bách Xuyên lại bị tam đại lão tổ điểm danh phê bình, nhưng vì đủ các loại nguyên nhân, đảo tán tiên hạn chế tán tiên rời núi nên không đi tìm Dương Bách Xuyên gây phiền phức. Không ngờ tên tiểu tử này lại tìm tới tận cửa, hơn nữa còn tìm được một con khỉ hung dữ như vậy. Điều này khiến tam đại lão tổ vô cùng tức giận. Không biết con khỉ này có lai lịch gì, từ đâu xuất hiện. Nhìn thấy con khỉ đi tới, Cửu Phong chân nhân âm trầm lên tiếng, không trở mặt với con khỉ này là tốt nhất. Nếu như không được thì tam đại lão tố hợp sức, con khỉ kia cũng không thể dở thói ngang ngược. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe Cửu Phong chân nhân nói vậy thì nhếch miệng, hắn giơ cánh tay đầy lông chỉ về ba tán tiên ở phía sau tam đại lão tổ, ta muốn ba bọn họ, giao ra đây. Láo xược, con khỉ to gan, núi Chí Tôn không phải nơi để cho ngươi dương oai. Lời của Lục Nhĩ khiến tam đại lão tổ tức giận, biết có nói chuyện cũng vô ích. Đùa cái gì vậy? Đứng trước mặt bọn họ lại muốn họ giao ba hậu bối ra. Sau đó để ngươi giết chết, tam đại lão tổ còn muốn lăn lộn ở đảo tán tiên nữa không đây? Không còn gì để nói, nếu con khi ngươi đã muốn đối địch với chúng ta, vậy lão phu cũng nói với ngươi một câu, cho dù ngươi tới từ đâu thì lão phu cũng khuyên ngươi, chớ vì cái tên tiểu tử Dương Bách Xuyên kia, ở đây là đảo tán tiên, là địa bàn của ta, không phải là nơi ngươi thích làm gì thì làm. Còn nữa, giao Dương Bách Xuyên ra thì ta sẽ tha cho ngươi. Nếu không ta cũng không ngại giết một yêu hầu. Cửu Phong chân nhân nói chuyện sắc bén, cảnh cáo Lục Nhĩ Mi Hầu. Ha ha ha. Đáp lại ông ta là một trận cười lạnh của Lục Nhĩ Mi Hầu, sau đó con khi kia nhe răng lớn tiếng nói, các ngươi quả nhiên là một đám đạo đức giả, nhân tộc không có thứ gì tốt cả, rõ ràng sư đồ các ngươi muốn giết huynh đệ ta, mấy chục người cũng đánh không lại thì thôi đi, người này thay người kia đánh, lẽ nào còn không cho huynh đệ ta tìm trợ giúp chắc. Hôm nay Lục Nhĩ ta cũng muốn xem thử. Ba lão già các ông có bản lĩnh gì? Không phải là kim tiên thôi sao, kim tiên chưa được tiên lực tẩy rửa mà thôi, ta đây cũng không để ý, muốn đánh thì đánh, muốn chiến thì chiến, ba tán tiên sau lưng các người, ta giết chắc rồi. Kiêu ngạo, hung hăng, khí phách. Lục Nhĩ Mi Hầu không hề nhượng bộ tam đại tán tiên. Được, được lầm, hay cho một con khỉ, cho dù cảnh giới của ngươi cao thì tu vi cũng chỉ lục chuyển đỉnh phong, đối mặt với ba chúng ta. Xem ngươi có thủ đoạn gì, muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi.
hai vị đạo hữu lên đi, núi Chí Tôn không cho phép một con khi ngông cuồng, càng không để hậu bối của chúng ta bị tùy ý giết hại, để bọn họ biết ai đang làm chủ cái đảo tán tiên này. Cửu Phong chân nhân đen mặt nói với Thông Thiên thượng nhân và Vạn Linh chân quân. Vạn Linh chân quân nói, hai người các ngươi giết con khi này, lão phu đi diệt tiểu tử Dương Bách Xuyên kia, cho là núi Chí Tôn không còn ai chắc. Được, giết. Chỉ nghe Hắc Liên nói, xông lên đi. Trước kia còn có chút hạn chế, nhưng bây giờ ta có thể giúp ngươi một tay. Nghe vậy Dương Bách Xuyên liền biết là sau lần trước Hắc Liên giúp hẳn thu lấy Thủy Chi Căn Nguyên Châu rơi vào ngủ sâu, khi tỉnh lại nàng ấy đã tích lũy được rất nhiều lực lượng, nói cách khác nguyên thần của Hắc Liên đã khôi phục tốt, ít nhất là mạnh hơn trước đây nhiều. Nhưng tình huống của Hắc Liên không giống sư phụ, nàng ấy khôi phục nguyên thần là khôi phục ký ức kiếp trước khi Niết Bàn. Đối với Hắc Liên mà nói, ký ức chính là thực lực. Lần này nguyên thần của Dương Bách Xuyên chịu tác động của Lục Nhĩ Mi Hầu, dẫn đến nguyên thần thăng hoa, lực thần hồn tăng vọt. Hắc Liên chú trong biển ý thức của hẳn cũng được tấm bổ, chẳng những tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, mà còn khôi phục ký ức kiếp trước. Chiêu kiếm Hắc Liên vừa rồi có sự trợ giúp của Hắc Liên, hắn thôi động lực lượng của Thủy Chi Căn Nguyên và lực lượng của bản thân, cộng thêm lực lượng của Hắc Liên, nhờ đó mới có thể một kiếm chém chết ba đại tán tiên. Nhanh gọn lẹ. Mục tiêu tiếp theo là ba tán tiên lão tổ. Mặc dù nguyên thần thăng hoa, Hắc Liên tỉnh lại, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn không dám khinh thường. Cho nên hẳn cần sự trợ giúp của Hắc Liên. Mục tiêu phải chém đầu tiên là Cửu Phong chân nhân, báo thù xả giận cho Vượng Tử. Tuy biết Vượng Tử bị bọn họ đồn ép phải tiến vào cung Chí Tôn, nhưng không rõ sống chết. Lời nói của Hảo Liên tuy nhẹ nhàng hờ hững, nhưng Dương Bách Xuyên nghe ra sự tự tin tràn đầy. Trong lòng có nằm chắc. Dương Bách Xuyên nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu thi triển sức mạnh, đại chiến với ba tán tiên lão tổ. Mặc dù trông rất dũng mãnh, nhưng chung quy vẫn rơi vào thế yếu. Ba tán tiên lão tổ cũng có thủ đoạn, Lục Nhĩ Mi Hầu bùng nổ tấn công, sấm rền chớp giật, vậy mà ba lão già này phối hợp với nhau rất ăn ý, lần nào cũng có thể hóa giải đòn tấn công của Lục Nhĩ, và còn đánh trả. Làm cho trên người Lục Nhĩ xuất hiện rất nhiều vết thương, trông rất thảm, nhưng hẳn là không phải vết thương chí mạng. Tóm lại là Dương Bách Xuyên chuẩn bị ra tay. Theo tình hình này, Lục Nhĩ không chống đỡ được bao lâu nữa, ba đánh một không chuột cũng què. Nhưng nếu hẳn kéo ra được người nào thì hay người đó. Dương Bách Xuyên tin tưởng Lục Nhĩ chắc chắn có thể giết được hai trong ba người kia. Điểm này rất rõ ràng. Lục Nhĩ Mi Hầu một chọi ba tuy rơi vào thế yếu, nhưng không thua, vẫn có thể đánh với ba tán tiên lão tổ đến long trời lở đất. Dương Bách Xuyên tin rằng chỉ cần hẳn kéo ra một trong ba tán tiên lão tổ là có thể giảm bớt áp lực cho Lục Nhĩ Mi Hầu. Đến lúc đó chắc chắn sẽ xoay chuyển tình thế. Hiện tại nguyên thần của hẳn đã thăng hoa, sức mạnh thần hồn tăng vọt, lại thêm sự trợ giúp của Hắc Liên, như vậy đối mặt với một tán tiên lão tổ trong số đó chắc hẳn không thành vấn đề. Mà người này, Dương Bách Xuyên nhắm tới Cửu Phong chân nhân. Đi thôi, giết. Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn Cửu Phong chân nhân chòng chọc. Cất bước xông tới chiến trường của bốn người ở rìa quảng trường cung Chí Tôn. Một khắc sau, Dương Bách Xuyên xuất hiện cách chiến trường 20-30 mét. Ban đầu hẳn định xông thẳng tới tấn công Cửu Phong chân nhân, nhưng sau khi liếc mắt nhìn đằng xa, hẳn bỗng dừng lại. Hắn nhìn thấy hai người. Hai người lơ lửng trên không cách mặt đất 3 mét, trông như người bị treo ngược. Hai người này không phải ai khác, mà chính là tán tiên của Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên. Trong ký ức của U, bởi vì hai tán tiên này không tham dự vào mưu kế của các tán tiên khác nhắm vào Vân Môn, cho nên sau khi trở về đảo tán tiên, họ đã bị ba lão già chết tiệt trừng phạt, nhốt trong trận pháp phong lôi. Dương Bách Xuyên biết kiếp nạn của hai người họ do hẳn mà ra, hẳn phải hóa giải nhân quả này. Bây giờ hắn đã nhìn thấy thì có thể giải quyết dễ dàng như trở bàn tay. Còn Lục Nhĩ Mi Hầu hẳn là có thể chống đỡ thêm một lúc. Vì vậy Dương Bách Xuyên xoay người đi tới rìa quảng trường cung Chí Tôn. Đó là một góc của quảng trường, bên dưới là vực sâu vạn trượng. Hai tán tiên của Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên bị nhốt trong trận phong lôi, có gió lốc và sấm sét không ngừng đánh lên người bọn họ. Thoạt nhìn uy lực của sấm sét và gió lốc không lớn, nhưng nếu bị tra tấn mấy trăm năm thì có thể mất mạng. Dương Bách Xuyên thầm chửi thề, thình lĩnh vung kiếm chém vào trận pháp. Ù, ba quang sáng màu bạc, màu xanh đậm và màu đen hội tụ, tạo thành kiếm khí phát ra từ kiếm đồ long. Ầm ầm. Ngay sau đó, trận pháp phong lôi bị một kiếm của Dương Bách Xuyên đánh tan. Hai tán tiên thoát khỏi vây khốn.
Cảm ơn sư đệ. Cảm ơn đạo hữu. Hai người cảm ơn. Hai người rời khỏi đây đi, ta không có thời gian để ý các ngươi. Nói xong Dương Bách Xuyên lắc mình rời đi, coi như nhân quả đã chấm dứt. Lúc xuất hiện hẳn đã vào trong chiến trường. Lục Nhĩ đại ca, ta tới đây. Dương Bách Xuyên đằng đằng sát khí, nhảy bật lên vung kiếm chém Cửu Phong chân nhân. Bát Hoang Quy Nhất, chém. Có Hắc Liên âm thầm giúp đỡ, Dương Bách Xuyên sử dụng chiêu kiếm cuối cùng trong kiếm quyết Hắc Liên, Bát Hoang Quy Nhất. Trong một kiếm này có lực lượng của Hắc Liên, còn có chân nguyên của bản thân hắn, cùng với lực lượng của Thủy Chỉ Căn Nguyên Châu. Tương đương ba lực lượng hợp nhất, mang theo pháp tắc chỉ thế chém ra. Khí thế cường đại vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Tóm lại là sau khi nguyên thần thăng hoa, hẳn cảm thấy ngưng tụ pháp tắc chỉ thế hơn gấp 10 lần. Trước đây khi hân cảm ngộ pháp tắc chỉ thế, cùng lầm cũng chỉ trong phạm vi 1000 mét vuông. Nhưng lúc này hắn phát hiện phạm vi đã mở rộng tới 10.000 mét vuông. Pháp tắc vô hình, nhưng tồn tại chân thực. Thân hồn cường đại nghĩa là pháp tắc chỉ thế có thể mở rộng phạm vi mượn lực lượng, uy lực cũng càng mạnh. Từ 1.000 mét vuông tăng lên 10.000 mét vuông, đây là một lần thăng hoa biến đổi về chất. Một kiếm vung ra, phong vân biến sắc. Sấm sét trên đỉnh núi Chí Tôn cũng bị pháp tắc chỉ thế dẫn động, nổ đùng đoàng. Ta đứng trên đỉnh núi, thân thể trong mây mù. Kéo theo linh khí trời đất cũng lay động, mây mù không ngừng quay cuồng. Thật sự có khí thế một kiếm ra gió mây vần vũ, đất trời đối sắc, không ai có thể đối địch. Ở khoảng cách hơn 20 mét, Dương Bách Xuyên chém một kiếm về phía Cửu Phong chân nhân. Cửu Phong chân nhân đã phát hiện ra Dương Bách Xuyên vung kiếm chém mình, nhưng trong mắt ông ta, Dương Bách Xuyên chỉ là một con kiến mà thôi. Hắn có mạnh đến mấy cũng chỉ là người tu chân phi thăng cảnh. Sao có thể đối đầu với tán tiên lục chuyển đỉnh phong như ông ta? Nếu là con khỉ thì Cửu Phong chân nhân còn e dè, chứ Dương Bách Xuyên thì ông ta không thèm để ý. Nhưng sau khi Dương Bách Xuyên một kiếm ra đất trời biến sắc, rốt cuộc sắc mặt của Cửu Phong chân nhân cũng thay đổi. Trong cảm nhận của Cửu Phong chân nhân, thiên địa chỉ thế hoặc nói là lực pháp tắc mà thẳng nhãi Dương Bách Xuyên dẫn động mạnh hơn ông ta rất nhiều. Ba tần tiên lão tổ bọn họ tu luyện đến nay, lực lượng pháp tắc thiên địa có thể điều động cũng chỉ nằm trong phạm vi 6.000 mét vuông mà thôi. Nhưng Cửu Phong chân nhân cảm nhận được một kiếm này của Dương Bách Xuyên vung ra, lực lượng pháp tắc và thiên địa chỉ thế dẫn động đã đạt mức 10.000 mét vuông. Vô cùng đáng sợ. Lúc này, không chỉ Cửu Phong chân nhân thay đổi sắc mặt, mà hai người khác là Thông Thiên Thượng Nhân và Vạn Linh Chân Quân cũng mặt mày biến sắc. Bởi vì bọn họ cảm nhận được thiên địa chỉ thế và lực lượng vô cùng mạnh ập tới. Điều đáng sợ là sấm sét trên bầu trời núi Chí Tôn cũng hội tụ thành hình, xen lẫn trong đó. Thậm chí Lục Nhĩ cũng không giấu được ánh mắt kinh ngạc, lùi lại tránh ra không chút do dự. Lúc nấy khi Dương Bách Xuyên lên tiếng, Lục Nhĩ đã cảm nhận được khí tức của Dương Bách Xuyên thay đổi. Trong cảm nhận của Lục Nhĩ mi hầu, đó không phải khí tức của Dương Bách Xuyên, mà giống như là khí tức của một người khác. Hẳn ta cảm nhận được khí tức hồng hoang trên người đối phương. Nhất thời hắn ta không hiểu nổi chuyện này là thế nào. Lục Nhĩ mi hầu trời sinh nhạy cảm với nguy hiểm hoặc khí tức của rất nhiều sinh linh. Một kiếm của Dương Bách Xuyên vừa ra, Lục Nhĩ lập tức tránh né. Mặc dù ba tán tiên lão tổ cũng nhận thấy bất thường, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải là Lục Nhĩ mi hầu độc nhất thế gian, không có khứu giác nhạy bén, lại còn xem nhẹ Dương Bách Xuyên, cho nên ngay từ đầu đã không phòng bị. Kết quả là khi Dương Bách Xuyên vung ra một kiếm, bọn họ muốn tránh cũng không kịp. Hự, tiên thể hộ thân, thông tiên pháp ấn. Vạn linh nhập thể. Kiếm trận Cửu Phong. Mặt ba tán tiên lão tổ biến sắc, lúc này bọn họ không giữ lại thực lực, hộ thân phản kích kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Ba người vô cùng ăn ý, nháy mắt đã đứng thành tam tài trận, hợp nhất công kích của từng người cùng nhau thi triển, cùng nhau phòng ngự, thình lĩnh đụng độ với kiếm khí hừng hực khí thế của Dương Bách Xuyên. Ầm 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 ầm. Á, phụt phụt phụt. Đồn tấn công của hai bên đụng độ, phát ra âm thanh nặng nề. Từng kiếm khí của Dương Bách Xuyên như từ trên trời giáng xuống, mấy chục hư ảnh kiếm khí chém vào lớp phòng ngự mà ba tán tiên lão tổ tạo ra và cột sáng mấy trượng tụ lại. Nhưng bị kiếm khí của Dương Bách Xuyên chém tan thành mây khói một cách dễ dàng, lớp phòng ngự cũng vỡ nát rồi biến mất. Trong tiếng kêu rên, ba lão già hộc máu, văng xa hơn 30 mét. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên di chuyển, đồng thời hô, kết giới nước. Hắn thôi động thủy chi căn nguyên, tức thì một kết giới màu xanh lam hình thành, bao phủ phạm vi 100 mét vuông, hoàn toàn chặn đứng ba tán tiên lão tổ muốn chạy trốn.
ba tán tiên lão tổ hoàn toàn choáng váng. Trước giờ bọn họ chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị thương nặng bởi một kiếm của hậu bối phi thăng cảnh, lại còn cả ba người cùng bị. Lực lượng đáng sợ cỡ này. Ba người cho rằng tuyệt khối không phải bản thân tên nhãi Dương Bách Xuyên có thể bộc phát ra. Bọn họ là tán tiên cấp bậc này tất nhiên có thể cảm nhận được điểm bất thường trên người Dương Bách Xuyên. Bọn họ phát hiện ra trên người hẳn có khí tức hồng hoang cường đại. Nhất định là có ngoại lực tham gia, hoặc là trên người có pháp bảo cường đại nào đó, nếu không thì làm sao một kiếm có thể làm ba người bọn họ bị thương nặng được. Tên nhãi này không bình thường, Vạn Linh Chân Quân nói. Thông Thiên Thượng Nhân ho sặc sụa, đâu chỉ không bình thường, cứ như hai người ấy. Trên người hắn rồng đậm khí tức hồng hoang. Sắc mặt Cửu Phong Chân Nhân vô cùng khó coi nói, đây là kết giới lực lượng nước vô cùng tinh khiết. Xem ra tên nhãi này muốn chúng ta hồn bay phách tán. Phải làm sao đây hai vị? Khụ khụ, Vạn Linh Chân Quân ho sặc sụa, còn có thể làm sao? Chỉ một con khi, ba chúng ta hợp tác cũng phải chật vật đối phó. Bây giờ tên nhãi Dương Bách Xuyên lại là một biến cố trên người có khí tức hồng hoang cường đại, còn mạnh hơn con khi một bậc, thế này thì chúng ta chỉ có thể chờ chết ư. Đường đường là tán tiên lão tổ của đảo tán tiên, vậy mà bây giờ lại vô cùng chật vật. Ngay cả sức nói chuyện cũng không khó. Bên kia, Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu một trái một phải xông về phía bọn họ. Muốn chạy trốn nhưng đường lui đã bị kết giới vô hình chặn kín. Đối đầu trực diện, cả Dương Bách Xuyên lẫn con khi đều mạnh đến biến thái. Trong tình huống này, ba tán tiên lão tổ cảm thấy tuyệt vọng. Trước mắt chỉ có một biện pháp có thể giúp ba lão già chúng ta có cơ hội sống sót, hai vị nghĩ sao? Cửu Phong Chân Nhân nói. Trong lúc nói chuyện, Cửu Phong Chân Nhân vẫn luôn nhìn lên trời. Ông ta đang hỏi Thông Thiên Thượng Nhân và Vạn Linh Chân Quân. Hai người nhìn Cửu Phong Chân Nhân chỉ lên trời, toàn thân chấn động. Sắc mặt Vạn Linh Chân Quân tối sầm, giọng nói cao vút, Cửu Phong lão đầu, ngươi. Ý ngươi là mở thiên môn. Cửu Phong Chân Nhân gật đầu nói, không thì sao, ngươi nghĩ hiện tại còn cách nào có thể giúp chúng ta giữ mạng. Nếu ba lão đối thủ tán tu kia ở đây thì có lẽ sẽ nể tình cùng bảo vệ núi Chí Tôn mà giúp chúng ta một tay. Nhưng, xưa nay quần thể tông môn chúng ta và quần thể tán tu bọn họ luôn bất hòa như nước với lửa, hơn nữa. Địa bàn của bọn họ không ở núi Chí Tôn, nghe nói mấy ngày trước bọn họ đã rời đi rồi. Bây giờ chúng ta có còn cách nào đâu. Nghe Cửu Phong nói vậy, Vạn Linh Chân Quân im lặng. Ông ta biết Cửu Phong Chân Nhân nói đúng. Trong tình huống trước mắt không ai có thể cứu ba người bọn họ. Quần thể tán tiên tán tu vốn cũng rất mạnh, nhưng trước giờ luôn bất hòa với quần thể tông môn bọn họ. Núi Chí Tôn là nơi quần thể tông môn bọn họ xưng vương xưng bá, quần thể tán tu chỉ có ba lão tổ cùng cấp bậc có đạo tràng ở núi tán tiên, nhưng đạo tràng kia chỉ là tượng trưng thôi, người ít khi ở. Thỉnh thoảng người có xuất hiện cũng chỉ tuần tra núi Chí Tôn cho quần thể tông môn bọn họ thấy nhằm chứng minh đảo tán tiên không phải quần thể tông môn độc chiếm. Quần thể tán tu bọn họ cũng không dễ chọc, rõ ràng là ra oai. Không ai có thể giúp ba người bọn họ. Lúc này, Thông Thiên Thượng Nhân lên tiếng, ta đồng ý với lời của Cửu Phong. Mở thiên môn đi, mặc dù cái giá phải trả để mở thiên môn quá mức tưởng tượng, thậm chí chúng ta có thể sẽ. Nhưng dù sao cũng tốt hơn là ngồi im chờ chết, mời chân tiên hạ giới, không chừng chúng ta có cơ hội sống sót. Được, được, vậy thì mở thiên môn mời chân tiên. Trước mặt chân tiên, Dương Bách Xuyên và con khi có mạnh đế mấy cũng phải tan thành mây khói thôi. Sau đó, Thông Thiên Thượng Nhân và Vạn Linh Chân Quân bày tỏ đồng ý. Đúng vậy, bọn họ cho rằng mở thiên môn mời chân tiên hạ giới có thể giết Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu. Đương nhiên chân tiên mà bọn họ nói tới không phải là cảnh giới chân tiên. So với tán tiên bọn họ, chân tiên là tiên nhân chân chính trên tiên giới. Bởi vì bọn họ là tu sĩ chưa phi thăng. Chưa trải qua tiên lực tẩy lễ, không đến được tiên giới chân chính. So với tán tiên hạ giới như bọn họ, sinh linh tiên giới là tiên nhân chân chính, là chân tiên. Bên kia, Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu không nghe thấy ba lão già bàn bạc cái gì. Cấp bậc này nói chuyện không muốn bị nghe thấy thì có rất nhiều thủ đoạn. Chỉ thấy ba người ngồi xếp bằng, quay mặt vào nhau, sau đó toàn thân phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, sau lưng ba lão già đều xuất hiện hư ảnh nguyên thần. Ai nấy đều bấm pháp quyết, từng âm phù tối nghĩa khó hiểu phát ra từ miệng bọn họ. Dương Bách Xuyên không nghe thấy ba tán tiên lão tổ nói gì, nhưng cũng cảm thấy không bình thường. Mặc dù hắn không biết ba lão già chết tiệt muốn làm gì, nhưng có thể thấy nguyên thần của bọn họ hiện ra. Nguyên thần phát sáng,
bọn họ bắt đầu thiêu đốt nguyên thần. Dương Bách Xuyên lắc mình xuất hiện bên cạnh Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ đại ca, ba lão già chết tiệt định làm gì thế? Dương Bách Xuyên tin chắc hẳn Lục Nhĩ Mi Hầu biết, hoặc nhìn ra được. Quả nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu trầm ngâm nói, mở thiên môn mời chân tiên hạ giới. Bọn họ định đập nồi dìm thuyền, e là chúng ta phiền to rồi. Nghe vậy Dương Bách Xuyên sốc luôn. Mở thiên môn mời chân tiên hạ giới. Lời nói của Lục Nhĩ nặng nề khiến Dương Bách Xuyên không khỏi căng thẳng. Lần trước hẳn đã nghe sư phụ nói về ba cảnh giới trên tiên giới, có ba cảnh giới lớn là thiên tiên, chân tiên, kim tiên. Lúc này nghe thấy hai chữ chân tiên, hắn còn tưởng bọn họ sẽ mời chân tiên trên tiên giới hạ giới, không nhịn được bèn hỏi, nếu là chân tiên thì hai chúng ta có đối phó mà. Dương Bách Xuyên nghĩ chân tiên tương đương cấp bậc tán tiên tứ chuyển, mà hai người họ hiện tại có thể chém giết tán tiên lục chuyển đại viên mãn, lẽ nào không đánh nổi chân tiên. Đương nhiên hẳn cũng từng nghe sư phụ nói về tán tiên mấy chuyển ở tu chân giới, nghe chừng cảnh giới tương ứng với tiên nhân tiên giới. Nhưng trong tình huống tương đương nhau, tán tiên không thể so với sinh linh tiên giới chân chính. Chênh lệch rất lớn, bởi vì tán tiên chưa trải qua tiên lực tẩy lễ. Nhưng sau khi hỏi câu này, hẳn cảm thấy khả năng không lớn. Hiện tại ba tán tiên lão tổ là lục chuyển đại viên mãn tương đương kim tiên. Bọn hẳn phải thiêu đốt nguyên thần làm cái giá để mời tiên nhân hạ giới, ắt phải mời thần tiên cấp cao hơn chứ, sao có thể mời tiên nhân cảnh giới chân tiên. Lục Nhĩ Mi Hầu đáp, ý ta là chân tiên đã được lực lượng tiên giới tẩy lễ cơ, không phải là cảnh giới chân tiên. Bọn họ đã thiêu đốt nguyên thần trả giá, tất nhiên sẽ mời tiên nhân có thể đối phó với chúng ta hạ giới. Vậy, chúng ta, thật ra Dương Bách Xuyên muốn xúi khỉ bỏ chạy. Nhưng bị con khi ngất lời, tựa như biết hẳn muốn nói gì. Không đi được, ba người bọn họ đã thiêu đốt nguyên thần trả giá, mở thiên môn rất nhanh, bây giờ phải xem tiên nhân mà bọn họ mời xuống có cấp bậc gì. Nhưng dựa theo sức mạnh nguyên thần của bọn họ, có lẽ tối đa cũng chỉ là cấp bậc kim tiên. Là kim tiên sơ cấp, kim tiên trung cấp hay cấp bậc cao hơn, chúng ta chờ xem. Dương Bách Xuyên nghe nói mình không đi được, vậy thì đi phá. Hay là chúng ta đi phá ngang bọn họ. Vô ích thôi, thiêu đốt nguyên thần mở thiên môn là một loại hiến tê. Lực nguyên thần của bọn họ sẽ tiên nhân hấp thu, mối liên hệ hình thành giữa hai bên sẽ có pháp tắc thiên địa bảo vệ. Bây giờ mà đi phá ngang thì chúng ta sẽ bị pháp tắc thiên địa phản vệ, đợi lát nữa xem tình hình. Nếu không ổn thì để ta chặn, ngươi cứ chạy đi. Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Ta, Dương Bách Xuyên đang định nói thì bị một tiếng nổ vang tận trời cắt ngang. Ầm, tiếng nổ mang theo âm thanh chấn động, lỗ tai ngứa ngáy. Chỉ thấy trên người ba tán tiên lão tổ phát ra ánh sáng. Hoặc là nói thiêu đốt lực lượng nguyên thần tụ lại, hình thành một cột sáng to như thùng nước. Cột sáng phóng thẳng lên trời, như đục ra một cái lỗ to trên bầu trời. Tức thì có mây ngũ sắc hội tụ cuồn cuộn. Sắp ra rồi, con khi lầm bẩm, nét mặt nặng nề. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm nhận được một luồng uy áp như núi từ trên trời ập xuống, bao phủ cả núi Chí Tôn. Dưới luồng uy áp này, Dương Bách Xuyên cảm thấy tim đập đồn dập, không hiểu sao hắn như sắp quỳ rạp xuống. Sau một tiếng vang lớn nữa, bên trong cái lỗ ngũ sắc trên bầu trời xuất hiện một bóng người. Đó chính là chân tiên sao. Dương Bách Xuyên ngước nhìn bầu trời, một người đàn ông mặc cẩm bào hoa lệ bước ra từ cái lỗ lớn, nhìn giống như các vương công quý tộc bước ra khỏi cung điện như trong phim truyền hình cổ trang. Cấp bậc kim tiên hậu kỳ, ngươi chuẩn bị chạy trốn đi, với thực lực tu vi hiện giờ của ta, không giữ chân hẳn được bao lâu. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn chằm chằm bầu trời nói. Đây cũng là lần thứ hai Dương Bách Xuyên nghe Lục Nhĩ Mi Hầu bảo hẳn trốn. Ý tứ rất rõ ràng, ta sẽ cản vị tiên nhân này lại, người mau chạy đi, hai chúng ta không đối phó nổi. Cho dù là lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không nói như trước đây, ta tặng ngươi ba sợi lông khi, ra tay ba lần đã đủ rồi, chúng ta không ai nợ ai. Mà là kiên quyết muốn bảo vệ hắn. Dương Bách Xuyên có cảm động không? Cảm động đến nỗi trong lòng đang run lên. Đời này của hẳn quen biết rất nhiều yêu tộc, nhưng có thể cùng hẳn đồng sinh cộng tử lại rất ít. Năm đó Vượn Trắng đã làm vậy, nên hẳn đã cùng với Vượn Trắng Bạch Khởi kết nghĩa huynh đệ. Chỉ là mấy năm nay không có tin tức gì của Bạch Khởi, Dương Bách Xuyên đã tìm kiếm nhưng đáng tiếc vẫn không tìm được tin tức gì. Đối với Bạch Khởi, hẳn đã để trong lòng rất lâu, lần này rời khỏi tu chân giới đến tiểu yêu giới và đảo tán tiên, sao thiếu được tâm tư muốn tìm kiếm đại ca kết bái Bạch Khởi chứ? Hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm. Lúc này nghe Lục Nhĩ Mi Hầu nói vậy,
Dương Bách Xuyên cảm động, đồng thời cũng nảy sinh ý nghĩ muốn kết bái huynh đệ với Lục Nhĩ Mi Hầu. Trước đây gọi Lục Nhĩ đại ca là vì tôn trọng người ta đã giúp đỡ mình. Nhưng giờ khắc này, hai mắt Dương Bách Xuyên đỏ bừng. Dương Bách Xuyên nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, đột nhiên quỳ xuống trước cổng cung chí tôn, Lục Nhĩ đại ca, hôm nay cùng sinh cùng tử, người cũng đừng khuyên ta chạy trốn nữa, nếu hôm nay có thể không chết, chúng ta hãy làm huynh đệ đi. Dương Bách Xuyên ta xin thề với trời đất và chí tôn thiên tà của cung chí tôn, dù hôm nay ngươi có đồng ý hay không, ta cũng muốn làm huynh đệ với ngươi. Ngươi, Lục Nhĩ Mi Hầu ngây ra một lúc, trong mắt hiện lên một tia khác thường, vừa định mở miệng nói gì đó. Nhưng phía chân trời vang lên một tiếng nổ vang, vị tiên nhân trong đại động ngũ sắc rốt cuộc cũng hoàn toàn ra ngoài, cắt ngang cuộc trò chuyện của Lục Nhĩ Mi Hầu và Dương Bách Xuyên. Đứng dậy đi, chúng ta đánh một trận với kim tiên thực sự kia. Lục Nhĩ Mi Hầu vươn tay đỡ Dương Bách Xuyên lên, cả người tỏa ra tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Lúc này, người mặc cẩm bào màu vàng phía bên kia chân trời từng bước chậm rãi đi xuống. Trong mắt Dương Bách Xuyên, đối phương rõ ràng đi rất chậm, nhưng chỉ trong nháy mắt đã từ phía chân trời đi tới cách bọn họ 30 thước. Núi Chí Tôn không ngừng có sấm sét, nhưng không hề làm tổn thương hắn ta. Trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên, đối phương chỉ là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Đứng trên cao nhìn xuống họ. Mà ba vị tán tiên lão tổ lúc này, nguyên thần đã trở về khiếu huyệt, mở mắt ra, cung kính hành lễ với tiên nhân trẻ trên bầu trời, cung. Cung nghênh, thượng, thượng tiên. Lúc này, nhìn sắc mặt của ba lão bất tử đều vô cùng chán nản, hành lễ cũng là miễn cưỡng nửa quỳ, xem ra cái giá của việc thiêu đốt nguyên thần quả thực không nhỏ. Trong mắt Dương Bách Xuyên, ba lão bất tử bây giờ cũng như ngọn đèn cạn đầu. Lúc này chỉ nghe thanh niên kia thản nhiên hỏi ba người các ngươi không tiếc thiêu đốt nguyên thần mở tiên môn, triệu hồi bổn tiên có chuyện gì? Cửu Phong chân nhân ngẩng đầu, vẻ mặt lập tức kích động, không ngờ mở thiên môn lại gọi được sư huynh tông môn Diêm Bộ Hoan, trong lòng mừng rỡ, run rẩy nói, Diêm sư huynh, ta là Cửu Phong. Hôm nay có yêu hầu và tiểu mà đầu Dương Bách Xuyên đến núi Chí Tôn quấy phá, giết chết vô số tán tiên trên núi Chí Tôn, hiện giờ ta cũng chỉ kéo dài hơi tàn, mong sư huynh làm chủ. Những người như Cửu Phong chân nhân xem như tán tiên, nhưng đều có căn cơ của tông môn, dòng tông môn của bọn họ đương nhiên có tiền bối đã phi thăng tiên giới, lần này thiêu đốt nguyên thần mở thiên môn để mời tiên nhân hạ giới, là đề nghị của ông ta, đương nhiên cũng do ông ta dẫn dắt, nước chảy về cội, đương nhiên sẽ gọi được tiền bối của tông môn ông ta, nhưng không ngờ lại chính là sư huynh. Lúc ông ta tu hành, tuy không cùng sư phụ với sư huynh Diêm Bộ Hoan, nhưng cùng thế hệ, quan hệ giữa hai người cũng rất tốt. Sau này ông ta độ đại thiên kiếp thất bại, mà Diêm Bộ Hoan lại có thiên phú dị bẩm, vượt qua đại thiên kiếp, vạn năm trước đã phi thăng lên tiên giới, không ngờ hôm nay dùng nguyên thần lại có thể mời được Diêm sư huynh hạ giới. Đệ, là Cửu Phong sư đệ, Diêm Bộ Hoan lúc này cũng đã nhìn thấy Cửu Phong. Cửu Phong chân nhân run giọng nói, Diêm sư huynh, phải. Là ta, từ biệt gần vạn năm, sư huynh đã là tiên, chỉ có ta vẫn còn kẹt trong tán tiên thiên kiếp. Bây giờ bị người ta bắt nạt đến nông nỗi đầu hết đèn tắt, may mà trước khi chết có thể gặp lại sư huynh, cũng không uổng công. Dương Bách Xuyên đầu tiên là bất ngờ, sau đó là buồn nôn. Điều đáng bất ngờ là tiên nhân hạ giới vậy mà lại là sư huynh của Cửu Phong chân nhân, quan hệ này còn tốt như vậy, nhưng nghĩ lại cho dù là mời được một tiên nhân nào đó không quen biết, cũng là ba lão bất tử thiêu đốt nguyên thân để mời hạ giới, tất nhiên sẽ không đứng về phe hắn và Lục Nhĩ Mi Hầu. Dù là ai thì cũng là kẻ địch, bất ngờ cũng vô dụng. Điều khiến hẳn buồn nôn chính là lão bất tử Cửu Phong chân nhân này nói chuyện quả thực. Giống một đứa trẻ 3 tuổi khóc trước mặt Diêm sư huynh của ông ta vậy, rõ ràng là đang bán thảm. Nhưng mà, lúc này xem ra ba lão bất tử cũng thực sự rất thảm, dù sao thiêu đốt nguyên thần cũng không phải đùa, ba người đập nồi dìm thuyền cũng xê như thành công. Nhưng nếu tiên nhân họ Diêm này không cứu bọn họ thì họ cũng không sống được bao lâu. Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ lung tung, chỉ thấy tiên nhân họ Diêm đi tới trước mặt Cửu Phong chân nhân, đỡ ông ta dậy nói, sư đệ, đứng lên trước. Đi, nếu sư huynh đã hạ giới, tất nhiên sẽ làm chủ cho. Đệ, có cách giữ mạng cho đệ. Đa tạ sư huynh, Cửu Phong chân nhân lập tức mừng rõ. Sau đó tiên nhân họ Diêm quay đầu nhìn về phía Hẳn và Lục Nhĩ Mi Hầu, vẻ mặt u ám nói, một con khi nhỏ bé, một con kiến phi thăng cảnh, thấy bổn tiên còn không quỳ, sao đây? Còn đợi bổn tiên đích thân ra tay sao? Dương Bách Xuyên có chút bối rối, chưa từng gặp ai kiêu ngạo như vậy. Tiên nhân thì sao chứ?
cũng chỉ là kim tiên mà thôi, Lục Nhĩ Mi Hầu bên cạnh đã từng là tiên vương. Chẳng lẽ tiên nhân tiên giới đều như vậy sao? Trông cũng chẳng có gì đặc biệt. Trong nháy mắt, hình tượng của tiên nhân trong cảm nhận của Dương Bách Xuyên tan thành mây khói. Vừa định châm chọc vài câu, lại nghe thấy Lục Nhĩ Mi Hầu nói, ha ha, chỉ là một kim tiên mà cũng kiêu ngạo như vậy. Lão tử đoán không sai thì ngươi chính là một tiểu lâu la trông coi tiếp dẫn chỉ mà thôi, còn muốn lão tử quỳ. Ngươi là cái thá gì? Tuy bây giờ hầu tử đã không còn ở cảnh giới tiên vương, nhưng vẫn còn sự kiêu ngạo của tiên vương, Lục Nhĩ Mi Hầu một trong hỗn thế tứ hầu chưa từng phải quỳ trước ai bao giờ. Cho dù hiện giờ thực lực không bằng với tiên nhân họ Diêm này, nhưng ngạo khí của hầu tử cũng không giảm đi. Hay lắm, hay lắm, một con khi cũng dám nói lời ngạo mạn, hôm nay bổn tiên sẽ đích thân tiêu diệt ngươi. Diêm Bộ Hoan bị hầu tử chọc tới tức phát run, hoặc là nói hầu tử đã nói trúng tim đen của hắn ta. Quả thực trong mắt sinh linh ở hạ giới, Diêm Bộ Hoan là tiên nhân cao cao tại thượng, nhưng ở tiên giới. Thật sự đúng như hầu tử nói, chỉ là một người trông coi tiếp dẫn chỉ, chẳng qua cũng xem như là một ông chủ nhỏ, dù sao cũng đã đạt đến tu vi kim tiên hậu kỳ. Nói xong, hắn ta lập tức vung tay về phía Dương Bách Xuyên và hầu tử, cưỡng phong gào thét. Dương Bách Xuyên biến sắc, hẳn cảm nhận được khí thế áp đảo khiến cho tim hắn đập nhanh. Một bàn tay vàng khổng lồ dài 20 đến 30 mét rơi xuống đầu họ. Tránh ra! Rít! Sau đó Dương Bách Xuyên cảm thấy trên vai có một sức nặng lớn, hắn bị Lục Nhĩ Mi Hầu đẩy ra, trước tiếp bay ra ngoài. Chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu găm lên với tiên nhân họ Diêm, một cái chùy lớn tỏa ra hào quang rực rỡ bất ngờ đánh vào lòng bàn tay đang che khuất bầu trời của đối thủ. Cả sân bạch ngọc đều rung chuyển. Theo tiếng va chạm, cơ thể Dương Bách Xuyên rơi xuống đất bay ra xa trăm mét, cảm nhận được cả sân đều đang chấn động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lục Nhĩ Mi Hầu nằm trên đất, ngay chính giữa một bàn tay lớn, cả người bê bết máu, rất thê thảm. Lục Nhĩ đại ca, a! Hai mắt Dương Bách Xuyên đỏ hoe, đứng dậy lao tới, giơ đồ long kiếm, huy động toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, gầm lên, bát hoang quy nhất, lôi đỉnh chí tôn, chảm. Hắn nhảy lên, cách tiên nhân họ Diêm khoảng 20 thước, chém một kiếm. Răng rắc ầm. Sấm sét của núi Chí Tôn vây lấy đồ long kiếm của hắn, một kiếm này của hắn chém ra còn mang theo cả sấm sét. Hừ, không biết tự lượng sức, bổn tiên sẽ cho ngươi thấy thế nào là kiếm của tiên nhân trong mắt Diêm Bộ Hoan, một kiếm này của Dương Bách Xuyên không tính là gì cả. Thiên chi kiếm, chém. Diêm Bộ Hoan gầm lên, sau đó một tay cầm kiếm chém về phía Dương Bách Xuyên. Cả hai đều là kiếm khí, kiếm của Dương Bách Xuyên dài hơn 10 trượng, mang theo sấm sét, khí thế như cầu vồng, vô cùng mạnh mẽ. Mà Diêm Bộ Hoan nhẹ nhàng phất tay, trong tay ngưng tụ thành một thanh kiếm cổ, lóe lên ánh sáng trắng chói mắt. So với kiếm khí như cầu vồng của Dương Bách Xuyên, Diêm Bộ Hoan chỉ vung tay ngưng tụ thành một thanh kiếm dài 3 thước. Trông nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng sắc mặt Dương Bách Xuyên trở nên nghiêm túc, hẳn thường dùng đồ long kiếm. Có thể cảm nhận được uy lực từ kiếm của đối phương không hề tầm thường. Kiếm của tiên nhân họ Diêm giống như một tia sét nhỏ, va chạm với kiếm khí của hắn. Tiếng nổ vang trời giống như kim cương va chạm với nhựa, thanh kiếm thoạt nhìn mạnh mẽ của hắn bị đối phương đánh gãy trong nháy mắt. Hơn nữa nó còn không vì thế mà yếu đi, trực tiếp dừng trên người hắn. Ánh sáng bảy màu trên người Dương Bách Xuyên, tỏa sáng rực rỡ, hắn lập tức bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh sáng bảy màu mờ dần đi, trên ngực hẳn cũng xuất hiện một vết thương dài nửa thước. Một kiếm của tiên nhân họ Diêm xuyên thủng bảo y thất sắc, phá hỏng nó. Dương Bách Xuyên cũng thầm cảm thấy may mắn, nếu không có bảo y thất sắc, e là hẳn đã bị chém thành hai nửa. Hiện giờ trên ngực chỉ có một vết thương dài nửa thước, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn biết bảo y thất sắc đã đỡ uy lực từ thanh kiếm kia. Cũng khiến nó bị hỏng. Nhưng cũng nhờ vậy Dương Bách Xuyên đã thấy được thực lực của tiên nhân họ Diêm. Hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Lục Nhĩ Mi Hầu bị đối phương đánh ngã bằng một cái tát, hẳn cũng bị đối phương tùy ý chém một cái đã phá hư bảo y thất sắc, bản thân bị thương nặng. Khụ khụ. Lúc này hẳn và Lục Nhĩ Mi Hầu cách nhau không xa, chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu run rẩy ngồi dậy, nhưng phun ra máu không dậy nổi. Dương Bách Xuyên thấy vậy vội chạy tới đỡ Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ đại ca, ngươi thế nào rồi? Tạm thời chưa chết được, Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Lục Nhĩ đại ca, đây là tinh thể mật, ngươi ăn đi. Dương Bách Xuyên nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, nói.
hắn bị thương nặng, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu còn bị thương nặng hơn. Vốn định đưa cho Lục Nhĩ Mi Hầu nước sinh mệnh, nhưng sau khi nước sinh mệnh thăng hoa chỉ còn lại 3 giọt, trước đó hẳn bị thương đã dùng hết rồi, chỉ có thể đưa cho Lục Nhĩ Mi Hầu tinh thể mật. Tinh thể mật là quỳnh tương ngọc dịch, tuy không chữa thương tốt bằng nước sinh mệnh, nhưng chứa nhiều sức mạnh thuần khiết, cũng không tệ. Không cần, bây giờ cho dù vết thương có hồi phục, chúng ta cũng không thể đối phó lại hắn ta, vẫn sẽ là kết cục như trước. Lục Nhĩ Mi Hầu không nhận tinh thể mật Dương Bách Xuyên đưa cho. Xin lỗi, là ta liên lụy ngươi rồi. Dương Bách Xuyên xin lỗi. Ha ha, Lục Nhĩ, ta làm việc bằng tâm, ở lại là để giữ lời hứa với ngươi, cũng là ta tự nguyện, không liên quan đến ngươi, chỉ có thể trách thời thế không tốt, khụ khụ. Lục Nhĩ Mi Hầu gần như bị chặt đứt một nửa xương cốt, nói chuyện cũng có chút không nổi, ngồi phịch xuống đất. Dương Bách Xuyên nghe Lục Nhĩ Mi Hầu nói, biết hắn ta là người làm việc tiêu sái, cũng là người có tình có nghĩa. Trong lúc hai người nói chuyện, Diêm Bộ Hoa ở phía xa hai mắt đột nhiên sáng lên, nhìn tinh thể mật trong tay Dương Bách Xuyên, lẩm bẩm, tinh thể quỳnh tương ngọc dịch, đây là đồ tốt, ở tiên giới cũng hiếm gặp, xem ra trên người tiểu tử này có đồ tốt. Lời của Diêm Bộ Hoan bị Cửu Phong chân nhân bên cạnh nghe thấy, vội phối hợp nói, Diêm sư huynh, trên người tiểu tử này có rất nhiều đó tốt, có pháp bảo cao cấp, còn có thần cầm phượng hoàng chưa trưởng thành, kim long ngũ trảo, tâm bảo phi thiên điêu, còn có một con cứu vĩ hồ, đều ở trong pháp bảo của hắn. Cửu Phong chân nhân nói ra suy đoán và những gì ông ta biết về Dương Bách Xuyên với Diêm Bộ Hoan. Thật sao? Ánh mắt Diêm Bộ Hoan càng sáng lên, nếu lời Cửu Phong sư đệ nói là thật, vậy lần này hạ giới cũng xem như lời rồi, thần thú thần căm ở tiên giới còn hiếm thấy, huống chỉ là long phượng. Đây chính là tuyệt phẩm đế tu luyện, hiếm khi nhìn thấy thần thú thần cầm chưa trưởng thành, nếu trưởng thành rồi thì hẳn ta cũng không thể thu phục nó. Có thể xuất hiện ở hạ giới tu vi chắc chắn không mạnh, nếu không tiểu tử này đã sớm thả ra lúc chiến đấu rồi. Còn có một con tâm bảo điêu, điều này càng hiếm hơn, là dị chủng trong dị chủng. Về phần cửu vĩ hồ, đó là cực phẩm yêu hồ song tu trời sinh, ai không muốn có một con. Đến cả pháp bảo động thiên cao cấp, ở tiên giới cũng không có nhiều. Sư đệ không dám gạt huynh, chắc chắn 9 phần. Thật ra Cửu Phong chân nhân cũng chưa thấy thần cầm thần thú bên cạnh Dương Bách Xuyên, nhưng ba hậu bối đã chính miệng nói với ông ta trước đó, bọn họ tận mắt thấy, cũng nhận được tin tức từ những người khác, ba tán tiên hậu bối sẽ không dám lừa ông ta, hắn phải là thật. Lúc này đối mặt với ánh mắt nóng như lửa của Diêm sư huynh, Cửu Phong chân nhân đương nhiên phải lên tiếng phu hoa. Diêm Bộ Hoan cũng tin tưởng Cửu Phong sư đệ sẽ không lừa hắn ta, cũng không dám lừa hắn ta. Sau khi được Cửu Phong chính miệng xác nhận, Diêm Bộ Hoan trở nên hưng phấn. Hắn ta nhấc chân chậm rãi đi về phía Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu, sau khi hắn ta chém Dương Bách Xuyên bị thương cũng không sốt ruột ra tay, dù sao trong mắt hắn ta, Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ là con kiến, không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn ta, chỉ là cá trên thớt mà thôi. Lúc này trong đầu hắn ta chỉ nghĩ tới đồ trên người Dương Bách Xuyên. Tiểu tử, giao ra pháp bảo động thiên trên người ngươi, bổn tiên có thể cho ngươi chết một cách toàn thây. Diêm Bộ Hoan cách vài trăm thước, chậm rãi đi tới nhìn Dương Bách Xuyên nói. Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này đều bị thương nặng. Nhìn thấy Diêm Bộ Hoan hai mắt rực lửa đi tới, Dương Bách Xuyên chuẩn bị chiến đấu lần nữa, dù sao lần này hắn cũng sẽ che cho Lục Nhĩ Mi Hầu. Nghe Diêm Bộ Hoan nói, Dương Bách Xuyên liền biết lại là một kẻ tham lam. Ha ha, tiên nhân cũng là người mà thôi, cũng có dục vọng. Hắc Liên, ta căn xuất kiếm lần nữa, giúp ta. Dương Bách Xuyên nói trong biển ý thức. Giọng của Hắc Liên vang lên trong đầu hắn, người này rất mạnh, cho dù ta tạm thời giúp ngươi, e là cũng không làm được gì. Dương Bách Xuyên nghe Hắc Liên nói vậy, trong lòng tức giận, nhưng hắn biết với tính cách của Hắc Liên, nếu nàng ấy đã nói vậy, thì chính là như vậy, cho dù nàng ấy có ra tay giúp đỡ thì cũng không phải đối thủ, trận đấu kiếm trước đó cũng đã chứng minh. Diêm Bộ Hoan bước đến càng lúc càng gần, trong lòng Dương Bách Xuyên càng lúc càng trùng xuống, đứng trước sống chết ai không sợ thì chính là nói dối. Dương Bách Xuyên thở dài một hơi, nói, sư phụ, xem ra người không ra tay không được rồi. Hắn vốn dĩ không muốn để sư phụ ra tay, nhưng bên cạnh hẳn còn có Lục Nhĩ Mi Hầu, nếu mặc kệ thì không phải là Dương Bách Xuyên nữa. Chỉ có thể xin sư phụ giúp đỡ. Cung Chí Tôn phía sau họ không xa, Dương Bách Xuyên muốn hỏi sư phụ có cách nào vào Cung Chí Tôn để lánh nạn không? Đương nhiên Diêm Bộ Hoan đã đến trước mặt, lúc này cho dù có muốn trốn vào Cung Chí Tôn cũng rất khó. Tiểu tử thối,
không phải mạnh lắm sao? Ha ha! Ngay sau đó, trong đầu hẳn vang lên giọng cười của Vân Thiên Tà. Trước đó Dương Bách Xuyên đã từ chối sư phụ một lần, bây giờ muốn từ chối cũng không được nữa rồi. Nghe giọng nói của sư phụ mang theo ý cười trêu chọc, Dương Bách Xuyên bất giác cảm thấy nhẹ nhõm, chẳng lẽ ông đã có cách đối phó rồi sao? Hắn lập tức mảng, lão giả chết tiệt, người còn cười nhạo con, người xem vết thương của con và hầu tử đi, muốn cậy mạnh cũng không đứng dậy nổi. Đối phương, mạnh như vậy, người có thể đối phó không? Tiểu tử này, sao vi sư lại không thể? Hơn nữa đừng quên, nơi này là trước cung Chí Tôn trên núi Chí Tôn, là địa bàn của vi sư, nếu không vì mài giữa tiểu tử ngươi, vi sư đã giết mấy tiểu lâu la kia từ lâu rồi. Một tiên kim hậu kỳ mà thôi, không có gì to tát, có tin hôm nay vi sư không cần động thủ, chỉ hét một tiếng thôi cũng có thể giết tiểu kim tiên kia không? Ha ha! Giọng nói của Vân Thiên Tà không hề có cảm giác đối đầu kẻ địch mạnh chút nào. Mang theo ý cười, tràn ngập tự tin. Nhưng mà lọt vào tai Dương Bách Xuyên không khỏi có chút tự phụ, không nhịn được phản bác, lão già chết tiệt, người. Người cũng đừng kiêu ngạo như vậy, đối phương là kim tiên thực sự từ tiên giới hạ giới, cũng không phải tán tiên trên núi Chí Tôn. Tiểu tử này, còn dám nói vi sư kiêu ngạo. Không có sao. Làm gì có. Hai sư đồ bắt đầu đấu khẩu. Vào lúc này, Diêm Bộ Hoan thấy Dương Bách Xuyên tự nói chuyện một mình mà không để ý đến hân ta, nhất thời giận dữ. Lại giơ kiếm khí lên chém về phía Dương Bách Xuyên. Không thấy quan tài không đổ lệ, đi tìm chết đi, sau khi ngươi chết, bốn tiên sẽ đích thân tìm pháp bảo động thiên trên người ngươi. Diêm Bộ Hoan u ám nói. Lúc này Dương Bách Xuyên thấy kiếm khí của Diêm Bộ Hoan vung đến, nhất thời kinh hãi. Nhưng lại nghe sư phụ nói, tiểu tử thối không cần hoảng sợ, mở linh đài ra, vi sư hét một câu là được. Đến lúc này rồi, Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể nghe theo sư phụ. Sau khi mở linh đài, cả người chấn động, cũng biết ông muốn mượn cơ thể hắn. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên liền phát hiện mình trở thành quần chúng, nghe thấy sư phụ hướng về phía cung Chí Tôn hét lên, ông bạn già, ra đây đi. Bùm! Sau đó một âm thanh chấn động vang lên, vang vọng khắp chân trời. Dương Bách Xuyên nghe như tiếng kiếm bay ra khỏi vỏ, nhưng lúc này hẳn cũng không rõ ràng, không biết ông đã làm gì. Lúc này... Kiếm khí của Diêm Bộ Hoan chỉ còn cách họ chưa tới 10 thước, tốc độ nhanh tựa tỉa chớp. Chính Dương Bách Xuyên cũng không biết ông già định làm gì. Trong khoảnh khắc kinh hồn bạt vía này, chỉ còn nước tin vào ông già mà thôi, mong là lần này ông ấy vững được sự tỉnh táo. Ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, âm thanh duy nhất Dương Bách Xuyên nghe thấy chỉ có tiếng chấn động lưỡi kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ. Ong ong! Lần này, Hân có thể nghe thấy vô cùng rõ, âm thanh rung chuyển không khí. Vang vọng khắp đất trời này chắc chắn là tiếng rút kiếm. Trái tim thoáng rung lên, Dương Bách Xuyên không tài nào tưởng tượng nổi đó là thứ kiếm gì mà chỉ cần rút khỏi vỏ thôi đã gây nên động tĩnh lớn tới vậy, thậm chí khiến cả đất trời phải chấn động theo. Lúc này, ông già chợt lẩm bẩm, dám chơi kiếm trước mặt bản tôn hả, ha ha, thế ông đây sẽ cho thằng nhãi nhà ngươi biết cái gì là kiếm đạo chân chính. Ông già vừa dứt lời, trước mắt Dương Bách Xuyên cũng hiện lên một cảnh rút kiếm vô cùng chấn động. Đồng thời cũng cực kỳ quỷ dị. Từ Chí Tôn cung thình lình xuất hiện ba cột sáng cao chọc trời. Ba cột sáng mang ba màu sắc khác nhau, lần lượt theo thứ tự là đỏ, trắng và xanh. Nhìn từ xa, có vẻ chúng cũng chia ra chính và phụ. Cột sáng trắng ở giữa có hào quang chói mắt nhất, tiếp theo là cột màu đỏ bên trái, cuối cùng là màu xanh bên phải. Ba cột sáng khởi nguồn từ Chí Tôn cung, chiếu thẳng lên bầu trời cao xanh, kích thước thì to như cột đình. Điều khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên là sau khi ba cột sáng xuất hiện, kiếm khí đang lao thẳng về phía mình của Diêm Bộ Hoan, rõ ràng đã tới ngay trước mặt, chỉ còn cách đúng một thước, tức thời khắc nó được tắm máu cũng cận kề rồi, thế mà khi ba cỗ kiếm khí từ bên trong Chí Tôn cung lộ diện, phóng lên trời, kiếm khí của Diêm Bộ Hoan bỗng ngừng lại, tựa như bị thứ gì đó giam cầm, đồng thời bắt đầu rung liên hồi. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên vui như mở hội. Bởi nhìn thoáng qua cũng biết hiện tượng này có liên quan tới ba cột sáng từ Chí Tôn cung. Nói chính xác hơn thì không phải cột sáng, mà là kiếm khí. Sau khi ba cột sáng chọc trời đó hiện ra, phía trên Chí Tôn cung đã bị vô vàn kiếm khí sơ xác tiêu điều che phủ. Nếu không phải Dương Bách Xuyên đang ẩn núp trong biển ý thức, nhưng lại cơ thể cho ông già điều khiển, thì phỏng chừng cũng chẳng chịu nổi kiếm khí mạnh mẽ ở hiện tại đâu. Không chỉ hắn mà cả Lục Nhĩ Mỹ Hầu đứng bên cạnh. Diêm Bộ Hoan đứng đối diện,
cũng như ba lão tổ tán tiên đang kéo dài hơi tàn cũng phải run lấy bảy chiếc kiếm khí hùng mạnh cỡ này. Mà cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, với kiếm khí kiếm ý dày đặc, gần như hóa thành thực thể như vậy, tới cả Dương Bách Xuyên đang trốn trong biển ý thức mà vẫn cảm nhận rõ mồn một sức mạnh vô song đó thì đừng nói chỉ tới những người đứng bên ngoài. Thấy kiếm khí của Diêm Bộ Hoan chịu dừng lại, Dương Bách Xuyên khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn hơi lo, bởi vì hiện tại kiếm khí của đối phương đang lơ lửng ngay trước mắt, chỉ còn cách mặt tiền của mình đúng một thước, lỡ có gì bất ngờ xảy ra thì hắn cầm chắc kết cục nát mặt. Cũng may viễn cảnh đáng sợ đó lập tức sẽ biến mất. Bởi kiếm khí mà ông già triệu hồi bất ngờ nổ tung. Kế tiếp, ba cột sáng lớn từ Chí Tôn Cung chợt tỏa ánh hào quang rực rỡ, rồi chiếu rọi cả ra ngoài phạm vi Chí Tôn Cung. Đầu tiên là cột sáng màu trắng, sau khi thoát ra ngoài thì hóa thành một thanh kiếm kiếm cổ mang hương vị xa xăm. Thanh kiếm dài tầm ba thước, màu trắng bạc rạng rỡ, chói lòa, không gì sánh bằng. Hai cột dáng màu đỏ và màu xanh bên cạnh cũng sáng lên, dần biến đổi. Giây sau, hai thiếu niên một nam một nữ tầm 16, 17 tuổi xuất hiện. Nữ diện một thân đỏ đậm, nam thì thuần một sắc xanh, đến là chói mắt. Cặp thiếu niên trai gái này thoạt nhìn như một đôi tình nhân, họ đồng thời vươn tay, đặt lên thanh kiếm cổ đang tỏa sáng lấp lánh, sau đó cùng thanh kiếm bay ra khỏi Chí Tôn Cung. Ong! Tiếng kiếm minh vang lên. Chỉ trong chớp mắt, Dương Bách Xuyên phát hiện thiếu nam, thiếu nữ và cả kiếm cổ, tất cả đã biến mất. Trên thực tế, kiếm khí kiếm ý càng thêm dày đặc, che trời lấp đất cả núi Chí Tôn. Dương Bách Xuyên biết nguyên nhân đằng sau là vì tốc độ của họ đã chạm tới cảnh giới mắt thường không nhìn thấy được, nói đơn giản thì không phải biến mất thật, mà vì tốc độ quá nhanh nên nhìn không thấy. Sau đó, Dương Bách Xuyên thấy Diêm Bộ Hoan phía đối diện chợt để lộ vẻ mặt thảng thốt, ba chân bốn cẳng xoay người, bỏ chạy như bay, tới độ trong mắt chỉ còn thấy mỗi một vệt sáng, cứ như thể bị thứ gì đó dọa chết khiếp nên mới không chút do dự mà chạy trốn. Thực tế thì đúng là Diêm Bộ Hoan đang chạy trốn thật. Khác với dáng vẻ tự tin, phong thái ung dung lúc trước, Diêm Bộ Hoan của hiện tại chỉ hận không thể mọc thêm hai cái đùi nữa để chạy cho nhanh. Diêm Bộ Hoan thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ban nấy, khi nghe thấy tên nhóc Dương Bách Xuyên kia hô to một câu ông bạn già, ra khỏi vỏ nào về phía Chí Tôn Cung, hẳn ta còn cười nhạo Dương Bách Xuyên đang giả thần giả quý, thậm chí đổi cả giọng, nghe có vẻ lão luyện, thăng trăm hơn. Ai mà ngờ chỉ trong nháy mắt, Chí Tôn Cung đã xảy ra biến hóa cực lớn, ba cột sáng đỏ, trắng, xanh bất ngờ xuất hiện, xông thẳng lên trời, kế tiếp, kiếm khí mà hắn ta chém về phía Dương Bách Xuyên đột ngột dừng lại giữa không trung, còn run rẩy liên hồi. Diêm Bộ Hoan là người chuyên tu kiếm đạo, tất nhiên biết điều này có ý nghĩa gì. Đây là uy áp mà ý niệm của kiếm đạo cấp cao tỏa ra trước cấp thấp, hiện tại kiếm khí kiếm ý hẳn ta đã bị áp chế hoàn toàn. Sau đó, cột sáng trắng hóa thành kiếm cổ, đỏ và xanh thì biến thành một cặp thiếu niên nam nữ. Cảnh tượng đó khiến đầu óc Diêm Bộ Hoan như chết máy, cả người run lên bần bật. Hắn ta biết, lúc này, ba cột sáng kia mới để lộ diện mạo chân thật của mình. Không bàn tới chuyện hắn ta có nhận biết thanh kiếm cổ trắng phát sáng kia không, chỉ cần thấy thiếu nữ áo đỏ và thiếu nam áo xanh hiện ra, lại lần lượt đặt tay lên thanh kiếm cổ, là đủ để Diêm Bộ Hoan phải thất thanh, hầu kiếm. Đó là đạo kiếm. Đạo kiếm là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nó có ý thức riêng của mình, cũng biết suy nghĩ như bao sinh vật sống khác, nghĩa là có thể tu luyện, cũng có tư cách chứng đạo. Ý thức của đạo kiếm chỉ nhận chủ một lần duy nhất trong đời, tuyệt đối không chấp nhận người thứ hai. Thậm chí, có vài ý thức đạo kiếm cứng đầu đến độ một khi chủ nhân qua đời, nó sẽ không chọn một người chủ khác, mà tự an táng bản thân, không bao giờ xuất hiện lần nào nữa. Ngoài ta, nếu chủ nhân có cơ hội chuyển thế sống lại, đạo kiếm sẽ bất chấp tất cả mà đi tìm, dù có phải tốn cả một, thậm chí là hai kiếp cũng phải tìm cho rằng, không thì cũng chọn cách ở yên một chỗ, không can thiệp chuyện đời, chờ chủ nhân sống lại trở về. Ý thức của đạo kiếm là độc lập, dù chủ nhân không ngự kiếm, nó vẫn có thể tự chiến đấu, vô cùng độc đáo. Đặc trưng rõ ràng nhất của đạo kiếm là có hầu kiếm. Hầu kiếm hình thành để chuyên môn phụng, dưỡng đạo kiếm, tương quan mãnh liệt với lợi ích của đạo kiếm, có thể nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tựa như linh thú mà tu chân giả thu phục được vậy. Nghĩ mà xem, để bắt được một con linh thú, tu chân giả đã tốn bao nhiêu công sức, huống hồ chỉ là một thanh kiếm căn tới hầu kiếm phụng dưỡng. Không nghĩ cũng biết cấp bậc của đạo kiếm sẽ cao cỡ nào. Đương nhiên, Diêm Bộ Hoan cũng chẳng biết quá rõ rốt cuộc đạo kiếm là thứ gì mà chỉ hiểu xương xương vài chi tiết, cụ
cũng như nếu gặp đại kiến thì bỏ chạy là thượng sách. Vì đạo kiếm tuyệt đối không phải thứ mà một kim tiên bé nhỏ như hắn ta có thể đụng vào. Nhưng Diêm Bộ Hoan thật sự không ngờ một tu chân giả nhỏ bé lại triệu hồi được đạo kiếm, đùa nhau chắc. Kinh khủng hơn nữa là, đạo kiếm này xuất hiện từ trong Chí Tôn Cung, tin này thật sự quá chấn động. Diêm Bộ Hoan biết rất rõ Chí Tôn Cung là chỗ nào, có lai lịch ra sao. Nơi này là đạo trường của thiên tà Chí Tôn Vân Thiên Tà của đảo Tán Tiên đấy, Vân Thiên Tà là cái tên vô cùng nổi tiếng, kể cả ở tiên giới. Nghe đồn, từng có vài nhân vật máu mặt ở tiên giới mơ ước đạo trường trên núi Chí Tôn của ông, còn sai cả người tới thăm dò, nhưng không một ai tìm tới được, ngoài ra một số thế lực ở tiên giới không cho phép người khác động tới đảo Tán Tiên, thế nên, có thể nói Chí Tôn Cung trên đảo Tán Tiên đã trở thành vùng cấm. Nhưng giờ thì sao? Thắng nhãi Dương Bách Xuyên này vậy mà dám gọi Chí Tôn Cung một tiếng ông bạn già, sau đó từ trong Chí Tôn Cung tức tốc bay ra một thanh kiếm. Với Diêm Bộ Hoan mà nói, lượng thông tin lần này thật sự quá nhiều. Dương Bách Xuyên, Chí Tôn Cung, Thiên Tà Chí Tôn, Đạo Kiếm. Những từ này liên tục hiện lên trong đầu Diêm Bộ Hoan, khiến hẳn ta kinh hồn bạt vía, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vì vậy khoảnh khắc đạo kiếm hóa hình xuất hiện, hắn ta chẳng chút do dự mà quay đầu bỏ chạy. Đồng thời không quên rủa thăm ba vị lão tổ tán tiên của Cửu Phong chân nhân mấy chục nghìn lần. Trời đất quỷ thần ơi, nơi này có khác gì một cái hố to đùng đâu. Bấy giờ, Diêm Bộ Hoan vô cùng hối hận tại sao mình lại thích chiếm món lợi nhỏ như vậy. Công việc của hắn ta trước kia là bảo vệ cửa vào hồ tiếp dẫn, rõ ràng hồi đó hắn ta từng cảm nhận được từ cửa vào hồ tiếp dẫn mà hắn ta bảo vệ có sức mạnh nguyên thần của ai đó thoát ra, cũng biết rõ là dưới hạ giới có người cử hành nghi thức hiến tế. Mời tiên nhân giáng trần. Khi ấy, hắn hoàn toàn có thể phái đại một thiên tiên xuống là xong, nhưng vì sức mạnh nguyên thần thoát ra từ cửa vào hồ tiếp dẫn quá thuần khiết và mạnh mẽ, chứng tỏ có thể hấp thu, thế là hắn ta bèn nối lòng tham, đích thân chạy xuống hạ giới để hấp thu ba phần sức mạnh nguyên thần thuần khiết ấy. Trước khi tới đây, hắn ta cứ tưởng bản thân là kim tiên, nếu xuống dưới thì chính là độc nhất vô nhị, chỉ cần vung tay là dễ dàng giải quyết xong xuôi người hiến tế rồi trở về tiên giới. Nhưng ai mà ngờ, đến tận bây giờ, hắn ta mới phát hiện đây đúng là một cái hố lớn, một hố sâu không đáy rơi xuống là chết. Vừa nghĩ tới lời đồn thổi về thiên tà Chí Tôn trên tiên giới cũng như những chuyện xảy ra suốt mấy chục nghìn năm qua, Diêm Bộ Hoan có cảm giác tim mình sắp nổ tới nơi. Hắn ta biết, sau hôm nay, sợ là tiên giới sẽ loạn thành một đoàn mất. Thế nên nếu đã không, cũng chẳng dám nhúng tay vào, vậy chỉ còn mỗi một cách, đó là... chạy! Dương Bách Xuyên thấy Diêm Bộ Hoan bay lên trời thì sốt ruột giục ông già, chạy rồi kìa. Gấp cái gì, dù hắn ta có chạy tới tiên giới cũng không thoát khỏi cái chết đâu nói đoạn, Vân Thiên Tà khẽ thốt ra một từ, chảm. Ngay tức khắc, bên tai Dương Bách Xuyên vang lên một tiếng hét thảm thiết. A, à, Diêm Bộ Hoan đã bay cao tận mấy trăm thước bỗng kêu lên đau đớn, quanh người tỏa ra ánh sáng trắng mãnh liệt, sau đó hóa thành cho bụi. Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt ngạc nhiên, một kim tiên mà lại chết dễ dàng vậy sao? Hắn ngây ngẩn cả người, đây là kim tiên đó, là người chỉ căn vẫy tay một cái thôi mà hắn và Lục Nhĩ Mỹ Hầu đã nằm liệt không gượng dậy nối rồi, ai ngờ nháy mắt đã bị thanh kiếm mà ông già gọi tới tiêu diệt. Dương Bách Xuyên nuốt nước miếng, hỏi, ông già, kiếm. Kiếm của sư phụ là gì thế? Vân Thiên Tà bình thản đáp, kiếm danh, lục giáp, là đạo kiếm. Đạo kiếm lục giáp. Là kiếm gì vậy? Dương Bách Xuyên hỏi. Lần này, ông già chỉ thốt ra đúng một chữ. Chảm. Sau tiếng chảm thứ hai, Dương Bách Xuyên nghe thấy ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngẩng đầu nhìn thì phát hiện trong tiếng kêu gào đau đớn, ba lão tổ tán tiên là Cửu Phong chân nhân, Thông Thiên thượng nhân và Vạn Linh chân quân đã trúng một kiếm của ông bạn già lục giáp, để rồi hóa thành cho bụi. Ra Dương Bách Xuyên không nhìn thấy cảnh kiếm giết người, chỉ nghe mỗi tiếng kêu gào của nạn nhân. Tới lúc ngó sang thì mọi thứ đã tan biến. Ông già chỉ nói đúng hai tiếng chảm, thế là Kim Tiên hậu kỳ Diễm Bộ Hoan và ba vị lão tổ tán tiên cấp lục chuyển điên phong lần lượt biến mất không còn chút vết tích. Dương Bách Xuyên không biết đạo kiếm là gì, nhưng lại hiểu rất rõ sự lợi hại của nó, dù rằng đến tận bây giờ vẫn chưa thể hiểu thấu đáo. Nơi này cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Bất kể tiên nhân hay tán tiên cũng đều đã chết, nếu kẻ thù không còn, tức cục diện nguy hiểm của ông và khí con đã được hóa giải. Kế tiếp, ba lưỡng sáng trắng, đỏ và xanh vụt tới, vây quanh người hẳn, hay nói đúng hơn là quanh ông, già, vừa xoay tròn vừa phát ra tiếng kêu ong ong, trông có vẻ vui sướng lắm.
Giờ phút này, người điều khiển cơ thể hẳn là ông già, nên đương nhiên người mà kiếm quen là ông ấy. Thú thật Dương Bách Xuyên có hơi hâm mộ, không cần đoán cũng biết đây là kiếm của ông già, hơn nữa phẩm chất không hề thấp chút nào. Ban nấy chỉ nhìn thấy mỗi quầng sáng trắng chói lòa, giờ mới có cơ hội xem kỹ, cả thanh kiếm dài ba thước này trắng trợn tựa ngọc, bên trong không lẫn chút tạp chất, còn lấp la lấp lánh chói mắt vô cùng. Lúc này, nó giang rung lên, tạo ra tiếng ong ong như tỉ ê gì đó với ông già, còn cặp trai gái áo đỏ và áo xanh thì lặng lẽ đứng bên cạnh. Bấy giờ, ông già bỗng mở miệng, ông bạn gái, cuối cùng cũng gặp lại, sau hôm nay, cùng nhau quay lại chiến trường nào. Ong, đạo kiếm lục giáp phát ra âm thanh vang dội, sau đó là kiếm ý ngút trời, hệt như đang đáp lại lời mời gọi của Vân Thiên Tà. Ha ha ha, tốt, tốt lắm, về lại vỏ rồi dẫn bản tôn vào cung, đúc lại thiên thể, sau đó nán lại đây bảo vệ thắng nhãi này. Vân Thiên Tà vừa cười vừa nói với đạo kiếm lục giáp. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã nhận ra có gì đó không đúng, nghe có vẻ hình như. Ông già tính vào Chí Tôn Cung một mình, không cần tới sự giúp đỡ của người đồ đệ này. Vấn đề là Dương Bách Xuyên hiểu rất rõ tình trạng hiện tại của ông già, tàn hồn của ông vẫn còn nằm trong bình càn khôn, ra kiểu gì đâu. Ló mặt một cái là có nguy cơ hồn phi phách tán liền thì liệu có ra được không? Chỉ trong chớp mắt, vô số suy nghĩ xẹt qua trong. Đầu Dương Bách Xuyên, ngay lúc định mở miệng hỏi ông già, hắn lại nhìn thấy quanh người một nam một nữ đứng kế bên bỗng tỏa chiếu hào quang rực rỡ, rồi hóa thành hai luồng sáng, kế tiếp, một đỏ một xanh hợp lại làm một. Hai màu đỏ xanh hòa quyện lại với nhau, dần biến thành một hình thái khác. Ánh sáng nhạt dần rồi tan biến, để lại vỏ kiếm đỏ xanh, chớp mắt một cái, kiếm lục giáp đã vào vỏ. Sau đó, Dương Bách Xuyên cảm nhận được ông ra từ tốn vươn tay, kiếm lục giáp tức khắc rơi vào tay ông. Xong xuôi, ông già mới cảm thán một câu, ta biết thẳng nhãi nhà con có nhiều điều muốn hỏi, thế nên hỏi thì hỏi lạ, muốn nói gì cũng nói thẳng luôn đi, vì hôm nay, tại đây, e là hai sư đồ chúng ta sẽ phải chia xa một đoạn thời gian đấy. Hả, sư phụ chết tiệt, ý sư phụ là sao, sao con nghe không hiểu gì hết. Hiện, trong đầu Dương Bách Xuyên đã quên sạch những lời muốn nói, chỉ còn lại mỗi câu cuối cùng của ông không ngừng hiện lên. Hai sư đồ chúng ta sẽ chia xa. Một tiếng ầm vang lên, đầu óc hẳn trở nên trống rỗng. Hẳn cứ tưởng ông già sẽ tiếp tục ngủ say chứ, hay là tình hình lần này rất nghiêm trọng. Chẳng lẽ việc triệu hồi đạo kiếm lục giáp để tiêu diệt tiên nhân đã bào mòn toàn bộ sức mạnh thần hồn của ông rồi? Thế nên sắp phải hồn phi phách tán ư? Vì vậy, lúc hỏi ra câu này, cả người Dương Bách Xuyên run rẩy không ngừng. Ông già, chết tiệt, đừng chết mà, con, sớm biết vậy con đã không để sư phụ ra tay rồi, con thật sự rất sợ thần hồn của sư phụ hao hết. Sư phụ mau quay về bình càn khôn tĩnh dưỡng đi, không sao đâu. Sư phụ là thập nhị kiếp tán tiên chí tôn cơ mà, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Sư phụ sẽ không chết đâu, ông già mau nói cho con biết đi, người sẽ không chết, đúng không? Lúc này, lòng Dương Bách Xuyên rối như tơ vò, trong đầu chỉ còn mỗi suy nghĩ vì triệu hồi cái thứ gọi là đạo kiếm lục giáp mà thần hồn của ông già đã cạn kiệt, lát nữa thôi e là sẽ tan thành mây khói, thế nên Dương Bách Xuyên mới sợ. Thằng nhóc thối tha này, dám rủa vi sư chết hả? Rốt cuộc con đang nghĩ linh tỉnh gì vậy? Vĩ sư là người đã vượt qua 12 thiên kiếp tán tiên đó, là người đầu tiên thành công chinh phục hết tán tiên kiếp trên đời, con tưởng vi sư sẽ chết dễ dàng vậy sao? Vân Thiên Tà chửi đồng, nhưng giọng điệu lại tràn ngập vẻ hân hoan, vui mừng, vì ông ấy biết đồ đề vì quá quan tâm và lo lắng cho mình nên mới vậy. Tính ra thằng nhóc này cũng không tệ lắm nhỉ? Dương Bách Xuyên lại hoang mang, theo lời ông già thì hình như không có chuyện gì thật. Dựa theo sự hiểu biết của hẳn về sư phụ, nếu ông đã nói vậy thì chắc không sao rồi. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ông già chết tiệt, nếu không có chuyện gì thì sao phải nói mấy lời như chia xa gì đó chứ. Báo hại con cứ tưởng sư phụ sắp ngỏm rồi, mất công lo sốt vó. Dương Bách Xuyên mâng lớn. Là do thằng nhóc nhà con ngu dốt, giờ lại quay sang trách ta hả? Ý của vi sư là, lần này, sau khi vào Chí Tôn Cung đúc lại tiên thể, vi sư sẽ lên tiên giới trước, tất nhiên hai sư đồ sẽ phải chia cách rồi. Vân Thiên Tà trầm giọng nói. Lần này Dương Bách Xuyên đã thông suốt, hóa ra là sau khi đúc lại tiên thể, ông già chết tiệt sẽ trở về tiên giới. Đúng là có chút bất ngờ, nhưng chỉ cần ông già không bị hồn phi phách tán là được, có điều vẫn thấy tiếc nuối đôi chút. Ông già chết tiệt, chẳng phải lúc trước sư phụ từng bảo bản thân ở trạng thái tàn hồn, không thể rời khỏi bình càn khôn,
vì nếu ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm sao? Ngu đốt, đó là lúc trước, bây giờ thì khác rồi, với cả dù sao đây cũng là Chí Tôn Cung, là đạo trường của vi sư, dù nguyên thân có thoát ra khỏi bình càn khôn thì trong một khoảng thời gian ngắn, vi sư vẫn sẽ an toàn, tới khi tiến vào Chí Tôn Cung, vi sư ắt có cách bảo vệ thần hồn của bản thân. Bên cạnh đó, tính sơ thì thằng nhóc nhà con cũng tu hành gần nghìn năm, bình càn khôn nhận con làm chủ, con mạnh lên thì tất nhiên bình càn khôn cũng lợi hại hơn, vì vậy quãng thời gian ngàn năm ở trong bình càn khôn đã đủ để nguyên thần của vi sư khôi phục, tức là bây giờ nguyên thân sẽ không chịu ảnh hưởng quá nhiều nữa. Về phần đạo kiếm lục giáp, kể từ giây phút con đặt chân tới núi Chí Tôn, vĩ sư cũng đã cảm ứng được đạo kiếm lục giáp rồi. Kỳ thật, vi sư hoàn toàn có thể triệu hồi đạo kiếm lục giáp tới sớm hơn, nhưng vi sư muốn nhân cơ hội này để rèn luyện thêm cho con. Tu giả giới không bằng được với tiên giới đâu, nơi này quá thái bình, nếu kinh nghiệm chiến đấu của con không đủ, sau này tới tiên giới sẽ chịu thiệt thòi lớn đấy, phải rèn luyện nhiều hơn nữa mới có lợi. Lần triệu hồi đạo kiếm lục giáp này không hao phí bao nhiêu thần hồn cả, thằng nhóc nhà con đừng lo lắng quá, mấy thứ còn lại trong Chí Tôn Cung hẳn đã đủ cho vi sư đúc lại tiên thể, thế nên sau khi đúc xong, vi sư sẽ lập tức tới tiên giới, vì nơi đó vẫn còn rất nhiều chuyện chờ vi sư giải quyết. Nói tới đây, Vân Thiên Tà tạm dừng vài giây, rồi dặn, con không cần lo cho vi sư đâu, nếu sau này có duyên, hai sư đó ta ắt sẽ gặp lại, nhưng có hai chuyện con nhất định phải ghi tạc trong lòng. Thứ nhất, sau này khi tới tiên giới, con tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai mình là đệ tử của Vân Thiên Tà, bằng không có thể sẽ khiến con gặp phải rắc lớn, thậm chí là họa sát thân. Nhưng Vân Thiên Tà còn chưa nói hết câu thì đã bị Dương Bách Xuyên cắt ngang, ông già chết tiệt, đừng tưởng con nghe không hiểu, ý sư phụ là mình có rất nhiều kẻ thù trên tiên giới, sợ liên lụy đến con chứ gì. Ha ha, Dương Bách Xuyên con đây là đồ đệ của Thiên Tà Chí Tôn, điều này đã được thiên đạo chứng giám. Chẳng lẽ muốn tới tiên giới là phải vứt bỏ người sư phụ này hay gì? Vì bảo mệnh mà ngay cả sư phụ mình là ai cũng không dám thừa nhập hả? Con chưa hèn tới mức đó đây. Kẻ thù của sư phụ chính là kẻ thù của con, nợ cha con trả là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng vậy, kẻ thù của sư phụ cũng là kẻ thù của con, có gì phải sợ? Từ lúc tu đạo đến nay, có giây phút nào không phải vào sinh ra tử đâu. Người là sư phụ của con là đồ đệ của người. Đây là sự thật mà dù trời long đất lở cũng chẳng thay đổi được, với cả con cũng đâu phải kiểu người nhát gan sợ phiền phức. Thằng nhóc thối này, kẻ thù của vi sư không phải dạng người mà con có thể tưởng tượng ra được đâu, dặn gì thì cứ ngoan ngoãn làm theo đi, bằng không vi sư sẽ đuổi con ra khỏi sư môn đấy, Vân Thiên Tà gào lớn. Dương Bách Xuyên bị dọa sợ chết khiếp, vội thỏa hiệp, vâng vâng vâng, người đừng giận, con nhớ kỹ rồi. Đúng là danh con, tối ngày lo toàn mấy chuyện linh tinh. Kết cục của vi sư hôm nay chính là hậu quả của việc quá cố chấp, con. Thôi, thằng nhãi nhà con sẽ tự có cơ duyên của chính mình. Chuyển qua vấn đề thứ hai đi, cái này có liên quan tới bình càn không, đợi vi sư ra khỏi bình càn khôn rồi, khả năng cao cái bình sẽ phát sinh biến hóa, sau này con có thể thử thăm dò kỹ càng một phen. Nói tiếp thì thật ra, vi sư chỉ được xem như sư phụ thứ hai của con thôi, không phải sư phụ chân chính. Sư phụ đầu tiên của con hắn là bình càn khôn. Hay nói đúng hơn là sinh vật trong bình càn khôn, mà cũng có thế người đứng sau vùng xám giữa trời và đất trong bình càn khôn mới là sư phụ thật sự của con. Tóm lại, có vài việc tới cả vi sư cũng chẳng giải thích rõ được, có thể chỉ là cảm giác, mà cũng có thể là sự thật, sau này, chắc chắn con sẽ tìm được đáp án từ bình càn khôn thôi. Càn khôn tạo hóa quyết mà con tu luyện lúc trước là do bình càn khôn ban tặng, ngoài ra còn có càn khôn tôi thể quyết, cả hai đều xuất hiện từ hư không, sau đó được vĩ sư truyền lại cho con. Nói ra cũng thật nực cười, rõ ràng là ta thu con làm đồ đệ, nhưng công pháp con tu luyện lại tới từ bình càn không, trùng hợp hơn nữa là chúng như được thiết kế riêng cho con vậy. Mặc dù vi sư vẫn chưa giải thích được bí mật của bình càn khôn, nhưng chí ít có thể chắc chắn một điều, cội nguồn của bình càn khôn là thần đạo, thế nên nếu một hai phải xét về sư thừa thì với trường hợp của thằng nhóc nhà con, có thể tóm gọn bằng một câu, có hai sư phụ, trước thần sau tiên. Nói cách khác, con có hai vị sư phụ. Người đầu tiên là bình càn khôn, tức thần đạo, còn vi sư là tán tiên, tức tiên đạo. Nghe ông giả nói vậy, cánh tay trái của Dương Bách Xuyên bỗng nóng lên, đầu cũng xoay mòng mòng, không tài nào tiêu hóa nổi mấy lời này của ông thần đạo gì chứ. Đây là lần đầu tiên hẳn nghe nói. Tay trái nóng lên chỉ có thể là bình càn khôn, nhưng cũng chỉ chợt lóe qua rồi biến mất, Dương Bách Xuyên tưởng là ảo giác nên không để ý lắm. Nhưng lại nghe thấy lão đầu nói, lượng tin tức quá lớn, quá nhiều nghi vấn.
Cái gì mà có hai sư phụ, trước là thần sau là tiên? Sư phụ chính là sư phụ, là Vân Thiên Tà, sao lại kéo đến Bình Càn Khôn? Nói cho cùng Bình Cân Khôn chỉ là một pháp khí thần bí thôi, sao có thể là sư phụ được? Lão đầu, con hơi hồ đồ rồi, Bình Càn Khôn chỉ là một chí bảo, sao lão nhân ra người lại cho con một sư phụ thứ nhất? Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi. Nói thế này đi, quả thật Bình Càn Khôn là một pháp khí, nhưng lại không phải pháp khí tầm thường. Con người thường nói thế gian có tam giới, nhưng con biết tam giới là tam giới nào không? Đột nhiên Vân Thiên Tà hỏi. Dương Bách Xuyên buột miệng nói, tam giới thiên địa nhân. Hắn đã biết cách nói này từ lúc ở địa cầu. Thế nào là tam giới thiên địa nhân? Bao gồm những gì? Vân Thiên Tà hỏi tiếp. Dương Bách Xuyên hơi mơ hồ về vấn đề này, nhưng cũng từng nghe nói, hắn suy nghĩ rồi đáp, thiên giới, địa giới, nhân giới, được coi là tam giới. Thiên giới chính là chỉ thế giới của tiên nhân, tức tiên giới, địa giới chắc là chỉ tu chân giới, nhân giới tất nhiên chính là thế giới người thường. Ha ha, điều con nói là nhận thức của rất nhiều tu sĩ về tam giới, cả vi sư lúc trước cũng nghĩ như vậy, nhưng khi tu vi của vi sư đạt đến thập nhị kiếp tán tiên chí tôn mới thật sự hiểu được thế nào là tam giới thiên địa nhân. Tổng quát tam giới vô cùng rộng lớn, bao gồm rất nhiều thế giới, nhưng tầng lớp sinh linh chỉ có 3 cấp bậc đại diện. Đầu tiên nói đến nhân giới. Nhân giới không chỉ đơn thuần là người thường, mà còn có tất cả sinh linh phàm vật, thế giới lấy con người làm gốc gọi là nhân giới, ví dụ như người bình thường tu chân, mặc dù có sức mạnh siêu phàm sau khi tu luyện, nhưng nói cho cùng thì vẫn là người. Hoặc ví dụ yêu thú có linh trí, nhưng hấp thụ linh khí trời đất, thôn phệ tinh hoa nhật nguyệt để tu luyện, đến cuối cùng vẫn hóa hình thành người, cây cỏ tinh quái đều như vậy, sau khi tu luyện đều biến thành người. Nói cách khác, con người là linh trưởng của vạn vật. Nòng cốt là linh tính, vạn vật thế gian đều có thể có linh tính, nói ngược lại vẫn là bắt nguồn từ linh trưởng con người. Cho nên phàm là chỗ ở của người thường, thú thường, cây cỏ núi đá bình thường đều là nhân giới, bao gồm cả các thế giới lớn nhỏ của tu chân giới đều có thể gọi là nhân giới, ở trên cùng một tầng thế giới, trên cùng một vị diện không gian. Đây mới là nhân giới chân chính của tam giới. Nghe lão đầu giải thích tỉ mỉ, Dương Bách Xuyên lại cảm thấy rất có lý. Nhưng cũng phát hiện lão đầu đi xa quá rồi, cái hãn hỏi là Bình Càn Khôn, lão đầu lại nói về tam giới. Nhưng nghĩ nếu lão đầu đã nói vậy, thì chắc phải có lý do của ông, hắn tiếp tục lắng nghe, dù sao nghe về mệnh đề lớn như tam giới này cũng có lợi cho hắn. Nghe lão đầu giảng về nhân giới, quả thật đã hơi lật đổ tưởng tượng và nhận thức về tam giới của Dương Bách Xuyên. Lúc trước, Dương Bách Xuyên cho rằng tu chân giới chính là địa giới. Nhưng bây giờ lão đầu lại nói tu chân giới vẫn thuộc phạm vi nhân giới. Hắn không nhịn được hỏi, vậy địa giới thì sao? Có phải chính là tiên giới không? Đúng vậy, nói chính xác địa giới trong tam giới chính là tiên giới, coi như là tầng vị diện thứ hai. Tiên giới cũng rất rộng lớn, các chúng tộc như nhân yêu ma. Cùng tồn tại, quy tắc trời đất của tiên giới mạnh hơn tu chân giới nhiều, các phương diện như môi trường địa lý cũng rất khác tu chân giới. Lão đầu nói rất nhiều thứ liên quan tới tiên giới, Dương Bách Xuyên đều ghi nhớ, nó sẽ có ích cho hẳn khi đến tiên giới. Sau khi lão đầu giải thích qua về tiên giới hoặc nói là địa giới trong tam giới, Dương Bách Xuyên hỏi, lão đầu, nếu tầng địa giới chính là tiên giới, vậy thì tiên giới trong tam giới là thế nào? Lần này, Vân Thiên Tà trầm ngâm một lát, rồi mới nói, tam giới thiên địa nhân, thiên giới đứng đầu, khỏi cần nghi ngờ thiên giới mới là vị diện thế giới của tầng lớp cao nhất. Nhưng mà rất nhiều sinh linh tiên giới đều không biết, thật ra thiên giới chân chính không phải tiên giới, trên tiên giới còn có thế giới cao cấp hơn, chắc nơi đó mới là thiên giới chân chính. Rất nhiều sinh linh tu luyện đều cho rằng tiên giới chính là đỉnh phong của tu luyện, đều cho rằng sau khi thành tiên sẽ trường sinh bất lão, sẽ vĩnh sinh. Thực ra trên đời này đâu có tiên trường sinh bất hủ thật sự chứ. Chẳng qua là thời gian sống lâu hơn thôi, còn chưa trải qua đại kiếp thế giới. Nên mới nghĩ tiên giới chính là đỉnh phong của tu luyện. Nếu như nói trên đời này thật sự có bất hủ, vậy chắc chắn chính là thiên giới chân chính, thế giới cao nhất nằm trên tiên giới. Lão đầu, người biết một chút à? Nghe giọng điệu của sư phụ Vân Thiên Tà, Dương Bách Xuyên cảm thấy chính là như vậy. Quả thật vi sư đã thăm dò được đôi chút, thực ra thời gian tu luyện của vi sư rất lâu, có thể ngược dòng đến thời đại trước. Sau khi độ qua thập nhị kiếp tán tiên, có một thời gian vi sư cho rằng đã thoát khỏi quy tắc thiên đạo, không cần lo lắng bị thiên kiếp đánh chết nữa. Sau khi sống mấy nghìn vạn năm, vi sư không tu luyện, cả ngày cứ nghĩ đã đến tận cùng của tu luyện, có thể không cần lo lắng thiên kiếp thiên tai,
vĩnh viễn tiêu dao sung sướng. Sau đó, vi sư đã gặp một chùm khác ở tiên giới, rồi cùng nhau đến cấm địa nào đó. Cũng là sau lần đó, vi sư mới biết tiên giới không phải tận cùng, trên tiên giới chắc chắn còn tồn tại một thế giới cao cấp hơn. Bởi vì bọn ta đã thấy tàn dư của kỷ nguyên trước. Vi sư cũng đã chết vào lần đó, nhưng may mắn có được bình càn khôn, bảo vệ được nguyên thần, cuối cùng đã gặp tiểu tử con. Mà sự thần bí của bình càn khôn, vi sư tin chắc chắn không phải tới từ tiên giới, mà là chỗ của thần tiên trên tiên giới, cho nên vi sư nói thiên giới chân chính trong tam giới chính là ở thần giới. Lời đồn xưa chắc chắn không phải không nhắc đến, thần giới mới là đỉnh của tu luyện, thần bất hủ tồn tại vĩnh hằng. Thần đạo, một truyền thuyết lâu đời, một truyền thuyết rất nhiều người đều không biết tới, nhưng chắc chắn tồn tại, bình càn khôn ắt hắn đến từ thần giới. Tiểu tử con tu luyện công pháp càn khôn, xuất phát từ bình càn khôn, chẳng phải là thần đạo sao? Mặc dù vi sư chưa từng thấy có tồn tại người hoặc sinh linh nào trong bình càn khôn, nhưng bấy lâu nay, nguyên thần của vi sư cũng không phải không có thu hoạch ở bình càn khôn, càng không rảnh rỗi mà nghiên cứu thế giới của bình càn khôn, chắc chắn có người đang âm thầm quan sát phía sau bình càn khôn. Sau này con để ý bình càn khôn nhiều hơn, nhất định có thu hoạch, vi sư không dám cũng không thể so với truyền thừa của bình càn khôn, nhưng vi sư vẫn sẽ ủng hộ con, đợi con trưởng thành. Lần này sau khi đúc lại tiên thể, vi sư sẽ đến tiên giới trước, có một vài món nợ đã đến lúc phải tính rồi. Nói đến cuối cùng, Vân Thiên Tà tràn đãi sát khí. Dương Bách Xuyên không dò hỏi chuyện liên quan tới lão đầu, vì hẳn biết hỏi cũng như không, lão đầu sẽ không nói, bây giờ hẳn cũng không giúp được gì. Được, đệ tử đều ghi nhớ rồi. Được rồi, con và hầu tử trị thương ở đây, đừng vào cung chí tôn, vi sư vào đúc lại tiên thể sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ, bây giờ con chưa chịu đựng nổi. Vi sư sẽ để kiếm lục giáp và vỏ kiếm thanh hồng hộ pháp cho các con, không cần lo lắng có người quấy rầy, Vân Thiên Tà dặn dò. Nhắc tới kiếm lục giáp, Dương Bách Xuyên rất hâm mộ, hắn cũng từng nghe nói đến cái tên vỏ kiếm thanh hồng này. Nghe lão đầu bảo muốn để kiếm lục giáp hộ pháp cho hắn và hầu tử, trong lòng Dương Bách Xuyên chợt kích động, tưởng rằng lão đầu muốn tặng kiếm lục giáp cho hắn. Trong lòng hắn vui sướng, nói, lão đầu, người muốn tặng kiếm lục giáp và vỏ kiếm thanh hồng cho con à. Dương Bách Xuyên từng thấy uy lực chém giết kim tiên diêm bộ hoan của kiếm lục giáp, trong lòng hắn rất hâm mộ. Ha ha, tiểu tử con nghĩ nhiều rồi, kiếm lục giáp là đạo kiếm, mặc kệ là kiếm hay là vỏ kiếm thanh hồng đều là linh vật có đạo hạnh, cả đời chỉ theo một chủ, không thay đổi. Vi sư để kiếm lục giáp lại chỉ là hộ pháp cho con và hầu tử, bởi vì thời gian vi sư vào cung chí tôn núp lại tiên thể không thể xác định, mà không chừng đảo tán tiên này vẫn còn tán tiên mạnh mẽ, vi sư không yên tâm. Con đừng nhớ nhung kiếm lục giáp và vỏ kiếm thanh hồng nữa. Ba pháp khí vi sư từng dùng lúc còn sống, hai cái đã bị hủy vào năm đó, chỉ có kiếm lục giáp năm đó đang dung hợp với vỏ kiếm thanh hồng cần có thời gian thích ứng, cho nên vi sư mới để lại ở cung chí tôn, cũng coi như thoát được một kiếp. Đợi lúc rời đi, vi sư sẽ phải mang theo. Đừng hâm mộ lục giáp của vi sư, kiếm đầu long kia của con cũng không phải vật tầm thường, nhưng có phải đạo kiếm hay không thì phải đợi lúc rời đi. Vi sư truyền pháp cho con xong sẽ biết ngay thôi. Nếu kiếm đồ long của con là đạo kiếm, thì sau này đi tìm vỏ kiếm cho kiếm đồ long, đạo kiếm có vỏ mới hoàn chỉnh, uy lực phát huy ra mới mạnh mẽ. Lúc này, Vân Thiên Tà rất kiên nhẫn với Dương Bách Xuyên. Dương Mỗ hơi thất vọng, nhưng cũng không dây dưa với lão đầu, mà rất có hứng với đạo kiếm và vỏ kiếm thanh hồng, hẳn nhếch miệng cười, nói, lão đầu, người kể về kiếm lục giáp và vỏ kiếm thanh hồng cho con nghe đi. Con cứ cảm thấy bọn nó không phải kiếm và vỏ kiếm, mà giống như người vậy. Đợi sau khi vết thương khôi phục, con tự hỏi bây giờ vi sư phải vào cung chí tôn đây. Lão đầu vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên cảm thấy cả người chợt run lên, ý thức chính của hắn trở về, hoa văn bình cân khôn trên tay trái lại bắt đầu tỏa nhiệt và ánh sáng vàng. Lúc này, trong lòng Dương Bách Xuyên không khỏi trở nên căng thẳng, hẳn biết lão đầu sắp ra khỏi bình càn khôn. Mặc dù lão đầu nói chuyện rất tự tin, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn lo lắng, đợi khi lão đầu ra khỏi bình càn khôn, liệu có biến cố nguy hiểm gì không? Lo lắng thì lo lắng, nhưng chuyện cũng đã thành. Bây giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện cho tất cả mọi chuyện đều thuận lợi cho lão đầu. Sức nóng và quang mang trên cánh tay trái của hắn ngày càng mãnh liệt, hắn biết lão đầu sắp bắt đầu. Ầm ầm, một âm thanh một ngạt vang lên trong cơ thể, nói chính xác, nó được phát ra từ vị trí của bình càn khôn trên cánh tay trái. Khắc tiếp theo, kim quang vạn trượng bùng lên từ cánh tay trái của hắn.
Kim quang chói mắt khiến Dương Bách Xuyên vô thức nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện kim quang trên cánh tay trái của mình tạo thành một cánh cửa, một bóng người bước ra khỏi cổng. Toàn thân áo trắng, tiên phong đạo cốt. Đó là người mà hắn nhìn thấy trong mộng khi hắn ngất xỉu ngay sau lần đầu tiên tiếp xúc với bình càn khôn. Sư phụ Vân Thiên Tà. Ông giống hệt người mà hắn thấy trong mộng, phiêu giật không dính bụi trần, giống như một bông sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Trong lòng mọi người đều có một tiên nhân trong mộng, hình tượng của lão đầu lúc này đáp ứng tiêu chuẩn tam quan của hắn. Ông chính là tiên trong lòng Dương Bách Xuyên. Lão già đáng, sư phụ. Theo bản năng Dương Bách Xuyên muốn gọi một tiếng lão đầu, nhưng khi đến miệng lại không thể nói ra, đối mặt với một tiên nhân không nhuốm bụi trần như vậy, Dương Bách Xuyên cảm thấy gọi ông là lão già đáng chết chính là một loại khinh bi, gọi sư phụ vẫn tôn trọng hơn. Thằng nhóc thúi, con tự giải quyết cho tốt, sư phụ đi đây. Một Vân Thiên Tà nhìn như không dính hồng trần, vừa mở miệng ra nói một lời với Dương Bách Xuyên, hình tượng của ông trong đầu Dương Bách Xuyên lập tức sụp đổ. Hỗn trướng, thằng nhóc thúi, ngu ngốc, v.v. đều là mấy câu mắng ngoài miệng của lão đầu đối với hắn, nhưng tại thời điểm này, chúng thực sự lạc nhịp với hình tượng tiên nhân phiêu giật của ông. Không đợi Dương Bách Xuyên lên tiếng, đã nhìn thấy lão đầu vèo một cái hóa thành một đạo bạch quang rồi tiến vào cung Chí Tôn. Lão! Dương Bách Xuyên hô lên. Chỉ trong chớp mắt, lão đầu đã biến mất dạng. Có đại trận tồn tại trong cung Chí Tôn, nhưng lại không mảy may có dị động. Quả nhiên là đạo tràng của lão đầu mà. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Ánh mắt hẳn vẫn luôn nhìn về phương hướng của cung Chí Tôn, hẳn cũng không biết lão đầu sau khi tiến vào có trở ra hay không, đúc lại tiên thể như thế nào, có khó khăn không, hay là nói có thể thành công hay không. Dù sao cũng là sư phụ, hẳn làm sao có thể không lo lắng. Mặc dù hắn không giúp được gì, lão đầu cũng nói chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng cũng không ngăn cản hắn lo lắng cho sư phụ của mình. Ban đầu, hắn nghĩ rằng việc đúc lại tiên thể cho lão đầu sẽ là một chuyện khó như lên trời, nhưng bây giờ xem ra không sao rồi, thậm chí có thể nói là cực kỳ bình thản. Hắn chỉ đơn giản là đưa lão đầu đến cổng của cung Chí Tôn, sau đó ông sẽ tự mình đi vào. Lúc này, Dương Bách Xuyên cảm thấy mình giống như một người hộ tống thời cổ đại. Chỉ có trách nhiệm đưa lão đầu đến nơi được chỉ định và hoàn thành nhiệm vụ. Không có chút cảm giác tồn tại nào. Hoặc là không tiến vào cung Chí Tôn để giúp đỡ, hắn luôn cảm thấy có chút thua thiệt đối với lão đầu, cũng cảm thấy việc lão đầu đúc lại tiên thể không quá chân thật, không hề có động tĩnh gì, bình thản như nước. Trong lòng hắn vừa nghĩ vậy, ngay khắc tiếp theo cung Chí Tôn bất ngờ xảy ra chuyện. Rầm rầm rầm, keng keng keng, rắc rắc, phù phù phù. Lúc này trời đất như đang quay cuồng. Từ trong cung Chí Tôn, một đống âm thanh đỉnh tai nhức óc vang lên. Sấm sét vang dội, cưỡng phong gào thét, thậm chí có tiếng chuông lanh lảnh. Phía trên cung Chí Tôn, sấm sét hội tụ và hình thành, mây mù che khuất bầu trời. Thiên địa dị tượng bộc phát ngay trên đỉnh núi Chí Tôn. Ào một thời khắc, một vệt kim quang bay ra từ cung Chí Tôn. Gâu gâu! Trong lòng Dương Bách Xuyên hơi động, vượng tử. Gâu gâu gâu, kim quang từ xa mà đến gần, sau một phút Dương Bách Xuyên nhìn thấy rõ ràng, quả nhiên là vượng tử. Vượng tử vẫn còn sống, có lẽ nó bị lão đầu ném ra khỏi cung Chí Tôn. Mặc dù mấy trăm năm không gặp nhưng vượng tử vẫn có thể nhận ra hắn. Vượng tử vô cùng hưng phấn sủa loạn, còn có chút chua xót. Nó bay vào trong lòng Dương Bách Xuyên, nghẹn ngào mà gọi. Dương Bách Xuyên cũng thổn thức, hẳn nghe kể lại mà vô cùng phẫn nộ. Kinh lịch của vượng tử trong những năm qua hắn là khổ sở nhất trong số các linh thú. May mắn là nó vẫn còn sống. Gâu gâu, áo áo áo. Đôi mắt của Lục Nhĩ Mi Hầu bên cạnh chưa từng rời khỏi Dương Bách Xuyên, ánh mắt vô cùng phức tạp, cũng không phải là chuyện đã xảy ra với Dương Bách Xuyên trước đây. Lúc này, nó nhìn thấy một con linh khuyển từ cung Chí Tôn nhào vào lồng ngực Dương Bách Xuyên mà khóc, Lục Nhĩ cũng thở dài. Dương Bách Xuyên đối với yêu tộc rất tốt, không giống với những người tộc khác. Trước khi Dương Bách Xuyên nói muốn làm huynh đệ với nó, Lục Nhĩ xem thường, nhưng lúc này, Lục Nhĩ tin những gì Dương Bách Xuyên nói là sự thật. Dương Bách Xuyên nghe vượng tử kể khổ, không ngừng an ủi, một người một chó giao tiếp rất dễ dàng, vượng tử hiện tại là linh thú đã tiến hóa đến trình độ cao giai, huyết mạch của Phong Vân Thần Khuyển đã khiến huyết mạch của vượng tử phản tổ nhiều lần, hiện tại sau lưng nó đã mọc lên một đôi cánh. Mặc dù so ra kém chồn nhỏ và tiểu phượng hoàng nhưng cũng không tệ. Hẳn cảm thấy thực lực của vượng tử có thể đạt tới cấp bậc đại thừa, có thể có liên quan đến quản lý của nó.
Nghe lời kể của Vượng Tử, Dương Bách Xuyên biết rằng nó quả thật đã đi theo đám người Triệu Nam từ Sơn Hải giới đến Tu Chân giới, bởi vì bảo vệ mấy người Triệu Nam trong cuộc chiến, nó đã bị người của Thái Huyền Môn đánh xuống vách núi. Nhưng khi nó sắp chết, nó đã gặp được đệ tử của Cửu Phong Chân Nhân, còn phát hiện ra rằng nó có huyết mạch của Phong Vân Thần Khuyển, đồng thời có linh tính cực cao, bọn họ đã mang nó về đảo Tán Tiên và giao nó cho Cửu Phong Chân Nhân. Chuyện tiếp theo căn bản giống như những gì Dương Bách Xuyên nghe được, nói chung Vượng Tứ quả thật đã chịu rất nhiều đau khổ, nhưng để có thể nhìn thấy chủ nhân Triệu Nam, nó đã kiên trì. Cuối cùng, một giai đoạn trước, nó đã ăn trộm đan dược của Cửu Phong Chân Nhân, sau đó huyết mạch lại bộc phát phải trốn vào cung Chí Tôn mới có thể sống sót. Nhưng mà nếu có thể vào cung Chí Tôn, theo ý tứ của Vượng Tử, là trong cung Chí Tôn có một thiếu nữ áo đỏ đã cứu nó, nói chính xác, khi bị người do Cửu Phong Chân Nhân phái ra tìm kiếm, nó đã được thiếu nữ áo đỏ trong cung Chí Tôn chủ động đưa vào trong cung, nếu không thì cung Chí Tôn được bảo vệ bởi đại trận, nó căn bản không thể vào được. Nhóc Xuyên mau lui lại, trong cung Chí Tôn có một cỗ năng lượng cường đại muốn bộc phát. Ngay lúc Dương Bách Xuyên và Vượng Tử đang nói chuyện, Lục Nhĩ Mi Hầu phía sau hắn lên tiếng. Dương Bách Xuyên nghe thấy Lục Nhĩ Mi Hầu nói, ngẩng đầu nhìn lên, hẳn thấy chỉ trong vài phút, một đám mây sấm sét khổng lồ vô biên không ngừng hội tụ trên bầu trời phía trên cung Chí Tôn, bên trong sấm sét vang dội, giống như một quả cầu khổng lồ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hắn biết đó hẳn là động tĩnh mà lão đầu gây ra. Hắn không có thời gian nói thêm gì nữa, gật đầu với Lục Nhĩ Mi, dẫn Vượng Tử nhanh chóng tút lui, cho đến khi dừng lại ở rìa quảng trường Bạch Ngọc của cung Chí Tôn. Cách cổng cung Chí Tôn gần nghìn mét. Phút. Keng. Ngay khi họ dừng lại, kiếm lục giáp cũng theo. Sát phía sau, bay lượn bên cạnh bọn họ, trông giống như nó đang bảo vệ họ. Đúng lúc này, một âm thanh chói tai vang lên từ trong cung Chí Tôn, oanh. Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ đồng thời nhìn lại, nhưng vừa thấy uy lực của sấm sét dày hơn 10 mét, nó đột nhiên phóng lên từ ngưng tụ, phóng lên tận trên 9 tầng mây. Ầm ầm. Vào thời điểm mây mù sấm sét bao phủ trên bầu trời phía trên cung điện Chí Tôn xông lên bầu trời, một cỗ khí lưu có thể nhìn thấy bằng mắt thường lấy cung Chí Tôn làm trung tâm ba động hỗn loạn. Tất cả những nơi nó đi qua đều vỡ nát, mặt đất bằng ngọc bích trắng của quảng trường cung Chí Tôn, cũng như một số tòa kiến trúc trạm khác trong quảng trường, đã biến thành cho tàn trong đống đổ nát này. Nhìn thấy một vòng khí lưu như sóng nước nhanh chóng lao thẳng về phía bọn họ, Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ đều thay đổi sắc mặt. Cả hai đều cảm thấy rất uy lực cường đại. Hợp lực phòng ngự, Lục Nhĩ Mi Hầu gầm lên. Dương Bách Xuyên vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại đang mắng lão già đáng chết, chắc chắn động tĩnh lớn như vậy đến từ trong cung Chí Tôn chính là kiệt tác của lão đầu, hân không biết lão già đáng chết đúc lại thiên thể là như thế nào. Nhưng chỉ riêng động tĩnh này thôi đã đủ đáng sợ. Hắn vẫn còn nghĩ rằng việc lão đầu đúc lại thiên thể quá bình thản, nhưng bây giờ xem ra hắn đã nhầm. Ngay khi hẳn và Lục Nhĩ chuẩn bị tự vệ, ngay khắc tiếp theo bọn họ nhìn thấy quầng sáng của kiếm lục giáp cùng vỏ kiếm thanh hồng nhấp nháy. Lục giáp ra khỏi vỏ, keng một tiếng, nó lơ lửng. Trên đầu bọn họ, bảo kiếm thanh hồng lập tức biến hóa thành một nam một nữ, một trái một phải đứng bên cạnh bọn họ, quầng sáng màu xanh đỏ lấp lánh, kêu gọi thanh kiếm lục giáp trên đầu bọn họ, đột nhiên một kết giới ba màu đỏ, trắng, xanh bao phủ bọn họ. Trong chớp mắt, khí lưu lóe lên. Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy rung chuyển trong chốc lát, nhưng hắn và Lục Nhĩ cùng với Vượng Tử đều không có việc gì. Sự hỗn loạn của các lưỡng khí lưu lúc đi qua đã san phẳng những ngọn núi và cây cối ở rìa quảng trường phía sau bọn họ, biến thành cho bụi ngay lập tức. Ầm ầm. Đúng lúc này, sấm sét trên bầu trời rất lớn, chỉ thấy rằng sấm sét trước đó đã phá vỡ một lỗ hổng lớn trên bầu trời. Ngay sau đó, một cột sáng đầy màu sắc lao thẳng xuống từ lỗ hổng trên bầu trời tiến vào cung Chí Tôn. Lục Nhĩ Mi Hầu bên cạnh nhìn cung Chí Tôn, nói với giọng nghẹn ngào, đây là cướp đoạt tiên lực của tiên giới đó, người bên trong. Là ai vậy Nhóc Xuyên? Thật ra từ lâu Lục Nhĩ Mi Hầu đã muốn hỏi rồi, mà trong lòng cũng có suy đoán, tuy nhiên hẳn ta không phải một con khỉ nhiều chuyện và hay tò mò. Lúc trước Lục Nhĩ trông thấy Dương Bách Xuyên lấm bẩm như bị điên, tự nói chuyện một mình. Có điều lúc đó thanh kiếm Dương Bách Xuyên triệu hoán ra đã chém giết Diêm Bộ Hoan làm Lục Nhĩ chấn động tột độ, không nhớ đến việc hỏi han. Sau đó hắn ta thấy trên cánh tay trái của Dương Bách Xuyên xuất hiện một cảnh cửa, một lão giả tiên phong đạo cốt lập tức đi vào cung Chí Tôn. Chuyện phát sinh trên người Dương Bách Xuyên quá chấn động, rốt cuộc thì lúc này Lục Nhĩ không nhịn được nữa bèn hỏi ra.
thật là khó bề tưởng tượng. Rõ ràng là người ở trạng thái nguyên thần, vậy mà lại có thể trùng kích mở thiên môn, trực tiếp cướp đoạt tiên lực của tiên giới. Trong cuộc đời của Lục Nhĩ, không phải là hắn chưa từng gặp cường giả, nhưng rất hiếm cường giả. Có đạo kiếm, người dựa vào lực nguyên thần cướp đoạt tiên lực từ tiên giới lại càng hiếm hơn. Đó là nguyên thần của nhân vật cấp bậc nào? Là tiên quân, tiên đế, hay đại năng tiên tôn đứng đầu tiên giới? Trong đầu Lục Nhĩ có vô vàn suy đoán. Nghe thấy câu hỏi của Lục Nhĩ, Dương Bách Xuyên cũng tỉnh táo lại từ cơn chấn động. Hắn chăm chú nhìn ánh sáng bảy màu giống như cột nước hội tụ trên bầu trời, lẩm bẩm nói, hắn là sư phụ của ta. Dương Bách Xuyên không định giấu giếm Lục Nhĩ mi hầu gì cả. Bởi vì Lục Nhĩ đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra. Sư phụ mượn cơ thể của hắn, triệu hoán kiếm lục giáp và vỏ kiếm thanh hồng chém giết kim tiên Diêm Bộ Hoan. Thủ đoạn chém ba tán tiên lão tổ và khí tức thay đổi tuyệt đối không phải một phi thăng cảnh như hẳn có thể làm được. Vì vậy muốn giấu cũng không giấu được. Hơn nữa, Lục Nhĩ cũng nhìn thấy nguyên thần của sư phụ ra ngoài. Dương Bách Xuyên không muốn giấu giếm Lục Nhĩ mi hầu, một con khi trọng tình trọng nghĩa và giữ lời hứa. Trước đây hắn đã muốn làm huynh đệ với Lục Nhĩ, và lại bây giờ sư phụ đã rời khỏi cơ thể hẳn, hay nói chính xác hơn là đã rời khỏi bình càn khôn, cho nên hắn không cần phải giấu giếm nữa. Vậy thì dứt khoát nói cho Lục Nhĩ biết đó là sư tôn của mình. Dương Bách Xuyên thoáng dừng lại, chăm chú nhìn bầu trời rồi nói tiếp, sư phụ ta tên là Vân Thiên Tà, là thập nhị kiếp tán tiên chí tôn. Bởi vì một số nguyên nhân dẫn đến tiên thể của sư phụ bị hủy, chỉ còn lại nguyên thần. Thật ra ta và sư phụ đã quen biết ở quê hương của ta, mà ta cũng bước lên con đường tu chân từ lúc đó, từ một tiểu thế giới của phàm nhân đi từng bước đến hiện tại. Cung Chí Tôn là một đạo tràng của sư phụ ta lúc sinh thời. Hắn từng nói chờ khi nào ta có thực lực thì phải đưa hẳn đến Cung Chí Tôn trên đảo Tán Tiên, ở đó hẳn có thể đúc lại tiên thể, do đó mới có sự việc ngày hôm nay. Kể ra thì lần này ta xông vào núi Chí Tôn may mà có Lục Nhĩ đại ca, nếu không chỉ có một mình ta đối mặt với từng nhóm tán tiên kéo đến thì không biết sẽ có kết cục gì. Lục Nhĩ nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, sắc mặt thay đổi liên tục. Khi nghe thấy Dương Bách Xuyên nói sư phụ của mình tên là Vân Thiên Tà, Lục Nhĩ sốc luôn. Thập nhị kiếp tán tiên Chí Tôn Vân Thiên Tà được gọi là Thiên Tà Chí Tôn. Cả danh tiếng lẫn thực lực đều xếp ngang ba tiên tôn đầu bảng tiên giới, thậm chí còn có tin đồn thực lực của Vân Thiên Tà mạnh hơn tiên tôn một chút. Bởi vì Vân Thiên Tà là người đầu tiên vượt qua thiên kiếp thập nhị kiếp tán tiên, là tán tiên đầu tiên. Danh tiếng lừng lẫy tiên giới, không ai không biết. Mặc dù Lục Nhĩ chưa từng gặp Vân Thiên Tà bao giờ, nhưng từ 10 vạn năm trước hắn ta đã nghe danh Vân Thiên Tà. Không ngờ Dương Bách Xuyên lại là đệ tử của Thiên Tà Chí Tôn. Hơn nữa lúc nấy hẳn ta còn được nhìn thấy nguyên thần của Vân Thiên Tà. Thảo nào, cũng chỉ có nhân vật cấp bậc Thiên Tà Chí Tôn mới có thể ở hạ giới xé hư không mở thiên môn, cướp đoạt tiên lực khổng lồ của tiên giới cho bản thân đúc lại tiên thể. Không hổ là Chí Tôn, Lục Nhĩ mi hầu cảm thán. Dương Bách Xuyên hơi kinh ngạc, lão già chết tiệt rất nổi tiếng ở tiên giới ư. Nghe thấy Dương Bách Xuyên tùy tiện gọi là lão già chết tiệt, Lục Nhĩ mi hầu cười gượng. Có lẽ trong thiên hạ người dám gọi Vân Thiên Tà là lão già chết tiệt chỉ có Dương Bách Xuyên. Đâu chỉ nổi tiếng, hơn 10 vạn năm trước tên tuổi của Thiên Tà Chí Tôn đã là thần thoại ở tiên giới. Nói thế này nhé, ngoài sáng tiên giới có ba tiên tôn, đó là bậc đại năng trên đỉnh kim tự tháp của tiên giới, mà sư phụ Thiên Tà Chí Tôn của ngươi nổi tiếng ngang ngửa ba tiên tôn, thậm chí có tin đồn hẳn còn mạnh hơn tiên tôn một bậc. Lục Nhĩ Mi Hầu nói với Dương Bách Xuyên. Nghe vậy Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy tự hào, nhỏ giọng lẩm bẩm. Xem ra mình đã đánh giá thấp tu vi thực lực của lão già chết tiệt. Trong lúc hai người nói chuyện, dư ba sóng khí đã qua đi, kết giới kiếm khí mà kiếm lục giáp và vỏ kiếm thanh hồng bảo vệ bọn họ đã biến mất. Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ nhìn nhau, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ cảm nhận được linh khí trời đất cường đại trong không khí đang kéo tới Cung Chí Tôn hội tụ. Dương Bách Xuyên nhếch miệng nói, lão già chết tiệt muốn nghịch thiên đây mà. Không chỉ cướp đoạt tiên lực của tiên giới mà còn muốn cướp đoạt linh khí trời đất của đảo Tán Tiên. Đây là đang kéo thù hận đấy. Dương Bách Xuyên phát hiện ra ngoài tiên lực to như thùng nước ở trên trời ra, trong không khí xung quanh cũng có linh khí trời đất không ngừng kéo đến Cung Chí Tôn hội tụ. Hắn phóng thần thức ra cảm nhận, phát hiện linh khí trời đất trong phạm vi vạn mét vuông xung quanh đều hội tụ đến Cung Chí Tôn, hơn nữa phạm vi còn không ngừng mở rộng. Linh khí trời đất điên cuồng như rắn nuốt cá voi. Tuôn vào trong Cung Chí Tôn.
Sau khi linh khí trời đất từ bốn phương tám hướng tụ lại, quảng trường cung Chí Tôn bắt đầu biến thành thực chất. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, độ nồng đậm của linh khí đã đạt đến trạng thái hóa xương. Dương Bách Xuyên biết sư phụ điên cuồng cướp đoạt tiên lực của tiên giới và linh khí trời đất của đảo Tán Tiên như vậy chắc chắn sẽ thu hút nhiều tu sĩ, chưa chừng sẽ có cường giả đến. Bây giờ hắn đã hiểu mục đích lão già chết tiệt để lại kiếm lục giáp, chủ yếu không phải để hộ pháp cho hắn và lục nhĩ, trọng điểm là bảo hệ bọn họ. Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ đảo Tán Tiên, thậm chí còn kinh động đến tiên nhân tiên giới cũng không chừng. Có thể tưởng tượng được người bị thu hút tới đây không vào được cung Chí Tôn sẽ đặt chú ý lên hắn và lục nhĩ. Không sao, có đạo kiếm lục giáp thì cho dù thần tiên hạ giới cũng không thể quấy rầy sư phụ ngươi đúc lại tiên thể. Ngươi tranh thủ thời gian trị thương đi, đừng lãng phí linh khí trời đất nồng đậm như vậy. Linh khí trời đất của đảo Tán Tiên cao cấp hơn tu chân giới nửa bậc, có tác dụng lớn trong tu luyện. Lục nhĩ mi hầu nhìn nhận rõ ràng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu trị thương. Trước đó hắn ta bị một trưởng của Diêm Bộ Hoan đánh bị thương khá nghiêm trọng. Dương Bách Xuyên nghĩ thấy cũng đúng, chuẩn bị ngồi xuống nhanh chóng chữa lành vết thương, không chừng lát nữa sẽ có phiền phức đến tìm bọn họ. Hắn nhìn Vượng Tử, định bảo nó tiến vào không gian bình càn khôn, vừa quay sang thì nhìn thấy. Vượng Tử đang cúi đầu trước nữ tử áo đỏ như tỏ ý cảm ơn đối phương. Tất nhiên nữ tử áo đỏ là một trong các võ kiếm, cũng là người đã kéo Vượng Tử vào cung Chí Tôn, là ân nhân cứu mạng của Vượng Tử. Tuy là võ kiếm nhưng cũng là linh vật, Dương Bách Xuyên nói với võ kiếm Thanh Hồng, hai vị, ta cần trị thương, xin nhờ hai vị bảo vệ cung Chí Tôn. Sư phụ ta đúc lại tiên thể gây ra động tính lớn như vậy chắc chắn sẽ thu hút tu sĩ kéo đến, không thể để hắn bị quấy rầy. Dứt lời hắn lại nói với Vượng Tử vào bình càn khôn trước đi. Dương Bách Xuyên vung tay lên, thu Vượng Tử vào không gian bình càn khôn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có lời ăn nói với Triệu Nam. Ù, kiếm lục giáp và vỏ kiếm Thanh Hồng phát ra tiếng rung. Nhưng không nói chuyện với hắn. Tuy nhiên ngay sau đó, nữ tử áo đỏ tiến lên một bước, cung kính gật đầu với hắn. Nàng vẫn không nói gì, nhưng lại duỗi một ngón tay chạm vào giữa trần hắn. Tức thì trong đầu Dương Bách Xuyên xuất hiện một số thông tin, lúc này hắn mới biết lai lịch của vỏ kiếm Thanh Hồng, và cũng phát hiện ra giữa hắn và kiếm lục giáp. Vỏ kiếm Thanh Hồng có cảm ứng nào đó. Ù, Dương Bách Xuyên hiểu được tiếng rung của kiếm lục giáp, đây là sự giao lưu giữa các loài sinh linh. Ý của lục giáp và Thanh Hồng là sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy sư phụ. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng yên tâm, đồng thời biết được lai lịch của vỏ kiếm Thanh Hồng. Sau khi trong đầu có thông tin mà nữ tử áo đỏ tức vỏ kiếm truyền cho, Dương Bách Xuyên biết được nguyên nhân mà bọn họ không thể nói chuyện. Cũng biết thì ra thiếu niên thiếu nữ Thanh Hồng là một cặp đôi loài người, là đệ tử xuất thân từ thế gia đúc kiếm. Hai người họ có một cuộc tình đau khổ, cuối cùng cả hai tự tử. Sư phụ đã giúp bọn họ giữ lại nguyên thần không tan biến, cuối cùng nhờ cơ duyên mà hóa thành vỏ kiếm Thanh Hồng. Vĩnh viễn bên nhau, hai người nhập vào cùng một vỏ kiếm thành một thể, trọn đời không chia cách. Hai người không thể nói chuyện là vì lúc còn sống cặp đôi này câm niếc bẩm sinh, không thể nói chuyện được. Cho dù đã bước vào con đường tu đạo, bọn họ cũng không quen nói chuyện. Có lẽ bọn họ cho rằng không nói chuyện cũng là một kiểu đại đạo. Dương Bách Xuyên không biết rốt cuộc đạo kiếm lục giáp mạnh cỡ nào, nhưng hắn thấy có thể chém kim tiên đã là đỉnh lắm rồi. Lúc này hắn không lo lắng về tình huống bất ngờ, mà cũng ngồi xuống chữa lành vết thương. Một kích bị Diêm Bộ Hoan đánh trúng ngực kỳ thực rất nặng. Ngôn Tình Hoàn. Về tình hình của sư phụ trong cung Chí Tôn. Tuy Dương Bách Xuyên không nhìn thấy đối phương nhưng chắc hắn thuận lợi, bởi vì tiên lực trên bầu trời không ngừng chút xuống, linh khí trời đất từ bốn phương tám hướng cũng càng lúc càng rồng đậm. Điều này chứng tỏ sư phụ đúc lại tiên thể khá thuận lợi. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ. Dương Bách Xuyên gật đầu với kiếm lục giáp và võ kiếm Thanh Hồng rồi ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa lành vết thương. Núi Chí Tôn phong vân biến sắc, toàn đảo Tán Tiên chấn động. Các cường giả Tán Tiên đều cảm nhận được dị động của linh khí trời đất, rối rít xuất quan. Thế rồi bọn họ phát hiện ra toàn bộ linh khí đều hội tụ đến núi Chí Tôn, mà trên bầu trời núi Chí Tôn có cột sáng năm màu nối liền đất trời. Phản ứng đầu tiên của rất nhiều Tán Tiên là núi Chí Tôn có bảo vật xuất hiện. Cũng có thể nói là cung Chí Tôn mở ra, xuất hiện hiện tượng lạ. Ai ai cũng biết cung Chí Tôn là nơi nào, nhất thời mọi người đều bay vào tới núi Chí Tôn. Trong ngọn núi lớn nào đó ở khu vực giáp man hoang đảo Tán Tiên,
sáu tán tiên lục chuyển đỉnh phong tập trung lại một chỗ. Cung Chí Tôn xuất hiện động tĩnh bất thường, chúng ta mau đi kiểm tra thôi. Lẽ nào ba lão già chết tiệt đã phá mở Cung Chí Tôn? Không thể nào, Cung Chí Tôn là nơi nào chứ? Ba lão già chết tiệt cửu phong không có bản lĩnh đó, chắc chắn là biến cố khác. Quần thể tông môn giặt một lũ ngụy quân tử, không thể tin được, không chừng có liên quan tới bọn họ đấy. Linh khí trời đất bị cướp đoạt trên toàn đảo tán tiên, chuyện này không bình thường. Nói nhiều cũng vô ích, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Sáu tán tiên lục chuyển đỉnh phong này là sáu nhân vật cấp bậc lão tổ trong quần thể tán tu. Cả đám bay lên trời. Sâu trong man hoang đảo tán tiên có yêu khí cường đại ngút trời, bốn luồng yêu khí xanh đỏ lam lục cũng bay về phía núi Chí Tôn. Cả đảo tán tiên hỗn loạn, từng luồng khí tức bất đồng hóa thành cầu võng đủ mọi màu sắc bay tới núi Chí Tôn. Có nhân tộc, có yêu tộc. Ở đảo tán tiên nhân tộc làm chủ, nhưng dù sao đảo tán tiên cũng là một góc tiên giới sụp xuống, bản thân là một thế giới, sinh linh vạn vật cùng tồn tại, cho nên xuất hiện yêu tộc cũng không có gì lạ. Hơn nữa, từ trước tới nay đảo tán tiên chia thành hai bộ phận. Một là nhân tộc chiếm địa bàn, lấy tên là thành tán tiên, diện tích thực tế vô cùng lớn, chiếm hơn phân nửa đảo tán tiên. Gần một nửa còn lại là man hoang có yêu thú cường đại, cũng có yêu tộc tu luyện thành công sinh sống. Về cơ bản, giữa hai bên nước sông không phạm nước giếng, khá hài hòa. Nhưng lần này ánh sáng rực rỡ xuyên qua thiên địa núi Chí Tôn rõ ràng là hiện tượng lạ, rất giống chí bảo xuất hiện. Vì vậy yêu tộc man hoang cũng đứng ngồi không yên, nhao nhao kéo tới muốn chia phần. Trên đỉnh núi Chí Tôn, Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu đang trị thương, kiếm lục giáp hộ pháp bên cạnh. Đảo tán tiên không phân biệt ngày đêm, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, từng bóng người im hơi lặng tiếng xuất hiện ở quảng trường Cung Chí Tôn. Lục Nhĩ và Dương Bách Xuyên lần lượt mở mắt ra, trông thấy trên 300 tán tiên. Tu vi tam chuyển, tứ chuyển, lục chuyển đều có. Chẳng qua tán tiên lục chuyển không quá 20 người, và lại thực lực không phải lục chuyển đỉnh phong, đa số đều là lục chuyển sơ kỳ và trung kỳ, hậu kỳ chỉ có 2 người. Chắc chắn những người này đều là tán tiên tu luyện phân bố ở 108 ngọn núi nhỏ, 72 ngọn núi trung và 36 ngọn núi lớn của núi Chí Tôn. Lúc trước Dương Bách Xuyên đã giết mấy chục tán tiên, đại chiến với thập đại tán tiên cấp cao. Động tính lớn như vậy, tất nhiên những tán tiên này đều biết, cũng ẩn núp trong tối nhìn thấy. Tuy nhiên Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu quá mạnh, cuối cùng bọn họ lên đỉnh núi Chí Tôn, những người này không dám đi theo. Sau khi hiện tượng lạ xuất hiện, bọn họ không nhìn được bèn lên đỉnh núi Chí Tôn muốn tìm hiểu xem có bảo vật thiên địa xuất thế hay không. Hoặc là Cung Chí Tôn mở ra, mọi người nhân tiện chia trác. Nhưng sau khi lên đến nơi, bọn họ mới phát hiện ba tán tiên lão tổ và thập đại tán tiên cấp cao đều biến mất dạng. Quảng trường Cung Chí Tôn chỉ có Dương Bách Xuyên và con khỉ kia. Còn có một vỏ kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh lẫn đỏ lơ lửng giữa ánh sáng trắng, ngoài ra không còn ai khác. Thấy vậy, rất nhiều tán tiên nổi sóng to gió lớn trong lòng. Lúc trước Dương Bách Xuyên và con khi chém giết thập đại tán tiên, thậm chí bọn họ còn nghe thấy tiếng hét của ba tán tiên lão tổ, tuy không tận mắt xem cuộc chiến nhưng cũng biết hai bên đã đánh nhau. Lúc này chỉ thấy Dương Bách Xuyên và con khỉ ngồi ở một góc quảng trường trị thương, không thấy đám người tán tiên lão tổ đâu cả, vậy thì chỉ có một khả năng. Cả thập đại tán tiên lẫn ba lão tổ đều bị Dương Bách Xuyên và con khi giết rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng các tán tiên núi Chí Tôn ngổn ngang cảm xúc. Nhất thời bọn họ không dám tới gần, chỉ đứng từ xa nhìn Cung Chí Tôn. Lúc này lực lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng gần như đã thực chất hóa hội tụ tại Cung Chí Tôn. Trên bầu trời, một luồng khí ngũ sắc to như thùng nước giống hệt thác nước trút xuống, tiến vào Cung Chí Tôn. Toàn bộ Cung Chí Tôn được bao phủ trong lực lượng thiên địa rồng đậm khổng lồ này, không nhìn rõ diện mạo vốn có. Mặc dù hiện tại bọn họ cách mép quảng trường Cung Chí Tôn hơn 1.000 mét cũng nhìn thấy linh khí trời đất hóa thành thực chất. Các tán tiên hít sâu. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem tình hình chắc chắn có liên quan đến Cung Chí Tôn. Lúc này, các tán tiên bắt đầu động não. Đối với tu sĩ đảo tán tiên mà nói, Cung Chí Tôn là nơi bí ẩn và thần thánh bậc nhất. Mỗi tán tiên có nằm mơ cũng muốn tiến vào Cung Chí Tôn. Nhưng từ khi có Cung Chí Tôn tới nay, chưa một ai có thể vào trong, bởi vì đại trận của Cung Chí Tôn quá mạnh. Còn bây giờ thì sao? Hình như Cung Chí Tôn đã mở ra. Cung Chí Tôn là đạo tràng của Thiên Tà Chí Tôn, người duy nhất vượt qua thập nhị kiếp tán tiên, là tán tiên ai mà chẳng muốn vượt qua tất cả tán tiên kiếp chứ? Vì vậy,
Cung Chí Tôn là nơi mỗi tán tiên đều ước. Mong đi vào, muốn vào xem Cung Chí Tôn có bí pháp. Liên quan đến chuyện độ tất cả tán tiên kiếp mà Thiên Tà Chí Tôn để lại hay không? Trên thực tế, qua thời gian dài đẵng đẵng, đảo tán tiên có tin đồn bên trong Cung Chí Tôn có bí pháp về việc độ tất cả tán tiên kiếp mà Thiên Tà Chí Tôn để lại. Lúc này gần 300 tán tiên đều đỏ mắt nhìn Cung Chí Tôn. Nhưng trên quảng trường có Dương Bách Xuyên và Con Khi, điều này khiến tất cả tán tiên không dám manh động. Bên trong Cung Chí Tôn vẫn tiếp tục cướp đoạt tiên lực của tiên giới, linh khí trời đất từ bốn phương tám hướng liên tục kéo đến hội tụ. Lục Nhĩ Mi Hầu mở mắt ra thì thấy những tán tiên này, bèn nhắm mắt lại luôn, như thể không có hứng thú với bọn họ. Dương Bách Xuyên nhìn Lục Nhĩ rồi lại nhìn kiếm lục giáp, sau đó cũng nhắm mắt. Có kiếm lục giáp ở đây, Dương Bách Xuyên tin rằng kiếm lục giáp chắc chắn sẽ không để cho bất cứ một ai tiến vào Cung Chí Tôn quấy rầy sư phụ. Mặc dù đại trận Cung Chí Tôn đã mở ra từ lúc sư phụ hội tụ sấm sét đánh vào bầu trời, song Dương Bách Xuyên không hề lo lắng. Có gần 300 tán tiên, nhưng Dương Bách Xuyên biết kiếm lục giáp hoàn toàn có thể đối phó. Một lúc sau, tổng 2-300 tán tiên rốt cuộc có người không nhịn được lên tiếng, oác vị, chúng ta bước vào con đường tán tiên là một con đường không thể quay đầu. 12 lần tán tiên kiếp chân chính, thử hỏi có ai có thể độ kiếp đến cuối cùng. Chúng ta đã vượt qua tứ chuyển, ngũ chuyển, lục chuyển, thậm chí thất chuyển, bát chuyển, nhưng ai dám chắc có thể vượt qua cửu chuyển, thập chuyển tiếp theo. Nghe nói Thiên Tà Chí Tôn là người duy nhất đã vượt qua toàn bộ tán tiên kiếp, Cung Chí Tôn có ý nghĩa như thế nào, ta không cần nói nữa. Hiện giờ Cung Chí Tôn đã mở ra, hiện tượng lạ xuất hiện, cầu phú quý trong nguy hiểm, mọi người cùng nhau xông vào chưa biết chừng có thể lấy được bí pháp độ kiếp mà Thiên Tà Chí Tôn để lại trong Cung Chí Tôn. Một tán tiên lục chuyển hậu kỳ nói những lời mang tính xúi dục, đồng thời là người đầu tiên xông về phía Cung Chí Tôn. Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai, vả lại. Lời đồn bên trong Cung Chí Tôn có bí pháp độ kiếp là cám dỗ chí mạng đối với bất kỳ tán tiên nào, không ai có thể cưỡng lại cám dỗ ấy. Thoáng cái đã có hơn 50 người xông tới. Các tán tiên còn lại thì đang quan sát, ai cũng là kẻ tỉnh danh, tất nhiên có người thông minh thì cũng có kẻ ngu xuẩn, lại càng có người mưu sâu kế hiểm. Lần này coi như là một lần dò xét. Tên tán tiên lục chuyển hậu kỳ xúi dục đám đông dần lùi về sau, còn lại 56 người xông về phía Cung Chí Tôn. Khi 56 người còn cách cửa Cung Chí Tôn 10 mét, biến cố xảy ra. Hơn 200 tán tiên đứng đắng xa bỗng trợn to mắt, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Chỉ thấy ba quãng sáng màu xanh, đỏ, trắng lóe lên giữa hơn 50 tán tiên. Sau đó cả 56 tán tiên lập tức hóa thành cho tàn trong tiếng kêu thảm thiết. Chờ đến khi tất cả 50 tán tiên đều biến mất, mọi người mới nhìn thấy ánh sáng xanh hồng trắng lóe lên, là một thanh kiếm và hai người. Cổ kiếm màu trắng giống như một vương hầu, hai bên trái phải là một đôi trai gái tùy tùng mặc y phục màu xanh hồng. Kiếm ý khủng bố làm người hít thở không thông phát tán trong thiên địa, làm hơn 200 tán tiên còn lại phát run. Gần như tất cả tán tiên đều có một dấu chấm hỏi, đó là kiếm gì? Còn cần người hầu hạ. Đám tán tiên đó không nhận ra, cũng chưa từng nghe qua đó là kiếm gì. Dù sao chỉ thấy hơn 50 tán tiên đến gần Chí Tôn Cung đều tan thành mây khói. Một nỗi sợ hãi lan tràn khắp nơi. Không ai dám tiến lên. 56 tán tiên bị một kiếm hạ gục trong nháy mắt, hơn nữa bọn họ cũng chưa nhìn rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lúc này hơn 200 tán tiên đều nhìn về phía Dương Bách Xuyên và Con Khi, ở trong mắt bọn họ một trong hai người Dương Bách Xuyên và Con Khi có thể có thủ đoạn đuổi kiếm. Tất cả bọn họ đều không thể tin được, kiếm lục giáp không cần sử dụng ngự kiếm cũng có thể tự chủ giết địch. Tóm lại hơn 200 tán tiên này đều sợ hãi. Vèo vèo vèo. Lúc này 6 hơi thở cường đại xuất hiện. Lập tức có người hành lễ với 6 người này. Bái kiến lão tổ. 6 người này là tán tu lão tổ. Quần thể tán tu ở đảo tán tiên rất ít xuất hiện, nhưng thực lực lại cường đại. Ví dụ như lão tổ cấp lục chuyển đỉnh phong, quần thể tán tu có 6 người, còn quần thể tông môn mới 3 người, lúc trước đã bị giết. 6 lão tổ tán tiên vừa xuất hiện, tự nhiên sẽ có người báo cáo chuyện xảy ra ở nơi này. Trong hơn 200 tán tiên có không ít quần thể tán tu, tu luyện ở núi Chí Tôn không có khả năng đều là quần thể tông môn. Dương Bách Xuyên và Con Khỉ đều phát hiện 6 tán tiên đã đến nhưng lại không để ý đến, hai người tiếp tục chữa thương, có kiếm lục giáp tồn tại, cho dù là tiên nhân cũng có thể đối phó được. Sau khi hiểu biết tình hình,
Sáu tần tiên nhìn kiếm lục giáp lơ lửng trước cung Chí Tôn, lại nhìn Dương Bách Xuyên và con khi đang ngồi ở trong góc, suy nghĩ bắt đầu xoay chuyển. Ở đây, ngoại trừ Dương Bách Xuyên và con khỉ thì không còn ai khác, là kiếm thì sẽ có người sử dụng, chẳng lẽ là một trong hai người bọn họ. Nếu vậy thì bắt giặc bắt vua trước, bắt lấy Dương Bách Xuyên và con khi, cho dù kiếm lợi hại đến mấy, không có người sử dụng cũng không làm gì được. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của sáu tán tiên, còn sự thật như thế nào thì chưa biết, nghe các tán tiên khác kể, chuôi bạch kiếm này có thể dùng một kiếm đánh bại hơn 50 tán tiên, bản thân có uy lực cực kỳ khủng bố. Trái phải của bạch kiếm là một đôi nam nữ, lơ lửng trước cửa Chí Tôn Cung, rõ ràng là môn thần, phát ra kiếm ý cường đại làm nhịp tim của sáu tán tiên đập nhanh. Mặc dù bọn họ là lục chuyển đỉnh phong nhưng cũng giống như các tán tiên khác, tràn ngập khát vọng hướng đến Chí Tôn Cung, là một tán tiên, ai có thể chống được dụ hoặc đi vào Chí Tôn Cung. Lúc này không biết lai lịch của người đứng cạnh thanh kiếm kia là gì nên bọn họ chuyển ánh nhìn lên người Dương Bách Xuyên và con khỉ. Lúc trước nghe đồn Dương Bách Xuyên và con khỉ chém giết với tán tiên quần thể tông môn của núi Chí Tôn thì bọn họ cũng vô cùng khiếp sợ. Đương nhiên bọn họ không tận mắt nhìn thấy, trong suy nghĩ của bọn họ, lời đồn và chân tướng đều có sự khác biệt. Sau khi bàn bạc, sáu tán tiên chuẩn bị đi thăm dò Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu. Ba người đứng tại chỗ, ba người đi về phía Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu. Khi ba tán tiên lục chuyển đi đến, đột nhiên Dương Bách Xuyên mở mắt. Vết thương trên người hẳn không nghiêm trọng như Lục Nhĩ, dưới sự tẩm bổ của linh khí, vết thương của hẳn đã gần như khôi phục. Rất nhanh ba tán tiên lục chuyển đỉnh phong kia đã đi đến trước mặt hắn và Lục Nhĩ, Dương Bách Xuyên nheo mắt, trong lòng cũng đoán được mục đích bọn họ đến đây. Còn không phải muốn đi vào đạo tràng của sư phụ. Chưa nói đến việc sư phụ đang ở trong Chí Tôn Cung để đúc lại tiên thể, hẳn không thể để bất cứ kẻ nào đi quấy rầy. Mặc dù sư phụ tạo ra động tĩnh quá lớn, thu hút mấy trăm tán tiên đến đây, nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên không hề lo lắng. Ngoại trừ sáu tán tiên lục chuyển đỉnh phong, tất cả tán tiên còn lại Hân và Lục Nhĩ Mi Hầu hoàn toàn có thể đối phó. Còn có kiếm lục giáp là sự tự tin lớn nhất của hắn. Dương Bách Xuyên biết có lẽ không cần hắn và Lục Nhĩ ra tay. Tại hạ là tán tu đảo tán tiên Mai Chu, lần đầu gặp mặt hai vị đạo hữu, một lão giả nhìn khoảng 60 tuổi trong ba người đi đến ôm quyền. Hai người còn lại là một nam một nữ, nhìn giống như một đôi vợ chồng trung niên, diện mạo bình thường, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sáng. Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng, hắn lại không phải tay mơ mới bước vào tu chân, sao có thể không nhìn ra bọn họ đến thử. Hắn đã thấy nhiều trường hợp này. Tiếp theo kịch bản sẽ phát triển theo hướng đen trắng cùng nhau chêm vào. Không hỏi ra được ý mình muốn, hoặc cảm thấy hắn dễ bắt nạt sẽ trở mặt. Nhưng Dương Bách Xuyên không quan tâm. Nhưng hẳn cũng không phải người ngang ngược, nếu đối phương nói lễ nghĩa, hẳn cũng theo, muốn nhìn xem bọn họ có âm mưu gì. Vân Môn Tiên Cảnh Dương Bách Xuyên bái kiến các vị đạo hữu. Dương Bách Xuyên đứng dậy ôm quyền đáp lễ. Nhưng lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn nhắm mắt điều tức, không động đậy. Đôi vợ chồng trung niên trong ba người lạnh lùng nói, hừ, vị đạo hữu yêu tộc này rất cao quý. Ý là chúng ta chào hỏi ngươi, ngươi không để ý đến, quá kiêu ngạo rồi. Dương Bách Xuyên cong môi, hẳn biết ngay đối phương định chơi chiêu kẻ sướng người họa. Nhưng các người muốn diễn kịch, vậy ta cũng diễn cùng. Nói, vị đạo hữu này hiểu lầm, lúc nãy đại ca ta chém giết ba tên lão tổ tán tiên chó má gì đó nên bị thương nặng, lúc này yêu cầu chữa thương nên thứ lỗi. Dương Bách Xuyên cố ý nói như vậy vì muốn nhìn phản ứng của đối phương. Quả nhiên nghe xong những lời này ba tán tiên bắt đầu dao động. Mai Chu và vợ chồng trung niên liếc nhìn nhau. Sau đó nói, thì ra là vậy, ba lão tổ của bên tông môn đảo tán tiên là Cửu Phong chân nhân, Thông Thiên thượng nhân và Vạn Linh chân nhân, không biết ba người bọn họ có tiến vào trong Chí Tôn Cung không? Dương Bách Xuyên cười thầm trong lòng, trên mặt vẫn không cảm xúc, lắc đầu lạnh nhạt nói, không có, ba lão bất tử kia bị huynh đệ chúng ta giết. Dương Bách Xuyên mặt không đỏ tim không đập ôm công lao lên người mình và Lục Nhĩ. Ba người kia đều chấn động. Ba người Cửu Phong chân nhân có tu vi ngang với bọn họ, sao có thể nói giết là giết. Nhưng, cũng nhìn không ra Dương Bách Xuyên nói thật hay giả. Lúc này nữ nhân lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi cũng có thể giết chết ba tán tiên lục chuyển đỉnh phong. Dương Bách Xuyên nói, tin hay không tùy thích, không có gì thì tránh ra, chúng ta còn phải chữa thương. Thật ra lúc này Dương Bách Xuyên đang ôm ý đồ xấu xa, hắn đang dụ dỗ ba tán tiên ra tay với hắn và Lục Nhĩ. Đến lúc đó kiếm lục giáp sẽ giết chết bọn họ.
vô lễ, lão nương thấy tiểu tử ngươi tìm chết nữ nhân giận dữ. Tiểu tử nói cho ra chuôi kiếm này là sao, nói ra sẽ tha chết cho ngươi. Nam nhân trung niên cũng lên tiếng. Lão giả Mai Chu nheo mắt lại, ba người bạn họ đến đây thử, muốn biết rõ chuôi kiếm và chuyện xảy ra trong Chí Tôn Cung, nhưng hiện tại xem ra tên tiểu tử này rất xảo quyệt. Mềm không được vậy thì cứng. Ha ha, chuôi kiếm này không phải của ta, ta không khống chế được thanh kiếm cường đại như vậy. Khuyên các ngươi đừng mơ tưởng chuôi kiếm này và Chí Tôn Cung, nếu không chỉ có một kết cục chết. Dương Bách Xuyên cười hì hì, sau đó bổ sung thêm, đúng rồi, các ngươi cũng không cần rình rập ta, nếu không sẽ chết càng nhanh, ha ha. Một câu này của Dương Bách Xuyên làm ba tán tiên biến sắc. Ngươi tưởng ta sẽ sợ, hay ngươi tưởng nói vậy thì bọn ta sẽ buông tha cho ngươi, nếu ngươi không nói rõ chuyện xảy ra trong Chí Tôn Cung, bổn tọa bắt ngươi rồi siêu hồn cũng được. Nam nhân trung niên gắn giọng nói, dứt lời bước về phía Dương Bách Xuyên. Nữ nhân bên cạnh hắn ta cũng đi theo, còn lão giả tên Mai Chu cố ý nhìn về phía Lục Nhĩ. Thấy cảnh tượng này, Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng, đứng không nhúc nhích. Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn ngồi nhắm mắt tu dưỡng không thèm có ý đánh trả. Điều này làm ba tán tiên càng thêm nghi ngờ. Tiểu tử này và con khỉ thực sự có chỗ dựa hay. Kiêu ngạo tự mãn không bỏ sáu tán tiên lục chuyển đỉnh phong bọn họ vào trong mắt. Ba tán tiên phía xa và hơn 200 tán tiên cũng nhìn chằm chằm mấy người Dương Bách Xuyên. Khi mọi người thấy đối mặt với đòn tấn công của tán tiên trung niên mà Dương Bách Xuyên và con khỉ vẫn ngồi yên một chỗ, không có ý định ra tay, tất cả đều lấy làm lạ. Không phải tên tiểu tử này bị Cổ Nhất Sơn dọa ngu chứ? Có tán tiên nói, Cổ Nhất Sơn là nam tử trung niên. Không đúng, nhìn sắc mặt của tiểu tử kia không giống sợ hãi. Không sao, cho dù thực sự có cổ quái, Mai Chu và vợ chồng Cổ Nhất Sơn cũng có thể đối phó được. Ba tán tiên lục chuyển đỉnh phong phía xa bàn tán. Cổ Nhất Sơn ra tay cũng không thấy Dương Bách Xuyên động đậy, nhìn giống như bị dọa ngu người. Lúc Cổ Nhất Sơn sắp động đến Dương Bách Xuyên thì dị biến xảy ra. Cả người Cổ Nhất Sơn chấn động, chiêu thức của hắn ta sắp ập xuống người Dương Bách Xuyên thì lại dừng lại, không di chuyển. Mai Chu và vợ của Cổ Nhất Sơn cũng không nhúc nhích. Ba người vẫn duy trì tư thế ra tay, nhưng lại dừng tại chỗ không hề cử động. Không đúng. Có vấn đề. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là... Ba tán tiên còn lại và những người khác cảm thấy không thích hợp. Sau đó một cảnh tượng xảy ra làm tất cả mọi người sợ đơ người. Một khắc trước, thật ra Dương Bách Xuyên cũng bị dọa chảy mồ hôi lạnh. Hắn chỉ nghĩ nếu sư phụ để lại kiếm lục giáp để bảo vệ hẳn và Lục Nhĩ Mi Hầu. Cho nên khi Cổ Nhất Sơn ra tay, Dương Bách Xuyên không thèm di chuyển, hắn tin tưởng kiếm lục giáp sẽ chém ba tán tiên xâm phạm hẳn. Nhưng từ khi Cổ Nhất Sơn ra tay đến khi một trưởng của hắn ta chỉ cách đầu hẳn một móng tay, kiếm lục giáp vẫn chưa phản ứng. Điều này làm Dương Bách Xuyên chảy mồ hôi lạnh, ngay cả phòng ngự cũng không kịp. Dương Bách Xuyên sốt ruột chuẩn bị gọi Hắc Liên thì nhìn thấy thân thể Cổ Nhất Sơn chấn động. Tiếp theo nhìn thấy biểu tình không tin tưởng của Cổ Nhất Sơn, lắp bắp nói, đây. Đây là kiếm gì vậy? Cổ Nhất Sơn cảm nhận được một luồng kiếm khí. Lúc này Dương Bách Xuyên mới phát hiện giữa trán của Cổ Nhất Sơn phát ra tia sáng màu trắng, Dương Bách Xuyên biết cuối cùng kiếm lục giáp. Cũng ra tay. Dương Bách Xuyên giả vờ bình tĩnh, ra vẻ nói, đã nhắc nhở các ngươi từ đầu rồi, ra tay với ta chết càng nhanh, sao còn không tin hả? Giờ thì hay rồi, tất cả kết thúc, còn kiếm gì, thật ra ta cũng không biết nhưng có nói ngươi cũng không biết, yên tâm đi đi. Liếc nhìn hai người còn lại đang đến gần Lục Nhĩ, hai người cũng dừng tại chỗ. Sau đó trên người ba tán tiên phát ra ba vòng sáng xanh hồng trắng, thân thể dần dần trong suốt, sau đó biến mất trong vô hình. Hoặc nói cách khác hồn phi phách tán. Trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng chấn động, hắn không thấy rõ kiếm lục giáp xuất kích, đến khi nhìn thấy kiếm lục giáp thì kẻ địch đã hồn phi phách tán. Uy lực của kiếm lục giáp mạnh đến mức thái quá. Giết người cực nhanh vô hình vô tung. Sau đó nhấc đầu nhìn về phía ba tán tiên lục chuyển đỉnh phong còn lại và hơn 200 tán tiên khác, thấy bọn họ đều có sắc mặt như thấy quỷ. Trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng vui mừng, cho chết, dám tính kế ta. Thật sự tưởng rằng đạo kiếm giết chết kim tiên chân chính là bài trí hả? Đối với ba tán tiên lục chuyển và hơn 200 tán tiên còn lại khác, cảnh tượng vừa rồi giống như vừa gấp quỷ. Đường đường là tán tiên lục chuyển đỉnh phong lại tiêu tán vô tung vô ảnh không hề có phản ứng gì. Đám lão quái vật bọn họ có ai không phải người tu luyện mấy ngàn năm, đều là những kẻ đánh trăm ngàn trận,
chém giết trải qua đủ mọi loại trận đánh lớn nhỏ, không đếm xuể được. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy. Sau khi Mai Chu và vợ chồng Cổ Nhất Sơn hoàn toàn hóa thành tro tàn, đám tán tiên này mới nhìn thấy một kiếm một nam một nữ xuất hiện ở sân. Đây không phải là thành kiếm lơ lửng trước Chí Tôn Cung hay sao? Hiển nhiên ba người Mai Chu đã chết dưới thanh kiếm này. Nhưng làm cho bọn họ dùng mình là bọn họ không nhìn thấy rõ cổ kiếm này ra tay giết chết ba người Mai Chu như thế nào. Hơn nữa ở trong mắt bọn họ, Dương Bách Xuyên và con khỉ căn bản chưa từng động tay. Thanh cổ kiếm này tự chuyển động. Ngay sau đó thanh cổ kiếm này lại bay đến trước cửa Chí Tôn Cung, một nam một nữ cũng theo sát phía sau, hóa thành vỏ kiếm, sau đó cổ kiếm chui vào bao. Rất nhiều người hít hà một hơi. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người còn có thể biến thành vỏ kiếm. Hoặc nói cách khác đôi nam nữ trẻ tuổi kia không phải người mà là khí hồn. Chuyên dùng để bọc cổ kiếm bạch ngọc. Rốt cuộc đây là kiếm gì? Cấp bậc gì? Quỷ dị, cường hãn, thần bí. Tất cả tán tiên đều chấn động mạnh. Cuối cùng mọi người cũng thấy rõ, cổ kiếm này vừa bảo vệ Chí Tôn Cung, vừa bảo vệ Dương Bách Xuyên và con khi. Vèo vèo vèo. Trong lúc các tán tiên đang ngây người thì bốn bóng hình xuất hiện trên quảng trường Chí Tôn. Yêu khí ngập trời. Yêu tộc hoang dã, một trong ba tán tiên lục chuyển đỉnh phong còn lại nhìn về phía bổn người này. Trồn đen, cuồng sư, ngân điêu, hồng đầu ngô, núi Chí Tôn là địa giới của tộc chúng ta, các ngươi đến đây làm gì? Ba tán tiên lục chuyển còn lại là hai lớn một nhỏ, một lão giả đầu bạc, một thanh niên và một nữ tử yêu dị. Lần lượt là Đan Hùng Tỉnh, Đoạn Niên Hoa, Thái Ngư Nhi. Lúc này Đan Hùng Tinh và Thái Ngư Nhi thấy bốn gã đại yêu xuất hiện thì đều tiến vào trạng thái đề phòng. Ha ha ha, buồn cười, sao các ngươi không nói cả đảo tán tiên đều là của nhân tộc các ngươi đi. Núi Chí Tôn có dị tượng thiên địa, chứng tỏ có thiên tài địa bảo xuất thế, ai cướp được thì là của người đó, mấy người các ngươi cũng quản rộng quá rồi đó. Hử, không phải tán tu các ngươi có 6 người hay sao, 3 người khác đâu. Ta hiểu rồi, có phải đã đi vào Chí Tôn Cung rồi không, Trồn Đen. Ngân Điêu, Hồng Đầu Ngô, ta nói các ngươi nhanh chân lên thì không nghe, thấy chưa, bị người nhanh chân đến trước, nhanh lên, chúng ta nhanh vào trong thôi. Người nói là cuồng sư, sau khi hóa hình là một. Đại hán hào phòng cường giã, cách làm việc ăn nói đều không qua đầu óc. Dứt lời, vội vàng lao về phía Chí Tôn Cung. Lúc này ba tán tiên lục chuyển đỉnh phong không nói gì, bên bọn họ vừa chết ba người, hiện tại lại xuất hiện thêm bốn đại yêu hoang dã. Ước gì mấy tên nghiệt xúc không biết sống chết đều xông lên chịu chết hết đi. Bọn họ và bốn đại yêu hoang dã này đều quen biết lẫn nhau, hai bên đối địch, chẳng qua vì thực lực ngang nhau nên tình hình hiện tại là nước sông không phạm nước giếng. Phía xa Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy bốn yêu tộc kia, nghe thấy yêu tộc nói vậy, hẳn mỉm cười nhìn đai hán thô cưỡng đi về phía Chí Tôn Cung. Núi Chí Tôn có thể đến yêu tộc cũng có chút ngoài dự liệu của Dương Bách Xuyên, nhưng nghĩ lại lão đầu làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hẳn cũng thấy sảng khoái. Tiên lực xuyên thấu qua phía chân trời có thể nhìn thấy mọi nơi của đảo Tán Tiên, hơn nữa linh khí xung quanh đảo Tán Tiên đều tập trung về núi Chí Tôn, muốn không thu hút cao thủ cũng khó. Tứ đại yêu tộc xuất hiện ở đây rõ ràng là cao thủ. Có thể nói chuyện với Tán Tiên lục chuyển đỉnh phong mà không hề cố kỵ, hẳn là cùng một cấp bậc. Dương Bách Xuyên cũng nghe được lão ông tóc bạc Đan Hùng Tỉnh nói, cái gì mà tứ đại yêu hắc hồ, cuồng sư, ngân điêu. Hồng Đầu Ngô đều tới từ đảo Tán Tiên Man Hoang. Nhìn có vẻ như không phải loại lương thiện. Cái tên cuồng sư kia nhìn giống như một tên lỗ mãng, vừa nói chuyện vừa đi về phía cung Chí Tôn, hơn nữa ánh mắt rực lửa còn nhìn chằm chằm vào kiếm lục giáp đang trôi lơ lửng trước cửa cung Chí Tôn, dáng vẻ như muốn cướp đoạt. Điểm này làm cho Dương Bách Xuyên không biết đại hán này ngốc thật, hay là giả vờ. Nhưng hẳn cũng không đi nhắc nhở, nếu hiện tại lại gần thì sẽ bị kiếm lục giáp chém chết. Ba tán tiên của nhân tộc, Đan Hùng Tinh, Đoạn Niên Hoa, Tam Ngư Nhi cũng không có ý định nhắc nhở, rõ ràng bọn họ cũng có suy nghĩ ác độc. Đối phương là yêu tộc, nhưng trong bốn bọn họ lại có người hiểu biết. Nữ tử mặc đồ đen, cũng chính là Ngân Hồ mà Đan Hùng Tính từng nhắc tới, cưỡng sư, quay lại đây, cẩn thận có bẫy. Yêu tộc tên cuồng sư nghe được nữ tử nhắc nhở thì dừng bước, nhưng cũng không quay lại mà chỉ nghiêng đầu nói, còn có bẫy gì được. Đợi ta đi trước lấy thanh bảo kiếm kia về, nhân tộc không có bản lĩnh lấy kiếm thì để ta lấy. Lúc này, một thanh niên lạnh lùng tên Ngân Điêu nói với cuồng sư, ngu xuẩn, hắc hồ tỷ tỷ bảo ngươi quay lại thì cứ quay lại đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì.
khí tức của thanh kiếm kia siêu phàm, đâu có dễ dàng lấy như vậy, nếu dễ thế thì đám tán tiên nhân tộc này cộng lại cũng hơn 200 người, bọn họ đã lấy từ lâu rồi, còn đợi có chúng ta tới chắc. Hư Cưỡng Sư nghe Ngân Điêu nói vậy thì sững người, ngẫm nghĩ lại hình như cũng có chút đạo lý, cũng không quan tâm tới Ngân Điêu chửi hẳn ngu, vậy, ta nghe Hắc Hồ tỷ tỷ. Dứt lời, hắn lui trở về. Hắc Hồ đại tỷ chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một gã thiếu niên tóc đỏ nãy giờ vẫn không lên tiếng, đột nhiên hẳn hỏi Hắc Hồ. Thiếu niên này nhìn qua mới chỉ 16-17 tuổi, lời nói rất bình thường nhưng lại luôn mang đến cho người ta một cảm giác nham hiểm. Hắn chính là Hồng Đầu Ngô, bản thể là Giết Đầu Đỏ, vậy nên sau khi tu luyện hóa hình thì lấy tên là Hồng Đầu Ngô. Đợi đã rồi tính, nơi này nhìn qua có chút cổ quái, đợi binh sĩ yêu tộc của chúng ta tới đây rồi nói, dù sao nơi này cũng là cung chí tôn của nhân tộc, nghe nói là đạo tràng của Thiên Tà Chí Tôn. Nếu thật sự dễ đi vào như vậy, những tần tiên này đã sớm đi vào, không đến mức trốn ở bên rìa quảng trường, hơn nữa các ngươi không cảm thấy không khí có dấu vết đánh nhau sao? Thậm chí còn có hơi thở của đại tán tiên lão tổ, chúng ta đều quen biết với mấy người bọn họ, khí tức sẽ không sai được. Nhưng kỳ quái là trong không khí có khí tức của nguyên thần để lại, hơn nữa còn có mùi vị của tử vong, nhìn quảng trường mà xem một vùng đất trắng ngọc lớn đã biến thành tro bụi, nhìn như đã bị lực lượng cường đại phá hủy, còn cả bên kia các ngươi nhìn xem là ai. Vừa nói, Hắc Hồ vừa nhìn vào trong góc. Chính là Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu. Đó không phải là... Phía sau nhân tộc kia là sát tỉnh kia, sao hắn cũng ở đây? Cưỡng sư nhìn qua thì thấy Dương Bách Xuyên, nhìn phía sau mới thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đang ngồi thiền. Đúng là sát tỉnh kia, oan ra ngõ hẹp, lần này không được tha cho con khỉ kia được. Ngân Điêu chừng đôi mắt ưng nói. Đúng, Hắc Hồ tỷ tỷ, lần này không được bỏ qua cho con khi chết tiệt kia. Hồng Đầu Ngô nghiến răng nghiến lợi nói. Hắc Hồ gật đầu, đúng là không thể buông tha cho hẳn được. Món nợ mà hắn gây ra cho bốn chúng ta những năm qua cũng nên tính kỹ rồi, trước tiên khoan hắn quan tâm tới cung chí tôn, chúng ta xem nhân tộc làm thế nào đã, qua xử lý con khỉ đáng ghét kia rồi nói. Tứ đại yêu man hoang nhắc tới Lục Nhĩ Mi Hầu thì đều rất tức giận, cản răng nghiến lợi, hận không thể nghiền nát Lục Nhĩ. Nhớ lại mối hận thù giữa bọn họ và con khỉ, câu chuyện bắt đầu khoảng 400 năm trước. Khi đó bốn người bọn họ ở đảo Tán Tiên Man Hoang, chính là Vương Giả, Xưng Vương Xưng Bá, thống trị man hoang, không chế toàn bộ đại yêu, tiểu yêu tu. Sai khiến hàng vạn chim thú khai thác đào tiên thạch, vơ vét thiên tài địa bảo ở man hoang về tu luyện, sống rất vui sướng. Nhưng vào 400 năm trước, man hoang đột nhiên xuất hiện một con khỉ, chính là con khỉ đáng ghét trước mặt kia. Lúc đó thực lực của hắn ta cũng không tính là mạnh, vừa xuất hiện đã cướp đi thiên tài địa bảo trong tay họ. Lúc bắt đầu thì tứ đại yêu cũng khinh thường con khỉ kia. Nhưng thời gian dài, hắn ta càng ngày càng quá đáng, cướp sạch toàn bộ của thuộc hạ. Phải biết là cướp của đại yêu tiểu yêu tu cũng đồng nghĩa với cướp của bọn họ, bởi vì bọn họ đều dựa vào những tài nguyên cống phẩm để tu luyện. Đối với sinh vật sống tu luyện mà nói, tương đương với mối thù con đường tiền tài bị người ta cắt đứt. Vì sao ư? Bởi vì con khỉ này chặt đứt tài nguyên tu luyện, chẳng phải là chặt đứt con đường tu đạo của bọn họ hay sao? Sau đó, tứ đại yêu đã lần lượt ra tay. Nhưng không ngờ con khỉ này có bản lĩnh không nhỏ, rõ ràng thực lực không mạnh bằng bọn họ nhưng mỗi lần đều có thể trốn thoát từ tay bọn họ. Cứ vậy, tranh chấp kéo dài 400 năm bắt đầu. Mới đầu, con khỉ kia đánh không lại bất kỳ ai trong số họ, nhưng sau đó bọn họ cũng không làm gì được, còn bị hắn hoặc sáng hoặc tối lên vào động phủ của bọn họ cướp sạch toàn bộ tài nguyên tu luyện tích trữ bao nhiêu năm, không bỏ qua bất cứ ai trong bốn người họ. Cuối cùng, tứ đại yêu liên hợp đối phó với con khỉ. Hơn nữa phát động toàn bộ lực lượng man hoang đuổi giết khỉ. Kết quả thì sao, hơn trăm năm con khỉ kia hoàn toàn biến mất, không xuất hiện. Không ngờ hôm nay lại gặp được hẳn ở núi Chí Tôn. Thế nên mới nói oan ra ngõ hẹp, lần này tứ đại yêu tuyệt đối không bỏ qua cho con khỉ kia, cướp người cướp đồ, đúng là thâm thủ đại hận, mối thù sinh tử, tất cả tiên thạch mà bọn họ tích trữ đều bị con khỉ kia cuỗm sạch. Đánh một đấu một, thậm chí sau này là hai chọi một. Ba chọi một thì con khỉ kia đều có thể đối phó được, hơn nữa mỗi lần không địch lại, luôn có thể toàn thân trở ra, chỉ có bốn người bọn họ liên thủ thì con khỉ kia mới không phải đối thủ, chỉ có thể bỏ chạy. Trong mắt của tứ đại yêu, con khỉ kia đúng là biến thái, chỉ trong thời gian 300-400 năm ngắn ngủi, thực lực của hắn đã tăng nhanh như vậy. Hắc Hồ híp mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu rồi nói với ba đại yêu kia, đi thôi, qua đó, hình như con khỉ đáng ghét kia bị thương nặng,
đang phục hồi vết thương, lần này ông trời đang giúp chúng ta báo thù, thừa cơ hắn bị thương lấy mạng của hắn, cướp sạch thiên tài địa bảo của chúng ta, lão nương phải khiến con khi này lấy mạng để trả. Đi! Tứ đại yêu lập tức đi về phía Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu, đương nhiên nói chính xác hơn là đi về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, còn Dương Bách Xuyên trong mắt bọn họ chỉ là một tu chân giả nhân tộc, phi thăng cảnh nhỏ bé, bọn họ căn bản không xem hắn ra gì. Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy Tứ đại yêu đang đi về phía hắn và Lục Nhĩ Mi Hầu, hơn nữa ánh mắt của bọn họ lại đầy lửa hận, nhìn chằm chằm lên người Lục Nhĩ Mi Hầu, điều này khiến Dương Bách Xuyên vô cùng buồn bực. Lẽ nào Lục Nhĩ đại ca có thù oán với bốn đại yêu này? Đều là yêu tộc thì nên là bằng hữu mới đúng, sao bốn đại yêu này lại dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm Lục Nhĩ huynh vậy? Lúc này, ba tán tiên nhân tộc Đan Hùng Tinh, Đoạn Niên Hoa và Thái Ngư Nhi cũng phát hiện bốn đại yêu đang đi về phía Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ, ba người quay sang nhìn nhau, như chuẩn bị có kịch hay để xem. Ba lão già kia cũng muốn ra tay với Dương Bách Xuyên và con khi kia, nhưng thanh kiếm cổ như muốn mạng. Dù sao cũng là yêu tộc man hoang, mặc kệ, không nhắc nhớ, tốt nhất là chó cắn chó. Còn khi chết tiệt kia, đúng là oan gia ngõ hẹp. Lần này xem ngươi còn chạy đi đâu. Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Lão nương sẽ nghiền ngươi thành cho bụi. Rất nhanh bốn đại yêu đã tới trước mặt Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ, từng người bọn họ lên tiếng chửi. Dương Bách Xuyên vốn muốn hỏi bốn đại yêu, nhưng lại phát hiện bọn họ từ đầu đến cuối đều phớt lờ hắn, khiến hẳn buồn bực. CMN, xem thường tiểu gia. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu mở hai mắt, thản nhiên nhìn bốn đại yêu. Dương Bách Xuyên không nhìn được hỏi, Lục Nhĩ đại ca, huynh có thủ oán với họ à? Lục Nhĩ gật đầu, hắn chậm rãi đứng dậy. Dương Bách Xuyên lại hỏi, thủ gì thế? Ta thấy đáng vẻ bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống huynh mới hả giận. Lục Nhĩ đáp, ta cướp sạch động thiên của bốn người họ. Nghe Lục Nhĩ Mi Hầu đáp thản nhiên như vậy. Mặt Dương Bách Xuyên đầy vạch đen. Hiện tại hắn đã hiểu vì sao lúc đầu Phong Tiên và Lục Nhĩ Mi Hầu đều sống lại từ vườn hoa lam tâm, thực lực của hai người như nhau nhưng sau mấy trăm năm, Lục Nhĩ Mi Hầu lại mạnh hơn Phong Tiên rất nhiều. Hóa ra là cuỗm sạch động tiên của bốn đại yêu này. Nhìn bốn yêu tộc này như tán tiên lục chuyển đỉnh phong của nhân tộc. Xem ra Lục Nhĩ đại ca đã cướp của bọn họ từ lâu rồi. Lúc trước Dương Bách Xuyên tin là Lục Nhĩ Mi Hầu không có thực lực như hiện tại. Nhưng, trước kia không có thực lực đã dám đi cướp của đại yêu có thể so ngang với tán tiên lục chuyển đỉnh phong, hơn nữa còn là cướp của bốn người. Lá gan này! Dương Bách Xuyên chỉ có thể nói một câu. Gan to thật! Hơn nữa trong lòng cũng rất bội phục Lục Nhĩ. Cuối cùng cũng biết nguyên nhân thực lực của Lục Nhĩ tăng nhanh như vậy là do đâu. Đùa chắc! Cướp thiên tài địa bảo của đại yêu có cấp bậc ngang với tán tiên lão tổ để nâng cao tu vi bản thân có thể không nhanh sao? Hắn đã sớm nghe nói man hoang của đảo tán tiên có rất nhiều quặng mỏ tiên thạch, bốn đại yêu này rõ càng là nhân vật cấp bậc lão tổ, động thiên của họ đương nhiên sẽ có tiên thạch và số lượng lớn thiên tài địa bảo. Lục Nhĩ Mi Hầu đi cướp của tứ đại yêu, quả thật là cách hay để tăng tu vi trong thời gian ngắn. Điều duy nhất là quá to gan. Nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ tới tính cách của Lục Nhĩ Mi Hầu. Hình như cũng là chuyện đương nhiên. Con khi này ngoại trừ nghĩa khí trọng hứa hẹn ra, cũng là hạng không sợ trời không sợ đất. Thế nên cướp của bốn đại yêu là chuyện mà hắn có thể làm ra được. Hơn nữa theo Dương Bách Xuyên, cả đảo tán tiên này, sợ là chỉ có mình Lục Nhĩ Mi Hầu mới dám làm như vậy. Bởi vì kiếp trước hắn là tiên vương của tiên giới, cho dù là trọng tu thì cũng là cảnh giới tiên vương, chỉ là tu vi bắt đầu luyện từ thấp lên cao, có cảnh giới tiên vương cường đại. Cần thiên tài địa bảo là có thể tăng thực lực một cách nhanh chóng. Hơn nữa một người có cảnh giới tiên vương sẽ mang tâm tính của một tiên vương, à không đúng, là khi. Còn để ý tới yêu tu chỉ ngang với tán tiên lục chuyển đỉnh phong hay sao? Đáp án rất dễ thấy, đương nhiên là không. Tất nhiên là bốn đại yêu ở phía đối diện cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ, nghe con khi Lưu Manh nói đã cướp đồ của bọn họ, bốn đại yêu cảm thấy mình bị sỉ nhục nghiêm trọng. Phải nói là vô cùng nhục nhã. Hôm nay không băm được con khi đáng ghét nhà ngươi thì ta thề không làm yêu, lão tử không nhịn được nữa. Cuồng sư tính tình nóng nảy hô lớn, hẳn chuẩn bị ra tay với Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhưng lúc này phía chân trời vang lên tiếng nổ vang khiến cuồng sư dừng bước theo bản năng. Lúc này Dương Bách Xuyên, Lục Nhĩ và tất cả mọi người đều bị tiếng nổ làm cho giật mình. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.
Lúc này việc cướp đoạt tiên lực trong cung Chí Tôn vẫn còn tiếp tục. Những chiếc lỗ năm màu sắc trên bầu trời đang rung chuyển, nhìn như muốn đóng lại. Những chùm tiên lực bị cướp đoạt cũng bắt đầu vặn vẹo, như có thể đứt bất cứ lúc nào. Dương Bách Xuyên nhìn thấy cảnh tượng này thì căng thẳng, hắn biết lão đầu cướp đoạt tiên lực của tiên giới ở cung Chí Tôn là để đúc lại tiên thể, lúc này nếu tiên lực bị cắt đứt, chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới lão đầu hay sao? Rõ ràng bên phía tiên giới đã xảy ra vấn đề. Nhưng Dương Bách Xuyên ngẫm lại, đây là chuyện đương nhiên. Lão đầu làm ra động tĩnh lớn như vậy, ở hạ giới mà phá vỡ tiên môn cướp đoạt tiên lực, đây vốn là một hành vi nghịch thiên, nếu như bên tiên giới không có động tĩnh gì thì mới kỳ quái. Cho dù hấp thu thiên địa linh khí của đảo tán tiên cũng đã hấp dẫn rất nhiều tán tiên, huống chỉ là tiên giới. Có sự can thiệp của tiên giới, Dương Bách Xuyên rất lo lắng cho lão đầu. Mắt thấy tiên lực đang vặn vẹo, những cánh cửa nhiều màu sắc ở phía chân trời đang có dấu hiệu khép lại, trái tim Dương Bách Xuyên siết lại. Nhưng, ngay lúc này bên trong cung Chí Tôn vang lên tiếng hừ lạnh như băng. Hừ, như tiếng sấm nổ vang, Dương Bách Xuyên nghe ra đây chính là giọng của lão đầu. Lúc này, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó là tiếng kiếm ong lên. Vù, kiếm lục giáp ra khỏi vỏ, vỏ kiếm xanh đỏ, cũng hóa thành hai tia sáng mang một đỏ một xanh bay theo kiếm lục giáp phóng thẳng lên tận mây xanh. Ầm, răng rắc, đột nhiên kiếm lục giáp bay lên lỗ hổng trên trời rồi phát sáng. Toàn bộ phía chân trời đều vang vọng tiếng nổ như sấm. Rõ ràng là lão đầu để kiếm lục giáp đi giải quyết vấn đề đóng cửa tiên giới. Chùm sáng tiên lực ổn định lại. Kiếm lục giáp dừng ở cánh cửa tiên giới, không ngừng tắn ra kim quang vạn trượng. Chắc hẳn là chĩa vào sức mạnh của tiên giới. Xem ra trong chốc lát sẽ không xuống được, kiếm lục giáp phải tranh thủ thời gian cho lão đầu. Lúc này, ba tần tiên nhân tộc kia sáng mắt lên. Bọn họ đã nhìn rõ, cánh cửa tiên giới xảy ra vấn đề, thanh kiếm cổ quái kia bị chặn lại. Cổ kiếm bị chặn, vậy tên tiểu tử Dương Bách Xuyên và con khi kia không còn gì che chở. Giờ xem bọn họ chết thế nào. Lúc trước đã khiến bọn họ tổn thất ba đồng bạn, nhưng bị uy lực của thanh cổ kiếm kia không dám động, bây giờ thanh kiếm không thoát ra được, trong mắt của ba tán tiên lão tổ, Dương Bách Xuyên và con khi kia đã không còn uy hiếp. Đan huynh, chúng ta có nên qua giết tên tiểu tử kia không? Đoạn Thanh Hoa hỏi. Ha ha, tạm thời không căn nữa. Xem ra bốn đại yêu kia sẽ không bỏ qua cho Dương Bách Xuyên và con khi kia, nếu hiện tại thanh kiếm cổ đã bay lên trời, cửa cung Chí Tôn đã không còn chướng ngại vật, sao chúng ta không vào trang xem thử? Đan Hùng Tinh híp mắt cười nói. Thái Ngư Nhi có chút lo lắng nói, chuyện này, sợ là không ổn đâu. Vừa rồi giọng nói kia truyền ra từ bên trong cung Chí Tôn, có thủ đoạn mạnh mẽ phá vỡ tiên giới cướp đoạt tiên lực minh mông như thế, người kia chắc chắn không phải hạng bình thường. Sợ là không phải người mà chúng ta có thể chọc vào. Không sao, tiên lực và lực lượng của toàn bộ đảo tán tiên đều bị hút vào trong cung Chí Tôn, có lẽ người bên trong đang tu luyện hoặc làm gì đó quan trọng, người đó không có thời gian quan tâm tới chúng ta đâu, sau khi vào trong chúng ta không chọc tới họ, chỉ tìm những đồ có ích là được. Đan Hùng Tinh phân tích nói. Nghe người nói, quả thật là có khả năng, không sai, chúng ta vào trong cung Chí Tôn trước, Dương Bách Xuyên và con khi kia chắc chắn sẽ bị bốn đại yêu kia giết chết. Tiết kiệm công sức cho chúng ta. Thù hận lớn tới đâu cũng không quan trọng được bí pháp độ kiếp của Thiên Tà Chí Tôn trong cung này. Cung Chí Tôn đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, chưa bao giờ được mở ra. Bây giờ đại trận đã phá, đây là cơ duyên lớn của chúng ta. Nhanh vào trong đi. Đoạn Thanh Hoa nói, ánh mắt cũng sáng lên. Đối với những tán tiên như bọn họ mà nói, sự cám dỗ của Cung Chí Tôn quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Cơ hội hiếm có ngay trước mắt. Nếu không nằm lấy thì bọn họ sẽ hối hận chết mất. Đi. Dứt lời, ba người vèo một cái xông về phía cửa cung Chí Tôn. Dương Bách Xuyên bên này sớm đã nghĩ tới ba lão già kia sẽ vào trong cung Chí Tôn, lão đầu nhà hắn còn đang đúc lại tiên thể ở bên trong, tình hình không biết thế nào, kiếm lục giác cũng đi đối phó với lực lượng của tiên giới, hắn thân là đồ đê, lúc này cho dù là chết thì cũng không thể để người khác quấy rầy sư phụ mình đúc tiên thể được, đây là lúc làm chút chuyện cho lão đầu. Phút. Ba tán tiên kia vừa đi, Dương Bách Xuyên quay sang nói với Lục Nhĩ Mi Hầu, Lục Nhĩ đại ca, ở đây giao cho huynh trước. Dương Bách Xuyên hiểu rõ thực lực của Lục Nhĩ, giết chết bốn đại yêu thì khó nhưng kéo dài thời gian thì không thành vấn đề. Người đi trước, không cần lo lắng ở đây. Lục Nhĩ Mi Hầu bắt đầu nhìn chằm chằm vào bốn đại yêu đang cách đó hơn 10 mét, đối mặt với đối thủ cũ, hắn rất rõ thực lực của bọn họ.
Bốn đại yêu chỉ xem một phi thăng cảnh như Dương Bách Xuyên như một lâu la, bọn họ thấy hắn rời đi cũng không ngăn cản. Huống chỉ tứ đại yêu cũng không ngốc, đương nhiên cũng nhìn ra ý định của tam đại tán tiên kia, bốn người họ cũng muốn vào trong cung chí tôn, có tên tiểu tử này đi ngăn chặn ba người kia, bọn họ đương nhiên vui vẻ. Trước mắt giải quyết ân oán với con khi chết tiệt này rồi tính. Giết! Gào gào! Hắc Hồ hạ lệnh, cả bốn đại yêu đều xông về phía Lục Nhĩ Mi Hầu. Ầm rắc rắc! Lục Nhĩ Mi Hầu và tứ đại yêu chiến với nhau truyền ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Khi Dương Bách Xuyên di chuyển hắn đã câu thông với Hắc Liên, đối mặt với ba tán tiên lão tổ lục chuyển đỉnh phong này, không có sức mạnh Hắc Liên giúp đỡ thì hắn sẽ không ứng phó được. Có lực lượng Hắc Liên, hắn tự tin có thể giết chết tam đại tán tiên, điều này đã được kiểm chứng qua đám người cửu phong. Bát hoang quy nhất, giết! Kiếm quang chém trước mặt ba tán tiên đoạn hùng tỉnh, ngăn đường bọn họ vợt về phía cung chí tôn. Không ổn rồi, mau tránh ra, tiểu tử này không phải là phi thăng cảnh bình thường. Dương Bách Xuyên chém ra một kiếm, sắc mặt cả ba người đan hùng tỉnh lập tức thay đổi, sức mạnh cường đại của kiếm khí khiến cho tim bọn họ đập nhanh. Ban đầu dù là đan hùng tỉnh hay là tứ đại yêu cũng không bận tâm đến Dương Bách Xuyên tu vi phi thăng cảnh. Nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên vừa ra tay, bọn họ liền biết mình đã quá khinh thường Dương Bách Xuyên. Không cần đan hùng tinh nhắc nhở, Đoạn Niên Hoa và Thái Ngư Nhi cũng cảm nhận được sức mạnh từ một kiếm nào của Dương Bách Xuyên. Ba người đồng thời dùng pháp lực, phản kích lại một kiếm của Dương Bách Xuyên rồi nhanh chút rút lui về sau. Dưới sự hợp lực của ba cao thủ cấp 6, đã chặn được kiếm của Dương Bách Xuyên, đồng thời khiến bọn họ phải rút lui về sau để tránh khỏi lưỡi kiếm sắc nhọn của Dương Bách Xuyên. Một tiếng ầm vang lên, sân của cung chí tôn bị một kiếm của Dương Bách Xuyên chém ra một vết nứt dài hơn 20 thước. Lúc này Dương Bách Xuyên vừa hay bay tới trước cung chí tôn, mà ba đại tán tiên còn lại cũng ở bên kia khe nứt. Khuyên ba vị không nên vượt qua khe này, nếu không đừng trách Dương Bách Xuyên ta không nương tay, trong cung chí tôn không có đồ gì để các người lấy đâu. Dương Bách Xuyên rút kiếm, bảo ba đại tán tiên cách một cái khe 20 thước đầu hàng. Sắc mặt ba đại tán tiên tái mét, ánh mắt nhìn Dương Bách Xuyên tràn đầy khiếp sợ. Không ngờ tiểu tử này lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy, dường như còn mạnh hơn thực lực của bọn họ một bậc. Thái Ngư Nhi truyền ầm nói với Đan Hùng Tinh và Đoạn Niên Hoa, hai vị, phải làm sao bây giờ? Không ngờ tiểu tử này lại mạnh đến vậy. Hừ, sợ gì chứ, hắn ta chỉ là một con người, thực lực cũng có hạn so với chúng ta, nếu chúng ta chiến đấu một mình thì khó tránh khỏi bất lợi, nhưng nếu ba chúng ta liên thủ, có thể sẽ bắt được tiểu tử này, đừng nói nữa, kết trận cùng lên đi. Đan Hùng Tinh truyền âm trả lời. Rầm rầm rầm. Lúc này có một tiếng động vang lên phía sau ba người. Ba đại tán tiên nhìn thoáng qua thì thấy tứ đại yêu và con khi kia đã đánh tới phía sau bọn họ. Thấy hầu tử bị tứ đại yêu hợp lực chém giết, đang rơi vào thế hạ phong, thoạt nhìn có vẻ tứ đại yêu đã cố ý đưa chiến trường lan đến nơi này. Ba tán tiên đan hùng tỉnh không khỏi bị ảnh hưởng, tránh ra nhường chỗ. Sau đó hầu tử và tứ đại yêu đang giao chiến với nhau đột nhiên tách ra hai bên. Ngay khi hầu tử vượt qua vết nứt, đứng cùng phía với Dương Bách Xuyên thì tứ đại yêu cũng dừng lại. Bọn họ đứng cùng bên với ba tán tiên. Lúc này hai bên nhìn nhau từ xa. Thực tế trước mặt bọn họ là một cái khe, độ rộng cũng chỉ hơn 3 thước, dài chừng 20 thước, chỉ cần lắc mình một cái là có thể qua đó. Nhưng mấu chốt là hiện giờ chiến trường của hầu tử và tứ đại yêu cũng đã đến đây. Thật ra ba người đan hùng tinh cũng không cảm thấy kỳ lạ với điều này, là tứ đại yêu cố ý làm vị không muốn đến ba tán tiên bọn họ vào cung chí tôn. Mà bà người Đan Hùng Tinh cũng không muốn tứ đại yêu vào cung chí tôn. Nghĩ đến đây, Đan Hùng Tỉnh nheo mắt nhìn về phía tứ đại yêu, phát hiện lúc này Hắc Hồ căm đầu tứ đại yêu cũng đang nhìn về phía hắn ta. Hai bên đều nhìn thấy mục đích ý định tương ứng trong mắt đối phương. Giờ phút này bọn họ đều rõ ràng, muốn vào cung chí tôn thì trước tiên phải giải quyết con khi và Dương Bách Xuyên kia đã. Đối với Hắc Hồ, Cuồng Sư, Ngân Điêu, Hồng Đầu Ngô mà nói, đương nhiên bọn họ cũng muốn vào cung chí tôn, nhưng vừa rồi bọn họ cũng nhìn thấy cảnh Dương Bách Xuyên dùng một kiếm ép ba đại tán tiên phải lùi lại. Hơn nữa khi bốn người họ giao chiến với hầu tử cũng phát hiện sức mạnh của hắn ta đã tăng lên rất nhiều, lúc trước bọn họ đuổi theo hầu tử chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng mà trận chiến lúc nãy, hầu tử lại có thể cùng lúc đánh nhau với bốn người họ, dù chỉ hơi bất lợi một chút, nhưng cũng không liều mạng. Nếu hầu tử liều mạng, vậy bốn người ít nhất cũng sẽ bị hẳn ta đánh cho tơi tả, cho nên Hắc Hồ cũng nhìn về phía ba vị tán tiên.
hai bên đều nhìn thấy ý tứ trong mắt đối phương, hợp tác. Dù sao thì kẻ thù của kẻ thù cũng là bạn. Muốn vào được cung chí tôn thì giải quyết kẻ thù trước rồi nói sau. Hắc Hồ có muốn hợp tác không? Cuối cùng vẫn là Đan Hùng tỉnh lên tiếng. Đang có ý này, Hắc Hồ gật đầu. Được, hai bên chúng ta kết trận giết Dương Bách Xuyên và con khi đó, vào cung chí tôn thì phải xem cơ duyên và thực lực của các phi rồi Đan Hùng tỉnh nói. Vậy thì tốt, Hắc Hồ gật đầu, lập tức nói với Ngân Điêu, bảo các huynh đệ xuất hiện hết đi, hôm nay không trả giá lớn một chút thì không giết được con khi kia, cũng không vào được cung chí tôn nữa. Được, Ngân Điêu gật đầu, lập tức há miệng phát ra một tiếng gầm dài. Ngay sau đó một đám yêu tu xuất hiện trước cung chí tôn. Trong phút chốc có khoảng chừng 300 yêu tu xuất hiện, trong đó yêu tu cấp thấp nhất cũng đã có thực lực cấp 3, tương đương với cấp 4, 5, 6 của con người, chẳng qua yêu tu cấp càng cao số lượng sẽ càng ít. Lúc này yêu tộc vừa xuất hiện, đã chiếm ưu thế về số lượng hơn so với nhân tộc. Tán tiên chúng ta cũng xem như có một phần cơ duyên, phải ra sức, lúc này không lên còn đợi khi nào. Đan Hùng Tinh cũng lên tiếng với hơn 200 tán tiên xung quanh. Có lời của đại lão, các tán tiên khác cũng không dám do dự nữa, kéo đến. Lúc này đã có 300 yêu tu, 200 tán tiên, tổng cộng hơn 500 người. Kết trận! Kết trận! Hắc Hồ và Đan Hùng Tính lần lượt ra lệnh, hơn 500 yêu tộc và tán tiên bao vây Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ. Nhưng Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không hề cử động. Dương Bách Xuyên đang thầm hỏi Hắc Liên trong đầu, Hắc Liên, còn có thể ứng phó được không? Bây giờ hẳn vẫn phải dựa vào Hắc Liên, lục giáp kiếm vẫn còn ở trên trời, động tĩnh rất lớn, xem ra trước mắt sẽ không hạ xuống. Đối mặt với đám tán tiên và đại yêu này, Dương Bách Xuyên biết chỉ dựa vào hắn và Lục Nhĩ Mi Hầu rất khó chống cự, chỉ khi Hắc Liên hỗ trợ hẳn mới nắm chắc. Được, Hắc Liên vẫn quý chữ như vàng như trước. Nhưng một chữ được của nàng ấy khiến cho Dương Bách Xuyên cảm thấy an tâm trong lòng. Giết! Lúc này Hắc Hồ hạ lệnh. Lục Nhĩ Mi Hầu cầm đại chùy trong tay, hai mắt đỏ ngầu, hét lớn rồi xông lên, bạo phát. Đồ long kiếm trong tay Dương Bách Xuyên lóe sáng, trong lòng xuất hiện một trận pháp bát trược, sấm sét bao quanh, nhưng hẳn cũng không thèm quan tâm. Bát hoang! Lôi đình chí tôn! Thu hồi kiếm lại, thi triển thần thông chí tôn trên núi chí tôn để gọi sấm sét đến. Ầm ầm ầm, gào. Tứ đại yêu và ba đại tán tiên Đan Hùng Tinh cũng rít gào, hợp thành trận pháp chỉ dẫn chúng yêu và tán tiên công kích Dương Bách Xuyên và Hầu Tử. Xung quanh trời đất rung chuyển, chém giết không ngừng. Năng lượng mạnh mẽ dao động khắp núi Chí Tôn. Tần tiên và yêu tộc liên hợp kết trận, tập trung tất cả sức mạnh để công kích Dương Bách Xuyên và Hầu Tử. Nhưng vào lúc này, Dương Bách Xuyên và Hầu Tử cũng bắt đầu chém giết. Trước sức mạnh tuyệt đối, trận pháp và số lượng đều trở nên vô dụng. Dương Bách Xuyên có sức mạnh của Hắc Liên giúp được, thúc giục tất cả sức mạnh bùng nổ, thần thông thập nhị chí tôn dẫn theo sấm sét, công kích quy mô lớn, sấm sét cùng với sức mạnh kiếm pháp của Hắc Liên, phá hủy ra lỗ hổng đầu tiên trong trận pháp. Khung cảnh hỗn loạn thảm thiết, từng đợt tán tiên và yêu tu tan thành mây khói. Nhưng dù sao cũng có tứ đại yêu và ba tán tiên cấp 6 đỉnh hợp lực tấn công, pháp thể của Dương Bách Xuyên biến mất, Hầu Tử phải lùi về sau. Trong trận đối đầu đầu tiên, Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu hợp lực đánh lui yêu tu và tán tiên, hai bên vẫn giữ khoảng cách như cũ. Sau đó không ngừng chém giết, mặc dù không có thiệt hại nghiêm trọng nhưng cũng không dễ dàng gì. Nhưng Dương Bách Xuyên và Hầu Tử bộc phát sức mạnh, tứ đại yêu và ba đại tán tiên có thể chống đỡ và né tránh sự tấn công của hai người, nhưng những yêu tu và tán tiên bình thường lại không thể né tránh hay chống đỡ. Sau khi giao đấu vài lần, bị Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu giết hơn một nửa, số lượng hai bên cộng lại cũng không đủ 100 người. Nhưng Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không hề dễ dàng. Điều khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy vô sỉ chính là, dù là ba đại tán tiên hay tứ đại yêu thì trong lúc giao chiến, bọn họ đều lấy yêu tu và tán tiên dưới trướng ra làm vật hy sinh, mấy lão bất tử đều thuận lợi trong trận pháp, ra ám chiêu. Đánh lén thành công mấy lần, khiến cho Dương Bách Xuyên và Hầu Tử rất vất vả. Bọn họ đều đang dùng chính thuộc hạ của mình để chém giết, bảo toàn mạng của chính mình. Điều này khiến cho Dương Bách Xuyên cảm thấy rất vô sỉ. Cũng không biết đã rằng có bao lâu, dù là tán tiên hay là yêu tu, lúc chỉ còn lại hơn 100 người, cuối cùng cũng đã biết sợ, bắt đầu từng người một bỏ chạy khỏi chiến trường. Lúc này trận pháp cũng đã tan biến. Quả thật những tán tiên và yêu tu tầm thường cũng muốn vào cung chí tôn, có được cơ duyên lớn,
nhưng điều kiện tiên quyết là phải còn mang. Trận chiến kết thúc, 100 tán tiên cùng yêu tu còn lại ý thức được mấy đại lão bên trên không có cống hiến gì, luôn lấy bọn họ ra làm bia đỡ đạn, ai sẽ làm chuyện này? Liền dứt khoát rút lui. Không ai muốn chết, Dương Bách Xuyên và con khi quá đáng sợ. Đặc biệt là Dương Bách Xuyên thường xuyên ra tay bằng kiếm, ngay cả các đại lão cũng không dám cưỡng đoạt kiếm của hắn, huống chỉ là yêu tu và tán tiên bình thường như bọn họ chứ. Sau khi yêu tu và tán tiên bỏ chạy, trận pháp bị phá hủy, tứ đại tu yêu và ba đại tán tiên đứng ở phía trước, mỉm cười với con khi bị thương và Dương Bách Xuyên với vết máu trên khóe miệng. Ha ha ha, bọn họ gần như kiệt sức rồi. Hắc Hồ, chúng ta cùng lên đi, lần này chúng ta có thể giết cả hai người. Đan Hùng tỉnh cười và nói. Ta cũng nghĩ vậy, đôi mắt Hắc Hồ lấp lánh. Ha ha, mấy lão bất tử đến đi, ta thật khinh thường mấy tên khốn các ngươi, chỉ biết nấp sau lưng yêu tu và tán tiên bình thường để ra ám chiêu. Mấy lão già khốn kiếp này, muốn tiêu hao sức mạnh của bọn ta sao? Mơ đi, cho dù ta chỉ còn một hơi thở cũng có thể một kiếm chém chết các ngươi, đến đi. Dương Bách Xuyên giơ kiếm hét lên. Trên thực tế, sức mạnh trong cơ thể hắn đã cạn kiệt, ngay cả sức mạnh của Hắc Liên cũng đã đưa ra cảnh báo, lúc này hắn chỉ đang lừa mình dối người mà thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng ở trong hoàn cảnh tương tự như hắn. Tuy nhiên, khi hắn hét lên những lời này, ba lão bất tử và tứ đại yêu thực sự có chút sợ hãi trước Dương Bách Xuyên, cuối cùng họ không dám tiến lên, không còn cách nào, kiếm khí trong tay Dương Bách Xuyên quá mạnh rồi. Trong lúc nhất thời, hai bên lâm vào bế tắc. Mà Dương Bách Xuyên trong lòng đổ mồ hôi, hắn đã sớm nghĩ tới, nếu như mấy lão bất tử xông tới, hắn chỉ có thể để Mai Tỷ cùng Tiểu Phượng Hoàng trong không gian của Bình Càn Khôn ra ngăn cản, sư phụ của hắn đang đúc lại thiên thể, không thể làm phiền ông. Đây là bổn phận của một đệ tử. Ngay lúc song phương đang bế tắc, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, Dương Bách Xuyên theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trong lỗ ngũ sắc trên bầu trời đã xuất hiện một bàn tay. Một bàn tay khổng lồ che phủ bầu trời và mặt trời. Cũng bao lục giáp kiếm trong lòng bàn tay. Mà lục giáp kiếm bùng phát ra ánh sáng xanh, đỏ và trắng, run rẩy, như thể đang vùng vẫy trong bàn tay khổng lồ nhưng không thể thoát ra được. Đồng thời, một áp lực khiến mọi người cảm thấy hồi hộp lan rộng khắp toàn bộ núi Chí Tôn. Dương Bách Xuyên biến sắc thay đổi khi nhìn thấy cảnh tượng này, hiển nhiên là một cường giả đến từ tiên giới đã ra tay và muốn lấy đi lục giáp kiếm. Hắn biết rằng nếu lục giáp kiếm bị lấy đi bởi bàn tay khổng lồ đang che trời đó thì mọi chuyện sẽ gặp rắc rối. Mà dưới áp lực này, trong lòng Dương Bách Xuyên có chút muốn quỳ xuống, nhưng hẳn buộc mình phải kìm lại, không cho phép hẳn quỳ xuống. Trước đó sư phụ đã nói với hắn, không được phép dễ dàng quỳ xuống, cho dù đó là thiên đạo. Dương Bách Xuyên, người có sức mạnh xoay chuyển vũ trụ và tạo ra những thứ tốt đẹp, nhìn chằm chằm vào áp lực khổng lồ và nhìn lục giáp kiếm đang vùng vẫy trên bầu trời sắp bị một bàn tay khổng lồ chèn ép. Lúc này, bên tai hẳn vang lên một loạt tiếng răng rắc, nhưng hẳn phát hiện dưới áp lực cực lớn này, tứ đại yêu tu và ba đại tán tiên ở phía đối diện vết nứt đều quỳ trên mặt đất. Chỉ có Lục Nhĩ Mi Hầu bên cạnh là không quỳ xuống, nhưng lúc này trông hẳn ta rất hung dữ, hai mắt đỏ hoe, hiển nhiên là dù có cố gắng thế nào cũng không thể quỳ xuống. Gầm. Khoảnh khắc tiếp theo, Lục Nhĩ Mi Hầu phát ra một tiếng gầm, nhưng toàn thân hẳn ta tỏa ra năng lượng, và có những giọt máu rỉ ra từ dưới bộ lông vàng. Ngay sau đó, toàn bộ lông trên người Lục Nhĩ đều rụng hết, lộ ra làn da màu đồng, một đường sọc trên người đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt, những đường này hiện lên như ảo ảnh, chiếu sáng toàn thân Lục Nhĩ. Nó giống như một cái kén bao bọc hoàn toàn cơ thể Lục Nhĩ Mi Hầu, sau đó biến thành một cái kén lớn màu vàng, một cái kén lớn vẫn đứng thẳng và không quỳ xuống. Về phần Dương Bách Xuyên, dưới áp lực này, hai chân của hẳn đã bắt đầu khuỵu xuống, hẳn biết nếu cứ tiếp tục như vậy, hẳn sẽ không chịu nổi. Nhưng sau khi nhìn thấy tình cảnh của Lục Nhĩ, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy trong lòng có một ý chí kiên cường. Ha, lão tử không quỳ thì sao chứ? Dương Bách Xuyên gầm lên. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng vàng của hoa văn càn khôn trên cánh tay trái của hẳn lóe lên, nhưng một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể hẳn, áp lực bao trùm cơ thể hắn hoàn toàn biến mất. Ha ha! Dương Bách Xuyên mỉm cười. Nhưng vào lúc này, lại có một tiếng gầm khác từ trên trời rơi xuống, lục giáp kiếm trông như sắp bị bàn tay khổng lồ đó nắm lấy hoàn toàn. Bùm! Tiếng nổ của lục giáp kiếm vang vọng khắp bầu trời, nhưng nó giống như một tiếng gào thét. Bùm! Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng phát ra từ cung Chí Tôn.
sức mạnh tiên nhân xuyên qua thiên địa đột nhiên tiêu tan. Sau đó, một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ Cung Chí Tôn, hừ, kiếm của bổn tôn là thứ ngươi có thể động vào sao? Âm thanh chém cuối cùng rất dài, nhưng sau khi rút lui, một tia sét màu tím trong Cung Chí Tôn bay lên trên mây và tiến vào lục giáp kiếm. Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy rõ ràng điều này, tia sét màu tím đó chứa một linh hồn mạnh mẽ. Sư phụ! Dương Bách Xuyên vui mừng khôn xiết, nhưng hắn không thể nhận ra giọng nói đó là của Vân Thiên Tà. Xem ra lúc này ông vẫn đang mang theo thần lực, xét về động lượng thì mạnh hơn bàn tay khổng lồ trên bầu trời hay chủ nhân của bàn tay khổng lồ rất nhiều. Và khi tia sét màu tím được đưa vào lục giáp kiếm, ba màu của lục giáp kiếm chói sáng, kiếm khí nổ tung, lần lượt khuấy động bầu trời, xuất hiện những vết nứt trong không gian. A hát! Một tiếng hét phát ra từ sâu thẳm bầu trời, và bàn tay khổng lồ hoàn toàn bị nghiền nát bởi kiếm khí vạn trượng của lục giáp kiếm. Là, lục giáp đạo kiếm thuật, ngươi là. Lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng hoảng sợ, giống như giọng nói của một ông già, dường như đối phương cũng nhận ra sư phụ hắn từ lời nói cũng như cách cầm kiếm của ông. Tràn đầy khủng bố không gì sánh được. Cút, một tiên quân bé nhỏ ở tiên giới mà cũng xứng đáng gọi tên bản tôn sao, về nói với chủ tử ngươi chờ đi. Bổn tôn sẽ đi tìm hắn ta. Vào lúc này, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng nhìn thấy một ông già mặc đạo bào màu trắng, với khí chất cực kỳ tao nhã và bất tử, lơ lửng trên bầu trời phía trên Cung Chí Tôn. Không phải chính là sư phụ sao? Chỉ thấy lão già nói xong, tùy ý vung tay lên, đại động ngũ sắc trên bầu trời đóng lại, ánh sáng ngũ sắc biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, lục giáp kiếm vung xuống, xuất hiện ngay dưới chân ông. Bao kiếm màu xanh và đỏ biến thành một nam một nữ hầu hạ trái phải. Đúng là tư thái thần tiên. Dương Bách Xuyên có vẻ hơi ghen tị. Còn chủ nhân của bàn tay khổng lồ phía trên bầu trời cũng biến mất, rõ ràng là đã bị ong hù dọa. Lục nhĩ mi hầu biến thành một cái kén lớn màu vàng với những sọc sáng bóng. Ba đại tán tiên và tứ đại yêu đều ngã xuống đất, trở thành một vũng bùn dưới áp lực vừa rồi. Có vẻ như sư phụ hắn đã hoàn thành việc đút lại tiên thể của mình. Thế là xong. Khoảnh khắc tiếp theo, ông lão cầm kiếm lao tới và đáp xuống trước mặt Dương Bách Xuyên. Sư phụ, người, hai mắt Dương Bách Xuyên có chút đỏ lên. Vân Thiên Tà lúc này mới mỉm cười nói, vi sư đã đúc xong tiên thể, vất vả cho con rồi. Không vất vả, đệ tử vui mừng cho người Dương, Bách Xuyên nói, trong mắt hiện lên nước mắt. Đầu tiên, hắn thực sự mừng cho ông, cuối cùng ông cũng có thể rời khỏi bình càn khôn, đúc lại tiên thể. Mà hắn cũng đã hoàn thành lời hứa lúc trước với ông. Thứ hai, sở dĩ Dương Bách Xuyên bật khóc là vì hắn biết sau khi ông đúc lại tiên thể sớm rời đi, sư phụ và đồ đệ sẽ chia tay nhau. Thành thật mà nói, hắn thực sự không thể chịu đựng được. Sao ngươi lại khóc, tiểu tử thối? Vi sư phải về tiên giới làm một vài chuyện nên làm, con cũng sẽ phi thăng sớm thôi, sau này có duyên tự nhiên sẽ gặp lại ở tiên giới, người tu đạo phải tiêu sái, tiểu tử ngươi là một người trọng tình cảm. Sau này nên khắc chế ở phương diện này. Con hiểu rồi. Trong khi hai vị sư đồ nói chuyện, ba vị tán tiên ở phía bên kia vết nứt dường như đã lấy lại được chút sức lực, đứng dậy và lặng lẽ rút lui. Tứ đại yêu theo sát phía sau, chỉ mong muốn biến mất ngay lập tức. Bọn họ đều nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, ông già mặc áo trắng xuất hiện lúc này thực ra là sư phụ của Dương Bách Xuyên, người đi ra từ Cung Chí Tôn không biết ông là ai. Nhưng bọn họ biết ông là người có thể giết chết bạn họ ngay bây giờ. Tuy nhiên, khi Vân Thiên Tà và Dương Bách Xuyên đang nói chuyện, hai lưỡng sáng rực rỡ từ trong mắt họ phóng ra, hướng thẳng về phía ba đại tán tiên rời đi trước. Ahhhh! Khoảnh khắc tiếp theo, ba đại tán tiên hét lên và biến mất trong không khí. Tứ đại yêu sợ hãi đến mức quỳ xuống đất. Tiền bối, xin tha mạng. Mọi người dập đầu không ngừng. Sư phụ, tạm thời giữ lại tứ đại yêu đi. Bọn họ có ân oán với Lục Nhĩ, đợi Lục Nhĩ tỉnh lại rồi tính đi. Dương Bách Xuyên chấn động khi thấy sư phụ có thể tiêu diệt ba đại tán tiên cấp 6 cùng một lúc, lên tiếng nói ông tạm thời giữ lại mạng của tứ đại yêu, giao cho Lục Nhĩ xử lý. Được rồi, Lục Nhĩ mi hầu này không tầm thường, còn có thể kết giao với hắn cũng tốt. Vân Thiên Tà vừa nói vừa tùy tiện vung tay lên, tứ đại yêu quái đều cứng đờ trên mặt đất, vẫn duy trì dáng vẻ dập đầu. Sau đó Vân Thiên Tà tiếp tục nói chuyện với Dương Bách Xuyên, giải thích cho hắn biết về tu vi của thần thông thập nhị tán tiên, đồng thời cũng nói cho hắn biết về việc phi thăng. Hai sư đồ nói chuyện suốt 3 ngày. Sau ngày thứ 4, Vân Thiên Tà nói, được rồi,
vi sư phải đi rồi, sự xuất hiện của vi sư đã khiến cho một số người sốt ruột, tiên giới còn có sư huynh sư tỷ và sư mẫu của con, họ đều cần vi sư. Tiểu tử, con phải nhớ kỹ lời vi sư nói, bình càn khôn là đảm bảo lớn nhất cho con sau này, nhất là sau khi lên tiên giới, không thể để lộ ra ngoài, hãy nghiên cứu thêm về bình càn không, mặc dù vi sư chưa từng thấy có sinh linh nào tồn tại trong bình càn không, nhưng cảm giác có gì đó trong bình càn không. Mặc dù vi sư không cảm nhận được rõ ràng lắm, nhưng cảm nhận được sau này con sẽ đi một con đường không tầm thường. Hãy bảo trọng, vi sư đi đây. Vân Thiên Tà nói xong rồi biến mất, ngay sau đó, trên bầu trời có tiếng gầm vang lên, ánh sáng vàng kim và một cánh cổng nhiều màu sắc xuất hiện, khi Dương Bách Xuyên nhìn vào, ông lóe lên và biến mất. Đồ nhi cung tiến sư phụ, Dương Bách Xuyên lần này lễ phép quỳ xuống, cúi đầu hành lễ trước nơi Vân Thiên Tà biến mất. Giọng nói của hắn run rẩy, hai hàng nước mắt rơi xuống, tuy không phải là sự chia cắt giữa sự sống và cái chết, nhưng Dương Bách Xuyên biết rõ, lần này sư phụ đến tiên giới không biết khi nào mới có thể gặp lại, quả thật không nỡ. Tầm nửa ngày sau, tới khi Dương Bách Xuyên ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt có một tấm ngọc giản đang lơ lửng giữa không trung. Dương Bách Xuyên vươn tay bắt lấy tấm ngọc giản, lòng ấm áp vô cùng, hắn biết đây là thứ ông già để lại cho hắn trước khi rời đi, khả năng cao là có liên quan tới Chí Tôn Cung. Trước kia ông già thường bảo ở đạo trường trên đảo Tán Tiên nhiều bảo bối, có dịp sẽ lấy cho mình vài món, ban nấy chỉ lo tạm biệt ông già mà quên bén mất chuyện này. Xem ra tấm thẻ bài bằng ngọc này chính là thứ mà ông già nói rồi. Hắn liếc nhìn Lục Nhĩ Mỹ Hầu, hiện y vẫn còn nằm trong chiếc kén khổng lồ màu vàng, trong một thời gian ngắn hẳn sẽ không phá vỏ chui ra được. Lần này còn khi thế mà trong cái rủi lại có cái hên, nhờ chạm trán uy áp to lớn đó mà vô tình bước vào con đường tiến hóa. Về phần bốn con đại yêu, có vẻ chúng đã bị ông thi pháp, cưỡng chế đứng yên tại chỗ. Kỳ thật, Dương Bách Xuyên vô cùng tò mò, không biết ông già đã dùng bí pháp gì, nhưng hắn là một dạng pháp thuật thuộc nhóm thuật định thân. Là một người sinh ra dưới lá cờ đỏ, từ nhỏ Dương Bách Xuyên đã bắt gặp rất nhiều kiểu pháp thuật tương tự trong tiểu thuyết hoặc các bộ phim thần thoại, hơn nữa còn rất hãm mộ người có phép này. Trông bình thường vậy thôi, nhưng thuật định thân lại được chia vào nhóm pháp thuật cấp cao đấy. Và chỉ sau khi Dương Bách Xuyên bắt đầu tu chân thì mới ngộ ra được nguyên nhân tại sao lại chia như vậy. Với chiêu thức của tu chân giả, hay đúng hơn là tu vi của hẳn hiện tại, tất nhiên cũng có cách khiến người khác không tài nào cử động được. Nhưng nếu áp dụng trong thực chiến sẽ rất rườm rà, vì cần phải điều động lượng thần hồn và pháp lực cực lớn để cưỡng chế đàn áp hoặc phong ấn đối phương, từ đó đạt được mục đích định thân, khiến đối phương không nhúc nhích nổi. Chứ chẳng thể nào nhẹ nhàng được như ông già. Chỉ cần tùy tiện vung tay một phát, còn chưa cảm nhận được dao động pháp lực mạnh mẽ nào thì bốn đại yêu đã đứng đờ ra tại chỗ rồi. Nhớ lại thì lúc ấy, Dương Bách Xuyên loáng thoáng cảm nhận được khi ông già vẫy tay, có vẻ trời đất cũng rung chuyển theo, nghĩ kỹ lại thì hắn là có liên quan tới sức mạnh của pháp tắc thiên địa. Nhưng suy cho cùng vẫn chưa biết được ông già đã dùng cách nào để khiến bốn đại yêu chẳng nhúc nhích nổi, từ đó đạt được hiệu quả định thân. Đúng thế. Theo những gì Dương Bách Xuyên hiểu về pháp thuật định thân thì hắn cho rằng đó là một phép thần thông cao siêu, chứ tuyệt đối không phải cái kiểu có thể dễ dàng khiến người khác bất động bất cứ lúc nào như trên truyền hình mà hẳn từng xem. Tỷ như thuật định thân của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, cũng là pháp thuật mà hẳn ấn tượng sâu sắc nhất. Thông thường, Tôn Ngộ không chỉ cần giơ ngón tay chỉ về phía yêu quái, đồng thời hét lên một tiếng định, thế là yêu quái không tài nào cử động nối nữa. Nhớ hồi đó hắn còn thường xuyên ảo tưởng rằng bản thân cũng dùng được thuật định thân. Dương Bách Xuyên chìm vào dòng suy nghĩ miên man, mắt lơ đãng đảo quanh, đám tán tiên và yêu tu đã sớm bỏ chạy sạch bách, trước đó bị giết nhiều nên sợ vỡ mật rồi, giờ đoán chắc có cho vàng cũng chẳng ai dám ở lại núi Chí Tôn nữa. Chí Tôn cung phía sau lưng cũng đã biến thành một bãi phế liệu, trước đó ông già làm dữ quá, hết dành lại tiên lực tới cướp đoạt linh khí thiên địa của đảo tán tiên. Dù tòa nhà có kiên cố cỡ nào cũng chẳng chịu nối thứ sức mạnh khổng lồ như vậy, thế nên chờ tới khi ông già đúc xong tiên thể, Chí Tôn cung cũng bị hủy hoại triệt để. Dương Bách Xuyên nhìn bên này, lại ngó bên kia, trước mắt vẫn chưa biết khi nào thì Lục Nhĩ Mỹ Hầu sẽ tiến hóa xong, thế nên hắn định kiểm tra thử xem rốt cuộc tấm ngọc giản ông già để lại trước khi đi là cái gì. Thần thức tiến vào ngọc giản, kế tiếp, một giọng nói ấp úng vang lên trong đầu hắn, khụ khụ, thằng nhóc thối này. Trước kia vi sư từng hứa với con sẽ cho con vài món chí bảo cất trong đạo trường trên đảo Tán Tiên nhỉ. Chỉ là xem ra lần này vi sư phải thất hứa rồi. Khụ khụ,
quả thật trong Chí Tôn Cung có rất nhiều thiên tài địa bảo do vi sư tích góp được, nhưng quá trình đúc tiên thể lại hao tổn nhiều bảo vật hơn dự tính. Thế nên, ha ha, không còn đồ gì để tặng lại cho con nữa, có điều. Trong Chí Tôn Cung vẫn còn một con linh điểu, con chim này do vi sư bắt được từ một cấm địa ở tiên giới đấy, tuy con quỷ. Đó có hơi, đáng ghét, nhưng quả thật không hề tầm thường, con chim đó. Khụ khụ, tóm lại là tặng cho con đấy. Trong bụng linh điểu có nhiều thứ tốt lắm, chỉ cần con đủ bản lĩnh là sẽ có được mọi thứ mà con muốn từ bụng nó. Tạm thời như vậy ha, nói ngắn gọn là. Tặng cho con, lần này vi sư thất hứa, tương lai con tới tiên giới, vi sư nhất định sẽ bồi thường thỏa đáng. À, đúng rồi, thằng nhóc thối nhà con đừng có đánh chết hay nướng con chim đó lên ăn ha. Dương Bách Xuyên biết đây chỉ là giọng nói mà ông già chết tiệt thu sẵn từ trước chứ không phải thần. Thức của ông. Nhưng cậu không để tâm, trái lại trong lòng còn thấy rất cảm động, cũng không để ý, ngược lại thì nội tâm đính cảm động. Hắn lẩm bẩm, ông già chết tiệt, con là đồ đệ của sư phụ mà, ngại ngùng làm gì không biết. Thất hứa mà thôi, con cũng đâu quấn lấy sư phụ ăn vạ thiên tài địa bảo của người cho bằng được chứ, cần chỉ phải ngại ngùng. Dương Bách Xuyên biết ông già nhà mình là người nói lời giữ lời, lại hay sĩ diện, tuy mình là đồ đệ của ông. Nhưng ông già vẫn sẽ thấy xấu hổ khi không thể giữ lời hứa với mình. Vì vậy mới phải dùng ngọc giản để nói với mình. Dương Bách Xuyên không chỉ không giận, trái lại còn cảm động đến rối tinh rối mù. Tuy ông già nói thiên tài địa bảo trong Chí Tôn cũng đều đã bị ông già dùng để đúc lại tiên thể hết, nhưng vẫn cố gắng để lại cho mình một con linh điểu đó thôi. Lúc này, Dương Bách Xuyên cho rằng nếu đã là linh điểu mà ông già cố tình để lại, hẳn sẽ không hề tầm thường, thế nên vô cùng mong chờ. Nhưng ngay lúc Hân định tiến vào Chí Tôn Cung để tìm vì theo lời ông già nói thì linh điểu đang ở bên trong, nhưng chẳng hiểu tại sao, sau khi xem lại một lượt lời dặn dò của ông già, Dương Bách Xuyên lại thấy có gì đó là lạ. Giọng điệu của ông già chết tiệt không đúng, giống như đang chột dạ vì để lại cho mình một tai họa lớn, không tài nào quản nổi ấy. Sau đó, Dương Bách Xuyên vội lắc đầu, tự mắng chính mình, dù sao ông già chết tiệt cũng là sư phụ, không thể nào hãm hại đồ đệ mình được. Đừng có lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử nữa. Dứt lời, hắn phất tay một cái, thả Mai Tỷ, Thiên Hồ, Tiểu Phượng Hoàng, Trồn Con và Vượng Tử ở trong không gian Bình Cần Khôn ra. Nếu dự định tiến vào Chí Tôn Cung, tuy bốn đại yêu đã bị ông già kiềm chân, đợi khi nào Lục Nhĩ Mỹ Hầu tỉnh lại sẽ thẩm phán họ, nên tạm thời không có gì nguy hiểm. Nhưng suy cho cùng Lục Nhĩ Mỹ Hầu cũng đang tiến hóa, tuyệt đối không thể bị người khác quấy rầy. Vì vậy Dương Bách Xuyên mới thả nhóm Mai Tỷ ra làm vệ sĩ cho Lục Nhĩ Mỹ Hầu, thế thì sẽ yên tâm hơn. Sau khi thuật lại sơ lược những tình tiết quan trọng sau cuộc chiến cho Mai Tỷ nghe, Dương Bách Xuyên chuẩn bị tiến vào Chí Tôn Cung, đi tìm linh điểu ông già để lại. Đúng lúc này, Mai Tỷ lại bảo, để Tiểu Phượng Hoàng đi cũng đi. Thôi khỏi, mọi người hãy ở lại bảo vệ Lục Nhĩ, Chí Tôn Cung sắp sụp tới nơi, không còn bất cứ trận pháp nào, nên chẳng có gì nguy hiểm cả đâu. Sẵn tiện đề phòng đám tán tiên đó quay lại luôn, Dương Bách Xuyên từ chối. Hắn cực kỳ coi trọng sự an toàn của Lục Nhĩ, nếu đã bảo xem Lục Nhĩ là huynh đệ, vậy hai người họ chính là huynh đệ, rất có thể, sau trận chiến này, hai người họ sẽ kết bái huynh đệ đấy. Chít chít, Trồn Con vừa kêu rối rít vừa nhảy lên vai Dương Bách Xuyên, tỏ ý quyết tâm muốn cùng Dương Bách Xuyên vào bên trong. Thế cho Trồn Con đi chung với, nếu không ta sẽ lo lắng, Mai Tỷ mở miệng khuyên. Lần này, Dương Bách Xuyên không từ chối mà gật đầu, thôi được rồi, vậy mọi người nhớ cẩn thận, tôi sẽ quay lại sớm thôi. Sau đó, hắn dẫn theo Trồn Con bước vào cổng lớn của Chí Tôn Cung. Nhìn từ bên ngoài, cổng lớn của Chí Tôn Cung vẫn còn lành lặn, nhưng vừa bước qua ngạch cửa, tiến vào bên trong, Dương Bách Xuyên chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên, vì tất cả cung đình lầu các đều đã sụp đổ hết, nhìn sơ chẳng còn chỗ nào hoàn chỉnh. Ông già chết tiệt đã làm cái quái gì vậy chứ? Tính ra mình còn định ghé hai gian để bảo bối tìm thử xem còn gì dùng được nữa không, nhưng theo cái đà này thì chắc là không rồi. Dương Bách Xuyên lầm bầm. Chít chít. Đúng lúc này, Trồn Con bỗng kêu một tiếng, như hỏi, tan hoang thế này thì biết đi đâu tìm linh điểu đây. Cũng đúng, ông già chết tiệt đó chẳng nói rõ ràng gì hết, linh điểu trông ra sao. Phải đi đâu tìm chứ? Diện tích của Chí Tôn Cung rất lớn, còn là một nơi có sông có núi. Ông già lại chẳng thèm miêu tả sơ qua dáng vẻ linh điểu cho hắn biết, thế nên giờ mà muốn tìm một con chim ở đây cũng chẳng phải chuyện gì dễ dàng. Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa phóng thần thức ra khắp bốn phía. Sau khi điều tra một vòng,
thần thức không phát hiện bất cứ sinh vật nào hết, mà cũng đúng, giờ Chí Tôn Cung đã tan hoang như vậy, dù ban đầu có sinh vật sống bên trong thật thì e là cũng chạy biến mất rồi. Nhưng Dương Bách Xuyên tin tưởng ông già nhà mình, nếu ông ấy đã nói để lại cho mình một con linh điểu, vậy chắc chắn sẽ không có chuyện nói bừa lừa hắn đâu. Thế là hắn quyết định đích thân đi tìm, sau đó hắn và chồn con cùng xông vào khu tàn tích, tìm từng nơi một. 4. Năm canh giờ trôi qua, đừng nói là linh điểu, tới một cọng lông chim còn chưa thấy nữa là. Ngay lúc Dương Bách Xuyên cho rằng linh điểu đã sớm bỏ chạy, định từ bỏ, bên tai bỗng nghe loáng thoáng tiếng khóc tức tưởi. Hu hu, đồ đàn ông phụ tình, vô lương tâm, dám bỏ lại mình ta mà đi. Hu hu hu, lão già khốn nạn, không biết xấu hổ, đi thì đi đi, sao phải hủy hoại cung điện làm gì, báo hại ta mất luôn chỗ ở duy nhất. Hu hu hu, Chí Tôn cái chó gì chứ, nói mà không giữ lời gì cả, rõ ràng nói sẽ có đồ đệ tới dàn xếp, chăm sóc cho ta, người đâu? Người đâu rồi, ở đâu chứ? M. Thanh Dương Bách Xuyên nghe thấy có vẻ được truyền tới từ một điểm cách nơi hẳn đứng tâm trăm thước, thế là vội vàng chạy tới đó cùng chồn cao càng lại gần, tiếng khóc la càng thêm rõ ràng. Nhưng điều khiến hắn thấy lạ là rõ ràng đó là giọng của nam, nhưng cách mắng chửi với khóc lóc lại giống hệt như một oán phụ bị đàn ông ruồng bỏ vậy. Hắn nghĩ thầm trong lòng, hẳn là ông già sẽ không lén lút bao dưỡng. Cậu trai nào đó ở Chí Tôn Cung đâu nhỉ? Nghĩ đến đây, họ Dương bỗng thấy ớn lạnh cả người. Hắn vội lắc đầu nguầy nguậy, ném suy nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu, với cái tính ngang ngược của ông già, hẳn là sẽ không thích đoạn tụ đâu. Hắn lại thả thần thức ra thăm dò, nhưng vẫn chẳng phát hiện người nào ở chỗ đó cả. Nhưng âm thanh vẫn vang lên rõ mồn một, cuối cùng hắn chỉ đành dẫn theo chồn con chạy tới nơi phát ra âm thanh. Hai người cứ thế chạy đến cạnh một đầm nước, cảnh vật xung quanh non xanh nước biếc, không hề tệ chút nào. Vấn đề là tìm khắp bốn phía cũng chẳng thấy nổi một bóng người. Thậm chí tới một cọng lông cũng chẳng có. Thần thức cũng không phát hiện ra bất cứ sinh vật nào cả. Không đúng, rõ ràng chỉ ở quanh đây thôi mà, sao lại không thấy chứ? Dương Bách Xuyên liếc mắt nhìn quanh, miệng lẩm bẩm. Vừa dứt câu, trên đỉnh đầu bỗng truyền tới một giọng nói, nè, nhóc con, nhóc chính là đồ đệ của lão già khốn nạn Vân Thiên Tà kia hả? Giọng nói bất chợt đó dọa Dương Bách Xuyên giật cả mình. Hẳn vội ngẩng đầu lên xem thử. Đập vào mắt là một con chim đang đậu trên nhành đại thụ. Quả đen. Dương Bách Xuyên vô thức thốt ra hai chữ quả đen, bởi lúc ngẩng đầu lên, hắn đã nhìn thấy một con chim đen thùi lùi, còn chẳng lớn hơn con quả bao nhiêu. Nhóc, nhóc mới là quả, cả nhà nhóc đều là quả, ông đây là... Là, ông đây là ai vậy, sao ông đây lại quên mất mình là loài chim gì rồi? Con hắc điểu bị một tiếng quả đen của Dương Bách Xuyên chọc giận. Bực bội nả súng liên thanh vào mặt Dương Bách Xuyên, ra sức phản pháo lại, nhưng ngay lúc nó há miệng nói ông đây là. Đúng ngay lúc sắp xưng tên báo thân phận, thì kết quả lại. Nó rơi vào trầm tư, vì chính nó cũng không nhớ nổi mình là ai nữa rồi. Dương Bách Xuyên ngây người nhìn con chim trông như con quả kia chầm chầm, chờ nó báo tên báo họ. Mãi một lúc lâu sau, con hắc điểu kia vẫn còn đang lẩm bẩm, ông đây là ai, rốt cuộc là người nào. Hết như rơi vào một cái vòng luẩn quẩn không hồi kết. Điều này khiến mặt mày Dương Bách Xuyên xa xăm, hắn nhủ thầm trong lòng, xem ra là một con chim đầu óc có vấn đề. Không còn nghi ngờ gì nữa, con hắc điểu đang đậu trên cây kia chính là linh điểu mà ông già bảo để lại cho mình. Có điều nhìn con chim đen thui thủi lùi chẳng khác nào con quả trước mặt, lại thêm cái tật không tài nào nhớ nổi tên tuổi, thân phận của mình, thú thật Dương Bách Xuyên không thể nào liên hệ nó với hai chữ linh điểu. Nhưng nếu con chim này đã gọi chúng tên ông già ngay từ giây phút hai người vừa chạm mặt, chứng tỏ. Nó chính là linh điểu mà ông già chết tiệt nhắc tới rồi. Chít chít. Chồn con há miệng kêu lớn, như đang cười nhạo con chim đen đúa này, đồng thời nói với Dương Bách Xuyên rằng xem ra con này bị tâm thần mất rồi. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên vô cùng tán đồng cách nói của chồn con, thoạt nhìn con chim đen như quả kia có vấn đề về đầu óc thật. Nếu nhìn sơ qua... Đúng là con hắc điểu đậu trên cành cây bên trên đỉnh đầu trông không khác quả đen là mấy, nhưng sau khi xem kỹ lại, Dương Bách Xuyên bỗng phát hiện có điểm khác thật. Đầu tiên, con người của con chim này có màu tím, ngoài ra còn có thêm ba vòng sáng nhỏ, khác hẳn với loài chim bình thường. Tiếp theo, cách sắp xếp của lông vũ trên người nó trông như những hàng chữ được khắc lên, hơn nữa nhìn qua là biết bẩm sinh đã có, khác biệt cuối cùng nằm ở chân con chim, hay nói đúng hơn là ở phần cựa, vì nó có tận 6 cựa.
phải biết là những con chim bình thường chỉ có tầm 4 cửa, 3 trước 1 sau, thế mà con hảo điểu này lại có tận 6 cửa, 5 trước 1 sau. Vì vậy, sau khi quan sát tỉ mi, Dương Bách Xuyên công nhận con chim này không phải quả. Trong lúc hắn và chồn con nói chuyện qua lại, hắc điểu trên cây bỗng hét lớn một tiếng, a, à, ông đây nhớ ra rồi, ông đây là chim thần ma số 1 tam giới, ha ha ha. Chim thần ma, chim thần ma, hửm, sao vẫn có cảm giác sai sai nhỉ? Mặc kệ, ông đây tên là chim thần ma số 1 tam giới. Con hảo điểu tự xưng mình là chim thần ma số 1 tam giới này bất chợt bật dậy, vừa nhảy vừa la rằng mình chim thần ma, sau đó lại tự tỏ ra hoài nghị, tóm lại là điên điên khùng khùng, không đầu không đuôi, thoạt nhìn đầu óc có vấn đề thật. Chít chít. Còn con ngồi xổm trên vai hắn thấy vậy thì không nhìn được mà kêu chít chít, còn giơ một chân lên che miệng. Nhưng chỉ mình Dương Bách Xuyên mới hiểu chồn con đang cười chê chim thần ma. Ai mà có rẻ, ngay giây sau con hắc điểu tự xưng là chim thần ma số 1 tam giới kia bỗng chuyển mũi dùi về phía chồn con trong ánh mắt ngạc nhiên của Dương Bách Xuyên. Lúc này, hắn mới hóa ra con hắc điểu này có thể nghe hiểu lời chồn con nói. Hừ, một oát con vắt mũi chưa sạch như ngươi mà cũng dám cười nhạo ông đây hả? Chỉ là hậu duệ của một phi thiên thần điêu nhỏ bé, đến cả tổ tông của ngươi cũng chẳng có gan cười chê ông đây, vậy mà nhóc con nhà ngươi lại dám ư? Sau này phải cung kính gọi ta một tiếng điểu ra nghe chưa, bằng không ta sẽ ăn luôn cả ngươi đấy. Danh con, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý kính dạ yêu trẻ hả? Cả thằng nhóc nhà ngươi nữa, chẳng tốt lành gì sất, sư phụ ngươi, tức lão già khốn nạn Vân Thiên Tà đấy, rõ ràng trước kia đã hứa sẽ mang ông đây ra ngoài, thề thốt rằng chỉ căn ông đây giúp lão, lão sẽ hầu ăn hầu uống ông đây cả đi, kết quả thì sao? Lão già khốn nạn đó dám để ông đây chờ tại Chí Tôn cung rác rưởi này tận mấy chục nghìn năm, hại ông đây suýt chết đói, chờ mãi mới đợi được đến lúc lão già khốn nạn đó già đi. Không ngờ lại rơi vào kết cục đánh mất thiên thể, còn mỗi nguyên thần. Vốn ta định tới tìm lão tính sở, nhưng trông thấy lão đáng thương như vậy nên ta quyết định bỏ qua. Hơn nữa còn tốt bụng truyền thụ cho lão bí pháp đúc lại thiên thể, kết quả thì sao? Lão già khốn nạn, thứ đàn ông tệ bạc, đồ con rùa rụt đầu không có lương tâm. Sau khi thành công đúc lại thiên thể, chẳng những hủy luôn Chí Tôn cung, còn nhốt ta ở đây, nói gì mà sau này hãy đi theo đồ đệ hẳn, chẳng những được ăn ngon mặc đẹp còn có người hầu hạ, người ông ta nói chính là nhóc đúng không? Nhóc con, sao giờ nhóc mới tới? Sư phụ Vân Thiên Tà của ngươi là một lo già khốn nạn không hơn không kém, ông đây thấy nhóc cũng là một thằng danh khốn kiếp, đúng là sư đồ, chẳng tên nào tốt cả. Chim thần ma giống hệt một chiếc radio, cứ ra giả không ngừng nghỉ, hệt như miệng bị lọt gió vậy. Ban đầu, Dương Bách Xuyên chỉ bình tĩnh đứng nghe hắc điểu mắng lão nhân xối xả, không ngóc đầu dậy được, còn tiện thể chắt lọc thông tin, sắp xếp lại đầu đuôi sự việc từ những lời mắng nhiếc khùng điên của chim thần ma. Có điều chưa được bao lâu, lửa đạn đã lan tới chỗ hắn. Càng nghe, họ Dương càng tức. Cuối cùng hẳn cũng biết tại sao ông già chết tiệt không dẫn con chim này theo. Miệng lọt gió cỡ này, không bị ông già giết chết là may mắn lắm rồi. Hiện tại, mặt mày Dương Bách Xuyên đã tối đen như mực, nhưng trong đầu vẫn còn nhớ rõ những lời ông già giới thiệu về con chim này trong ngọc giản, gì mà tuy có hơi đáng ghét. Nhưng tuyệt đối đừng giết chết. Lúc nghe không để ý, giờ cuối cùng cũng hiểu. Con chim rắc rối này thật sự rất lâm mồm, thậm chí tạo cho Dương Bách Xuyên cảm giác nó là một con chim bị bệnh thần kinh, thích nói điên nói khùng. Chim thần ma vẫn còn đang miệt mài mảng sư phụ và Dương Bách Xuyên xối xả. Ngay lúc Dương Bách Xuyên sắp nhìn hết nổi, chồn con đã giành trước một bước ra tay. Chít! Một vệt sáng lóe lên. Chồn con, không được. Dương Bách Xuyên thấy chồn con bất ngờ xông lên thì hoảng làm, vội hét thất thanh. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Chà ôi, đồ xúc sinh nhà ngươi, tính lấy mạng của ông đây hay gì? Chim thần ma hét thảm một tiếng, lông chim bay đầy trời. Còn bị một vuốt của chồn con đánh cho rớt khỏi nhánh cây. Dù vậy, cái mỏ của con chim vẫn không dừng lại, tiếp tục mắng xối xả. Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, hắn biết sau khi chồn con nghe thấy câu can ngăn của mình sẽ hạ trảo lưu tình, chứ không kiểu gì nó cũng xông tới giết chết chim thần ma cho xem. Bên cạnh đó, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy rất khó hiểu, nếu con hắc điểu này là chim thần ma số 1 tam giới như nó vừa giới thiệu thì tại sao lại khinh địch đến độ bị một vuốt của chồn con đánh bay? Không bàn tới chuyện con chim này có phải số 1 thật không, nhưng nếu là thứ ông già để lại thì hắn sẽ không kém cỏi tới vậy chứ nhỉ. Dương Bách Xuyên nghĩ thầm trong lòng, nhưng thực tế cho thấy con chim thần ma này yếu thật.
hóa ra chỉ là con hổ giấy. Chim thần ma cái khỉ khô. Ban đầu Dương Bách Xuyên nghĩ vậy thật, nhưng càng ngẫm lại càng thấy không đúng, hắn chợt nghĩ đến những lời điên khủng mà con chim thần ma thốt ra ban nấy, nếu hẳn nhớ không lầm thì nó nói chính nó là người đã dạy cho ông giả bí pháp đúc lại tiên thể thì phải. Thế rồi, hẳn lại nhớ tới dù mới gặp lần đầu nhưng con chim này lại có thể nhận ra ngay thân phận của chồn con, xem ra nó không hề tăm thường. Từ hai chi tiết nêu trên, có thể thấy con chim mỏ hỗn đó tuyệt đối không phải con chim bình thường. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên vội hướng mắt về phía chim thần ma vừa bị chồn con đẩy rơi xuống đất, máu tươi văng khắp nơi, miệng không ngừng gào thét kia. Để rồi nhìn thấy một cảnh vô cùng chấn động. Đó là hắn đã vô tình nhìn thấy từ miệng vết thương do chồn con cào rách trên người chim thần ma thình lình tỏa ra khí đen dày đặc, kế tiếp, miệng vết thương dần dần khép lại với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Thần kỳ hơn là, một giọt máu chảy từ người chim thần ma xuống vừa hay rớt trúng một gốc cây khô quắt. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên tận mắt nhìn thấy gốc cây héo úa bừng sáng, bắt đầu chuyển xanh, chớp mắt một cái đã cao ngang đầu người, tràn trề sức sống. Nắng hạn gặp mưa rào. Trong đầu Dương Bách Xuyên lập tức hiện ra câu nói này. Bấy giờ, con chim miệng rộng vẫn lợn chết không sợ nước sôi, gân cổ mắng chồn con chem chèm. Chít chít. Chồn con ra sức kêu gào, có vẻ là tức lâm rồi, còn bày sẵn tư thế chuẩn bị nhào tới đập con chim một trận luôn cơ. Sau khi hoàn hồn, Dương Bách Xuyên vội vàng bật dậy túm lấy chồn con, không cho nó làm bậy. Sau đó hắn quay sang nhìn chim thần ma chằm chằm, hai mắt sáng rực như đèn pha. Máu của con chim này không giống bình thường. Hiển nhiên chim thần ma quả thật có chỗ khác biệt, nghĩ lại thì loại máu khiển cây khô như gặp mùa xuân này, không phải có nghĩa là có thể có thêm một bác sĩ bên cạnh để hồi phục vết thương sao. Mà máu còn có thể được sử dụng cho việc luyện đan với luyện khí nữa. Dương Bách Xuyên tất nhiên không thể để chồn nhỏ lại làm tổn thương đến chim thần ma. Hắn sợ rằng chồn nhỏ không thể khống chế được mà trực tiếp dùng móng vuốt phanh ngực mổ bụng của cái con chim miệng thúi này. Có thể, chỗ đặc biệt của con chim này không phải là thực lực mà là cái khác, dù sao chỉ riêng mỗi máu đã là bằng chứng tốt nhất. Về phần chim thần ma tự xưng là chim thần ma số 1 trong tam giới, Dương Bách Xuyên coi đó như là lời khoe khoang. Dù sao hắn cũng đặc nhìn ra, vấn đề của con chim này chắc chắn không phải thực lực, máu tự nhiên là một trong những thứ hắn thấy được ngay lúc này. Đương nhiên trừ cái đó ra, có thể được lão đầu nuôi dưỡng trong cung Chí Tôn, còn có thể trực tiếp mắng lão đầu là lão già khốn kiếp, gọi thẳng tên Vân Thiên Tà, cũng có thể giải thích được sự đặc biệt của con chim có vấn đề này. Chi chi chi. Chồn nhỏ tất bất mãn việc Dương Bách Xuyên ngăn cản nó đi đánh chim thần ma, kêu lên chỉ kháng nghị. Được rồi, con chim có vấn đề này là do. Lão già đáng chết để lại, chúng ta không cùng nó chấp nhặt làm gì. Dương Bách Xuyên chỉ có thể an ủi chồn nhỏ. Ở phía bên kia, chim thần ma đã khôi phục lại vết thương. Nó vừa trải chuốt lại lông vũ của mình vừa. Mắng. Một đám gà chết tiệt, khốn khiếp, đáng ghét. Bởi vì ông đây, bởi vì, bởi vì cái gì ta lại không thể nhớ được, ta không thể phát huy ra thực lực của mình, nếu không ông đây chỉ cần liếc mắt một cái là có thể chừng chết đám các ngươi đều là lũ gà yếu ớt trong mắt ông, gà yếu ớt, đám gà yếu ớt siêu lớn. Lời chửi rủa của chim thần ma càng lúc càng mãnh liệt, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Sắc mặt Dương Bách Xuyên càng nghe càng tối sầm, hắn cũng nghe thấy chim thần ma dường như có nói, vì một lý do nào đó mà nó không còn thực lực. Không còn thực lực mà còn lắm mồm như vậy, Dương Bách Xuyên cũng không lầm mồm, nói. Khụ khụ, đừng màng, ta phụng sư mệnh mang ngươi đi. Dương Bách Xuyên đen mặt nói với chim thần ma. Ông đây cứ mắng mi đấy thì làm sao? Mi còn có đám các ngươi và Vân Thiên Tà, các ngươi đều là một lũ gà yếu ớt, lão khốn kiếp, tiểu khốn kiếp. Tiểu khốn kiếp, gà yếu ớt lớn, gà yếu ớt nhỏ, gà yếu ớt nhỏ hơn, gà yếu ớt siêu nhỏ. Chim thần ma càng mắng càng hăng. Chồn nhỏ mau đi thôi, đừng giết nó, cứ nhổ hết lông trên người nó trước đi. Dương Bách Xuyên nheo mắt nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 149.